Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Nghị Vân. Tập 196. Khác ta không biết, trước kỷ nguyên thời đại, thiên tộc đế tôn lão nhị cùng càn khôn thần tôn đều tiến vào quá không biết nơi, hai người đều đã trở lại, cũng là khi đó bắt đầu, hai vị này ở thần giới bộc lộ tài năng, một cái sáng lập thiên tộc 33 thiên điện trở thành đế tôn vô thượng, một cái sáng lập càn khôn thần điện trở thành càn khôn thần tôn vô thượng, lão phu đi theo thần tôn vô số tuế nguyệt, cũng không có nghe hắn nhắc tới quá, thần giới không biết nơi đến tột cùng là cái dạng gì, bên trong có cái gì. Thỏ ra chậm rãi mở miệng. Lúc này vẫn luôn không nói chuyện sinh mệnh pháp thần Ngọc Lả Lướt mở miệng nói, cận đại trung còn có một ít người tiến vào không biết nơi, thần tộc Phục Hy thần hoàng đó là một trong số đó, nghe đồn còn có một ít thiên tộc lão quái vật cũng đều đi vào hơn nữa ra tới, nhưng những người này cụ thể là ai, ta không rõ ràng lắm, chỉ biết Phục Hy thần hoàng đó là một trong số đó, nhưng ai cũng chưa nói quá không biết nơi tình huống. Dương Nghị Vân nghe được Phục Hy thần hoàng thời điểm, giật mình nói, Phục Hy thần hoàng cùng càn khôn thần điện có hay không cái gì quan hệ? Sinh mệnh pháp thần Ngọc Lả Lướt nói, không có, Phục Hy thần hoàng cũng này đây vì thần bí phi thăng giả, đồng dạng cổ xưa, nhưng lại không phải càn khôn thần điện người, trên thực tế phi thăng một mạch bắt nguồn xa, dòng chảy dài, chân chính ngược dòng lịch sử, đều có thể ngược dòng đến khai thiên tích địa thời đại đi. Phi thăng giả một mạch, kỳ thật cũng chia làm vài thân thể hệ, ở càn khôn thần tôn không có xuất thế phía trước. Mọi người đều là từng người tu luyện, cũng không có cùng thiên tộc phát sinh đại xung đột. Lại nói tiếp Phục Hy thần hoàng nơi sau lưng tất nhiên còn muốn so với thần điện cổ xưa, hiện giờ thần giới cục diện, đã hình thành rõ ràng thiên tộc cùng thần tộc đối lập, tương lai có lẽ có thể tiếp xúc Phục Hy thần hoàng nơi thế lực, đại gia liên hợp lại cộng đồng đối kháng thiên tộc, như thế mới có thể bảo toàn. Dương Nghị Vân mở miệng nói, trên thực tế ta phi thăng thần giới hết sức, bị 33 thiên điện hỏa thần vương ra tay. Chính là Phục Hy thần hoàng dưới tòa không gian thần vương cứu giúp, hơn nữa mang ta đi gặp qua Phục Hy thần hoàng. Phục Hy thần hoàng đưa tặng bẩm sinh bát quái đồ cho ta, cũng trò chuyện qua tộc đế tôn, hắn nói sẽ kiềm chế đế tôn, làm ta cùng đế tôn cạnh tranh thần giới chi chủ, tương lai bảo toàn thần tộc, hiện tại xem ra chúng ta mục tiêu là nhất trí. Nói như vậy, đảo cũng là chuyện tốt, chúng ta phi thăng giả nhất tộc tự nhiên không thiếu cường giả, nhưng lại là phân tán trạng thái, càn khôn thần tôn sở làm. Đó là dung hợp sở hữu thần tộc, thậm chí là làm thiên tộc cùng thần tộc ở không có xung đột ân oán, làm thần giới hòa bình, Phục Hy thần hoàng xem ra cũng là tán thành càn khôn thần tôn lý niệm, tìm thời gian có thể đi tâm sự những việc này. Thỏ ra mở miệng nói. Dương Nghị Vân gật gật đầu nói, có cơ hội ta sẽ ở đi gặp Phục Hy, đáng tiếc hắn hiện tại rời đi, bất quá có thể xác định Phục Hy thần hoàng đại phương hướng cùng chúng ta nhất trí, hắn cũng không hy vọng đế tôn hợp đạo khống chế thần giới. Do đó diệt sát phi thăng giả một mạch. Kia tiếp được là đi không biết nơi. Trời cao tà nhìn về phía Dương Nghị Vân. Ân, ta đi một chuyến đi, ta có biện pháp tìm kiếm đến thời không pháp thần. Dương Nghị Vân mở miệng, trên người hắn có càn khôn hồ chỉ dẫn, thời không pháp thần là càn khôn thần điện xuất thân có ấn ký ở, hắn có thể tìm được, đương nhiên tiền đề là thời không pháp thần còn sống. Vậy ta đưa ngươi đi, trời cao tà thuyết nói. Dương Nghị Vân nhìn nhà mình sư phụ liếc mắt một cái lắc đầu nói, sư phụ ngài biết ta nhất để ý chính là cái gì, ngươi lưu lại đi, tính tính thời gian hạ giới vân môn hẳn là sắp có phi thăng giả mà đến, ngươi hiểu biết vân môn người, cho nên ta hy vọng ngươi giúp ta tiếp dẫn bọn họ. Này, trời cao tà nhất thời vô ngữ, hắn tự nhiên biết Dương Nghị Vân trong lòng lớn nhất chấp niệm chính là hắn thân nhân bằng hữu, nếu không dàn xếp hảo hạ giới những người đó, tiểu tử này sẽ không tâm an ổn. Vậy được rồi. Ta lưu lại phụ trách tiếp dẫn hạ giới vân môn người. Trời cao tà đồng ý. Mặt khác còn có con ta Dương Tinh Phó mấy cái cũng cùng ta cùng nhau phi thăng tới rồi thần giới, yêu cầu ngài lão tìm trở về, trước kia ta bị 33 thiên điện đuổi giết, không dám đi tìm bọn họ, hiện tại nếu ngài lão xuất hiện, cũng có càn khôn thần điện, vậy giao cho sư phụ ngươi. Dương Nghị Vân tự nhiên không quên nhi tử Dương Tinh Phó cùng Hồng Y, lão cây liễu, Lục Nhĩ, Lữ Xuân Thu, Hoàng Tuyền lão tổ, Hoa Sen Đen, Tạ Linh Vận đám người. Việc này ta đi làm đi, trời cao tà đáp ứng rồi. Ta đây cùng Lả Lướt nha đầu bồi ngươi đi không biết nơi đi, Thỏ ra mở miệng. Dương Nghị Vân tưởng tượng nói, Thỏ ra ngươi vẫn là lưu tại Càn Khôn Thần Điện tọa trấn đi, có ngươi ở Càn Khôn Thần Điện sẽ không có vấn đề, hơn nữa ngươi cũng có thể nhìn chằm chằm 33 thiên điện. Hôm nay ta mở ra thần điện, vận dụng quá lớn, nghĩ đến 33 thiên điện sẽ có cảm ứng, nhưng đừng đến lúc đó bị người lợi dụng sơ hở. Mặt khác nghịch lưu lại tọa chấn, cũng có thể cho ta đánh cái ngụy trang,
này đi không biết nơi, ta một người tiến đến, mục tiêu tiểu một chút. Không được, vậy làm là lướt bồi ngươi tiến đến, tuy rằng ngươi có thần tôn nhắc nhở nhưng nhập không biết nơi, nhưng nơi nào chung quy là thần giới đáng sợ nhất địa phương, tiểu tử ngươi hiện tại tu vi quá yếu, không có một cao thủ tại bên người lão phu không yên tâm. Thỏ ra nghiêm túc nói, hắn cũng tiếp nhận rồi Dương Nghị Vân kiến nghị, lưu tại Càn Khôn thần điện tọa trấn, cũng suy xét quá một ít việc, hắn trước mắt đích xác không thích hợp đi ra ngoài, lưu lại còn có thể làm một ít mặt khác sự tình. Sinh mệnh pháp thần Ngọc Lả lướt nói, không tồi, ta bồi thần tôn đi trước đi, có lẽ này đi cũng là ta một phen cơ duyên. Cuối cùng sinh mệnh pháp thần Ngọc Lả lướt bồi Dương Nghị Vân đi trước thần giới không biết nơi. Sư phụ trời cao tà lưu lại phụ trách tiếp dẫn tiên giới vân môn người, cùng tìm kiếm đã phi thăng đến thần giới người. Thỏ ra tọa trấn Càn Khôn thần điện, cũng là cho Dương Nghị Vân đánh yểm trợ. Dương Nghị Vân cùng sinh mệnh pháp thần Ngọc Lả lướt lặng lẽ đi trước thần giới không biết nơi, lúc này đây nói là đi tìm người, kỳ thật Dương Nghị Vân biết là rèn luyện, hắn gặp qua Càn Khôn thần tôn pháp thân lúc sau, tự nhiên hiểu rõ một ít tân bí. Thần giới không biết nơi, lại nói tiếp nguy hiểm, nhưng đối tăng lên tu luyện thực lực có rất lớn trợ giúp. Trọng điểm là hắn muốn tìm được tề chín đại thiên đạo cấp bậc cao thủ tới mở ra lục đạo luân hồi, tiến vào U Minh giới. Cái này mới là trọng điểm. Trước mắt hắn thần vương cấp bậc cảnh giới thực sự quá thấp, căn bản không có biện pháp cùng 33 thiên điện chống cự. Trọng điểm là trung cực địch nhân là 33 thiên điện đế tôn vô thượng, đây mới là Dương Nghị Vân địch nhân lớn nhất, dựa theo tiên đoán đế tôn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, cho nên hai người chi gian tất nhiên phải có một hồi quyết đấu. Chẳng qua hiện tại Dương Nghị Vân là căn bản không có tư cách cùng đế tôn quyết đấu, cho nên còn có thể an ổn một chút, mà đế tôn chỉ có thể phái ra cùng Dương Nghị Vân tu vi kém không lớn tu sĩ tới đuổi giết, nhưng lại cuối cùng bị Dương Nghị Vân phản sát. Tới rồi hiện tại có Càn Khôn thần điện thế lực xuất hiện, Dương Nghị Vân rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm, ít nhất ở đế tôn không có ra tay phía trước, 33 thiên điện những cái đó thần nhân tiến đến, sẽ có Càn Khôn thần điện chúng thần ngăn cản. Nhưng là Dương Nghị Vân rất rõ ràng loại này cục diện sớm hay muộn có một ngày sẽ bị đánh vỡ, tới rồi lúc ấy, vô cùng có khả năng chính là đế tôn thân tay đối phó hắn thời điểm, cho nên Dương Nghị Vân minh bạch, trước mắt là chính mình tăng lên thực lực tu vi một cái trục bánh xe biến tốc kỳ, hắn cần thiết muốn ở cái này giai đoạn đem tu vi thực lực tăng lên đi lên, tương lai cũng hảo đối mặt đế tôn. Mà lựa chọn tốt nhất đó là thần giới không biết nơi. Gần nhất, không biết có Càn Khôn thần điện thời không pháp thần. Hắn yêu cầu tìm được thời không pháp thần, ở tương lai mở ra lục đạo luân hồi tiến vào U Minh giới. Thứ hai, còn lại là không biết nơi đặc thù tính, hắn nếu là đi vào lúc sau, sợ là đế tôn cũng đừng nghĩ truy tung hắn, xem như một cái thời gian giảm sóc. Tam tới, không biết nơi tuy rằng nguy hiểm, nhưng là dựa theo Càn Khôn thần tôn nhắc nhở, cũng sẽ là một cái tràn ngập cơ duyên địa phương, bực này địa phương nhất thích hợp hắn tăng lên tu vi. Cho nên lần này hắn muốn đi không biết nơi. Dù sao bên người sẽ có sinh mệnh pháp thần Ngọc Lả lướt đi theo, ở an toàn phương diện nghĩ đến cũng không có gì vấn đề lớn. Dù sao cũng phải tới nói, đi không biết nơi là cái lựa chọn, cũng là một cơ hội. Dù sao dựa theo trước mắt cục diện, thỏ ra trở về, cũng sẽ làm 33 thiên điện khẩn trương một thời gian, an ổn một thời gian. Hắn vừa lúc thừa dịp trong khoảng thời gian này đi không biết nơi đi một tạo. Chỉ cần hắn rời đi thần giới phạm vi. Hoặc là nói rời đi 33 thiên điện tầm mắt trong phạm vi, sư phụ trời cao tả đi an bài tiếp dẫn tiên giới vân môn thân nhân bằng hữu, ngược lại càng thêm phương tiện. Tiểu tử thúi hết thảy cẩn thận. Càn Khôn thần điện thế giới xuất khẩu chỗ, trời cao tả cùng Dương Nghị Vân đứng chung một chỗ nói chuyện. Thầy trò hai người năm đó từ biệt qua đi thượng vạn năm, không tưởng gặp lại, sẽ là ở thần giới. Hơn nữa chết lão nhân cư nhiên là Càn Khôn thần điện năm đại pháp thần chi nhất Quang Minh pháp thần. Đến nỗi Dương Nghị Vân, chỉ chớp mắt trở thành Càn Khôn thần tôn truyền nhân, trở thành tân một thế hệ thần tôn vô thượng, càng là chết lão nhân thần tôn. Cái này làm cho thầy trò hai người đều tràn ngập thổn thức. Đương nhiên chủ yếu tựa hồ Dương Nghị Vân thổn thức, chỉ có trời cao tà ngược lại là thực thản nhiên, hết thảy đều như là ở đoán trước chung giống nhau. Làm Dương Nghị Vân cao hứng chính là, chết lão nhân tuy rằng khôi phục Quang Minh pháp thần ký ức, nhưng như cũ không thay đổi, như cũ là hắn sư phụ. Thầy trò hai người đứng chung một chỗ, Dương Nghị Vân có thể cảm nhận được sư phụ trong lời nói đối hắn tràn ngập quan tâm. Ân, ta sẽ, chết lão nhân ngươi cũng bảo trọng. Vốn dĩ Dương Nghị Vân trước kia nghĩ tới cùng sư phụ gặp mặt lúc sau, phải có rất nhiều nói,
nhưng tới rồi hiện tại, ngược lại không biết nói cái gì. Chẳng qua có thể tìm được đối phương, hơn nữa còn có thể bảo lưu lại thầy trò quan hệ, đối Dương Nghị Vân tới nói đã thỏa mãn. Đi thôi, ngươi trưởng thành, nhưng là ở thần giới lại không có biến cường, hảo hảo tu luyện, sớm ngày trở thành thần giới cường giả, vi sư tin tưởng ngươi có thể, đến nỗi tiên giới vân môn phi thăng việc, ngươi cứ việc yên tâm, chỉ cần có người phi thăng mà đến, vi sư bảo đảm một cái không rơi tất cả đều cho ngươi nhận được càn khôn thần điện thế giới, sẽ không làm ngươi lo lắng chính là. Trời cao tà thuyết nói. Hảo, kia hết thảy liền làm ơn sư phụ. Dương Nghị Vân nói chuyện bái biệt sư phụ. Được rồi, đừng cọ sát, nhanh lên đi thôi. Dương Nghị Vân phất tay chi gian, mở ra càn khôn thần điện thế giới môn hộ, cùng sinh mệnh pháp thần ngọc lả lướt đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, Dương Nghị Vân phát hiện xuất hiện ở thần giới mỗ tòa sơn phong đỉnh. Mà thỏ ra còn lại là đã sớm đang đợi chờ. Thỏ ra. Đối với thỏ ra xuất hiện Dương Nghị Vân không cảm thấy ngoài ý muốn, phía trước liền phát hiện lão gia hỏa này không thấy, đoán được là thỏ ra đi ra ngoài, hiện tại xem ra quả nhiên không sai. Thần tôn này đi vạn sự cẩn thận, là lướt nha đầu nhất định phải bảo vệ tốt thần tôn an toàn. Thỏ ra vẻ mặt túc mục nói. Tôn giả yên tâm là lướt chắc chắn dốc hết sức lực bảo vệ tốt thần tôn an ủi. Sinh mệnh pháp thần ngọc là lướt nói. Ta đưa các người đoạn đường. Nếu không một ít bọn đạo trích hạng người sợ là sẽ ngăn trở. Thỏ ra nói chuyện nheo lại đôi mắt, bỗng nhiên múa may đôi tay, tức khắc toàn bộ thiên địa đều lôi đình đại tác phẩm. Ầm ầm ầm. Rắc, một đạo tia chớp từ trên trời giáng xuống, tức khắc phích ở đỉnh núi phía trên. Ngay sau đó hình thành một cái lôi đình môn hộ. Chỉ nghe thỏ ra nói, thần tôn thỉnh nhập môn hộ, này đi trực tiếp sẽ xuất hiện ở thần giới phía chân trời hỗn độn nơi, đi vào đó là không biết nơi. Thỏ ra trong nhà liền giao cho ngươi. Dương Nghị Vân đối thỏ ra ôm quyền hành lễ, ngay sau đó cùng sinh mệnh pháp thần ngọc lả lướt hướng về lôi đình môn hộ chung đi đến. Liền ở hai người nửa cái chân bước vào môn hộ hết sức, phía chân trời phía trên bỗng nhiên nổ bắn ra mà đến ba đạo thần quang. Hơi thở chi cường đại làm Dương Nghị Vân cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Thần tôn đi mau, sinh mệnh pháp thần ngọc lả lướt lại là vội vàng mở miệng, đối Dương Nghị Vân nói một câu. Trực tiếp một bàn tay chộp vào Dương Nghị Vân trên cổ tay, ngay sau đó bay vọt dựng lên, tức khắc tiến vào môn hộ chung. Dương Nghị Vân lại là ở thời điểm này nghe được thỏ ra một tiếng quát lớn, hừ, ha ha, tam đại pháp thần A, thật là danh tác, lão phu chờ lâu ngày, liền biết các ngươi 33 thiên điện sẽ ra tay. Lôi đình phương pháp, cấp lão phu phong. Ầm ầm ầm. Cuối cùng một khắc Dương Nghị Vân chỉ nghe được chính là, kinh thiên động địa tiếng sấm tiếng động. Ngay sau đó hắn bị sinh mệnh pháp thần ngọc lả lướt lôi kéo tay biến mất ở thỏ ra mở ra lôi đình môn hộ chung, trong đầu chỉ vần quanh thỏ ra phát động tiếng sấm tiếng động, trên thực tế hắn căn bản nhìn không tới bất luận cái gì cảnh tượng, chỉ có phía trước ba đạo thần quang. Bất quá trong tai nghe được lại là thỏ ra câu kia tam đại pháp thần. Trong lòng nhiều ít là có chút lo lắng thỏ ra. Lôi đình môn hộ biến mất, thỏ ra lập với đỉnh núi phía trên, đầy người là lôi đình vần quanh. Phía trước tam đại thần quang, ngạnh sinh sinh đánh rớt ở lôi đình môn hộ biến mất địa phương, bất quá nhìn kỹ đi, lại là bị một đạo lôi đình màn hào quang cấp ngăn cản ở, cuối cùng tiêu tán vô hình. Ngay sau đó, ba cái thân ảnh xuất hiện giữa không trung. Một cái hắc một trắng một đỏ. Đều là ba cái lão giả diện mạo. Quả nhiên là lôi đình tôn giả, đã lâu. Cầm đầu bạch y lão giả nhìn xuống thỏ ra mở miệng. Ha ha, lão phu lúc ấy ai đâu. 33 thiên điện khôi, nhân, hạo tam đại pháp thần, đều là thượng vị pháp thần, có tiền đồ. A thỏ ra khí định thần nhàn nhìn giữa không trung tam đại pháp thần sâu kín nói chuyện, không hề có khẩn trương. Hai bên đều là nhận thức. Rốt cuộc ở trước kỷ nguyên 33 thiên điện cùng càn khôn thần điện đánh vô số năm, tự nhiên sẽ không xa lạ. Này tam đại pháp thần đúng là 33 thiên điện tam tôn pháp thần, lấy thẹn pháp thần cầm đầu. Lần này xuất hiện. Tự nhiên là năm đó thỏ ra mắng đế tôn, giết hơn 1000 thần quân Dương Nghị Vân chém giết hỏa thần vương lúc sau, trực tiếp kinh động đế tôn. Đế tôn trực tiếp hạ lệnh làm thẹn pháp thần tự thân xuất mã, vô cùng chém giết Dương Nghị Vân, kỳ thật khôi pháp thần rõ ràng, càn khôn thần điện lôi đình hộ pháp tôn giả trở về, liền chú định Dương Nghị Vân kế thừa càn khôn thần điện. Như thế trực tiếp đuổi tới càn khôn thần điện, nhưng là bọn họ vào không được, chỉ có thể ở nhập khẩu ra chờ. Lại là không nghĩ tới thỏ ra trực tiếp mở ra lôi đình môn hộ đem Dương Nghị Vân truyền tống rời đi. Tam đại pháp thần ra tay, như cũ không có ngăn lại Dương Nghị Vân rời đi.
lúc này lại là cùng Thỏ Gia đối thượng. Đối mặt vị này Càn Khôn Thần Điện Lôi Đình hộ pháp tôn giả, Khôi Pháp Thần ba người kỳ thật là vô cùng kiêng kỵ, bởi vì bọn họ đều biết vị này Lôi Đình hộ pháp tôn giả đáng sợ, sớm tại trước kỷ nguyên chính là thiên đạo hợp đạo cấp bậc tồn tại. Chẳng qua hôm nay vừa thấy, lại là phát hiện Lôi Đình hộ pháp tôn giả thực lực tu vi giống như bọn họ đều là thượng vị pháp thần cảnh giới. Như thế nhưng thật ra làm Khôi Pháp Thần ba người trong lòng có ganh đua cao thấp chi tâm. Lôi Đình tôn giả có lễ, Khôi chỉ cần thần tôn truyền nhân Dương Nghị Vân, còn thỉnh báo cho hắn đi đâu. Khôi Pháp Thần mở miệng. Ha ha, nghe người khẩu khí, tựa hồ tưởng cùng lão phu động thủ. Thỏ Gia nheo lại mắt nói. Chịu đế tôn chi mệnh, chu sát đại kiếp nạn chi tử Dương Nghị Vân, còn thỉnh tôn giả hành cái phương tiện, nếu không ta chờ ba người không tránh khỏi phải hướng tôn giả lãnh giáo một vài. Khôi Pháp Thần nói chuyện không ôn không hòa. Ha ha, Khôi tiểu tử, đừng nói Thỏ Gia khi dễ các ngươi, liền tính là các ngươi 33 thiên điện 10 đại thiên đạo thánh giả tiến đến, lão phu cũng không sợ, muốn đánh liền tới đi, vừa lúc Thỏ Gia thật lâu không hoạt động gân cốt, khi cách ngàn vạn năm, khiến cho Thỏ Gia thử xem các ngươi 33 thiên điện này đó tiểu bối thực lực tiến bộ nhiều ít. Thỏ Gia dứt lời, lại là bỗng nhiên nhảy dựng lên. Ầm vang! Trên 9 tầng trời, Lôi Đình đại tác phẩm. Tức khắc kiếp vân che trời hình thành, này trong nháy mắt toàn bộ thần giới sấm sét dựng lên. Sát! Thẹn Pháp Thần ba người xem Thỏ Gia tu vi ở thượng vị Pháp Thần chi cảnh, đảo cũng không sợ, hét lớn một tiếng, từ ba phương hướng sát hướng Thỏ Gia. Ba người đều là đứng đầu Pháp Thần, các tu một đạo quy tắc chi lực, hắc bạch hồng tam quang thêm thân, cũng là bày ra ra kinh người cường đại hơi thở. Nháy mắt bốn người chiến đấu tới rồi cùng nhau, trên 9 tầng trời. Thần quang bùng nổ, Lôi Đình đại tác phẩm, thanh thế truyền khắp thần giới. Nhưng lại nhìn không thấy bốn người thân ảnh. Thẳng đến mỗi một khắc, kiếp vân tan đi, kinh thiên động địa tiếng động biến mất. Một đạo Lôi Đình đánh rớt ở phía trước đỉnh núi, lại là Thỏ Gia xuất hiện, hắn khóe miệng có vết máu, bất quá trên mặt mang theo ý cười lẩm bẩm, tính các ngươi ba cái tiểu bối mạng lớn, lần sau định trảm các ngươi. Không được không được, Thỏ Gia ta phải nhanh một chút khôi phục đến đỉnh thực lực mới được. Lần sau lại đến, đánh giá liền sẽ là thiên đạo cấp bậc thánh giả, ngẫm lại đều đau đầu a, tiểu vân tử tiểu tử ngươi muốn nhanh lên xưởng trưởng a, Thỏ Gia ta kỳ thật đỉnh không được bao lâu. Dương Nghị Vân cùng sinh mệnh pháp thần Ngọc là lướt xuyên qua tới rồi Thỏ Gia mở ra không gian môn hộ chung, không bao lâu liền đi ra ngoài. Quả nhiên, bọn họ xuất hiện nơi là một tòa hỗn độn chi khí vần quanh cái chắn, nối thẳng phía chân trời phía trên, căn bản nhìn không tới đỉnh, giống như là thiên địa cái chắn giống nhau. Trên thực tế dựa theo Thỏ Gia cách nói, đây là một tòa thần giới phía chân trời tự nhiên cái chắn, không có sơn cũng không có trận pháp gì đó, chỉ là tự nhiên hình thành hỗn độn sương mù cái chắn, mặc kệ đi như thế nào, đều nhưng thấy. Khoảng cách thần giới trung tâm tu luyện sinh linh sở cư nơi, hàng tỷ xa, mặc kệ từ cái kia yên tâm thẳng tắp mà đi, đều có thể đạt tới nơi này, thấy hỗn độn cái chắn. Sinh, là lướt tỷ tỷ Thỏ Gia không có việc gì đi. Từ thông đạo vừa ra tới. Dương Nghị Vân câu đầu tiên lời nói là kêu sinh mệnh pháp thần Ngọc là lướt tỷ tỷ hỏi Thỏ Gia an nguy. Đối sinh mệnh pháp thần Ngọc là lướt Dương Nghị Vân cũng là vừa tiếp xúc, thật đúng là không biết như thế nào xưng hô, lời nói đến bên miệng kêu một tiếng tỷ tỷ. Này một tiếng tỷ tỷ hô lên tới, hắn cảm thấy không có gì, nhưng lại ở sinh mệnh pháp thần Ngọc là lướt nội tâm nổi lên một cái đại dao động. Vội vàng nói, thần tôn kêu ta là lướt có thể, chớ nên chiết sát là lướt. Dương mẫu nhân hiện tại là Càn Khôn Thần Điện chi chủ, là Ngọc là lướt thần tôn, nói là chủ cũng kỳ thật không quá, làm Dương Nghị Vân kêu tỷ tỷ nàng là sợ hãi. Nói xong lúc sau, tiếp tục nói, Lôi Đình hộ pháp tôn giả tu vi thông huyền, tam tôn pháp thần không làm gì được hắn, còn thỉnh thần tôn yên tâm. Dương Nghị Vân nghe được sinh mệnh pháp thần Ngọc là lướt nói như thế, trong lòng đảo cũng yên tâm, rốt cuộc luận hiểu biết, tự nhiên là sinh mệnh pháp thần Ngọc là lướt hiểu biết Thỏ Gia nhiều nhất. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Dương Nghị Vân hiện tại vẫn là lòng còn sợ hãi, vừa rồi kia ba đạo cường đại thần quang thật sự là làm hắn cảm thấy sợ hãi. Như thế, chúng ta thả vào đi thôi, để tránh tái sinh biến cố. Sinh mệnh pháp thần Ngọc là lướt nói. Dương Nghị Vân nhìn xem như là thiên địa cái chắn giống nhau hỗn độn sương mù, nhịn không được hỏi, sợ là không hảo vào đi thôi. Nếu có thể trở thành thiên địa cái chắn, bên kia là không biết nơi, nội bộ là thần giới. Tất nhiên sẽ không tầm thường. Này nói hỗn độn sương mù giống như là kết giới, ngăn cách thần giới cùng không biết nơi,
hoặc là càng như là cách trở đại nguy hiểm, thần hộ mệnh giới giống nhau. Lại hoặc là nói, rốt cuộc nơi nào mới là thần giới, là nội bộ vẫn là này nói hỗn độn cái chắn ở ngoài, lại có ai nói được chuẩn đâu. Sinh mệnh pháp thần Ngọc là lướt gật đầu nói, ta tuy rằng chưa từng có tiến vào quá không biết nơi, nhưng lại cũng hiểu biết quá một ít, đích xác này nói hỗn độn cái chắn không giống bình thường, muốn đi vào tất nhiên sẽ có rất lớn lực cản, cũng muốn chống đỡ được cường đại uy áp. Theo ta hiểu biết xuyên qua hỗn độn cái chắn, lực lượng trở ngại đều không phải là chủ lực, chỗ khó ở chỗ cường đại uy áp thượng, giống như là khảo nghiệm giống nhau, muốn đối mặt chính là nhằm vào thần hồn uy áp. Đến nỗi đối thần hồn uy áp có thể cường đại kiểu gì nông nỗi, cái này trước mắt không biết, bất quá thỉnh thần tôn yên tâm, thuộc hạ sẽ tận lớn nhất toàn lực chu hộ thần tôn an toàn thuận lợi xuyên qua cái chắn. Là lướt tỷ tỷ ngươi vẫn là kêu ta vân tử đi, Dương Nghị Vân nghe sinh mệnh pháp thần Ngọc là lướt tự xưng là thuộc hạ, kêu hắn thần tôn, thật sự là không thói quen. Rốt cuộc sinh mệnh pháp thần, hắn gần là cái tiểu thần vương, luận tu vi cảnh giới, có thể nói giữa hai bên có khác nhau một trời một vực chênh lệch, hắn cũng không dám thật sự đi lấy thần tôn chi uy cùng Ngọc là lướt đối thoại, tổng cảm giác quá biệt nữ. Như thế, đa tạ thần tôn Ngọc là lướt thân là cấp bậc pháp thần cường giả. Ở này đó phương diện tự nhiên sẽ không có cái gì quá nhiều so đo. Đối với Dương Nghị Vân kêu nàng tỷ tỷ, nàng cũng không để ý, xưng hô mà thôi. Trọng điểm là tự thân thái độ. Vân tử ngươi chuẩn bị tốt sao? Chúng ta xuyên qua hỗn độn cái chắn. Ngọc là lướt hỏi Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân hít sâu một hơi, thúc giục toàn thân thần lực, hắc ám chiến giáp cũng hiện lên trong người, gật gật đầu nói ta không thành vấn đề. Ngay sau đó Ngọc là lướt như cũ kéo Dương Nghị Vân thủ đoạn, ngay sau đó trên người nàng bạo phát chói mắt lục quang, đem chi Dương Nghị Vân hoàn toàn bao vây lên. Ngay sau đó hai người hướng về hỗn độn sương mù hình thành cái chắn đi đến. Ong ong ong, vừa mới kết thúc đến hỗn độn sương mù, từng tiếng ầm ầm vang lên tiếng động vang lên. Tức khắc Dương Nghị Vân liền cảm nhận được vô hình bên trong có thật lớn lực lượng bốn phương tám hướng đè ép mà đến. Giống như là trên người có núi lớn áp lại đây giống nhau. Bất quá tại đây chờ thật lớn áp lực đột kích hết sức, sinh mệnh pháp thần Ngọc là lướt bao vây ở trên người hắn lục quang chi lực, hoặc là nói là sinh mệnh chi lực lục quang đại tác phẩm có tác dụng, đem bốn phương tám hướng áp lại đây lực lượng ngăn cản ở bên ngoài. Hai người chút nào không chịu ảnh hưởng bước vào đủ mọi màu sắc hỗn độn sương mù chung. Đi vào đi sau, Dương Nghị Vân trong tầm mắt thấy được tất cả đều là bảy màu sặc sỡ vầng sáng. Liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn, cũng không biết hỗn độn cái chắn đến tột cùng có bao nhiêu sâu hậu, yêu cầu đi bao lâu mới có thể đi ra ngoài. Hai người tựa hồ bước vào một cái màu sắc rực rỡ ánh sáng hình thành thế giới. Vẫn luôn về phía trước mà đi, nhưng lại là không có cuối. Ngược lại tuy rằng thời gian chuyển rời, bốn phương tám hướng mà đến áp lực càng lúc càng lớn. Mỗi một khắc Dương Nghị Vân trong óc lại là oanh một tiếng vang lên. Nặng nề lúc sau. Hắn cảm nhận được một loại khác áp lực xuất hiện. Thẳng vào thần hải, bức bách thần hồn. Tệ nhất tình huống xuất hiện. Hai loại áp lực, vẫn luôn nhằm vào thần thể thân thể, một loại nhằm vào thần hồn. Đến từ thân thể áp lực sinh mệnh pháp thần Ngọc là lướt có thể giúp hắn loại kém một phen, nhưng thần hồn thượng áp lực, thẳng vào thần hải ý thức, nhằm vào thần hồn, Ngọc là lướt căn bản không thể giúp. Đương nhiên cũng không phải không hỗ trợ ngăn trở, mà là hoàn toàn không có hiệu quả. Cái này Dương Nghị Vân biết, đây là nhằm vào mọi người uy áp, người khác căn bản là vô pháp can thiệp. Thậm chí còn Dương Nghị Vân cảm nhận được, Ngọc là lướt nắm chặt hắn một bàn tay, tại đây một khắc ở nhẹ nhàng phát run, này liền thuyết minh nàng vì bảo hộ hắn, đang ở thừa nhận thật lớn áp lực. Dương mỗ nhân cho tới bây giờ, không hề có cảm thấy có bất luận cái gì áp lực, thậm chí là một chút ít lực lượng đều không có tiêu hao, hoàn toàn là sinh mệnh pháp thần Ngọc là lướt thừa nhận rồi hết thảy. Hắn vội vàng nói, là lướt tỷ tỷ ngươi không cần phải xen vào ta, ta chính mình tới ứng phó. Vô, không sao, ta còn có thể đứng vững. Ngọc là lướt cắn răng nói chuyện, bất quá thanh âm lại là đang run rẩy. Dương Nghị Vân khẩn trương nói, mau bỏ đi rớt ta trên người lực lượng, ngươi chu toàn chính mình, yên tâm ta trên người có thể ngăn cản bực này áp bách chí bảo, sẽ không có việc gì, ngươi không thể xảy ra chuyện, vạn nhất phải có chuyện gì, còn phải dựa ngươi. Nơi này nói đến cùng chỉ là uy áp nơi, ta có thể cảm nhận được bực này uy áp càng như là nào đó khảo nghiệm, khả năng còn sẽ đối tu vi có rất lớn trợ giúp, tin tưởng ta, sẽ không có việc gì. Vậy được rồi ngươi muốn cảm giác không đúng, kịp thời nói cho ta. Ngọc là lướt cũng không phải cổ hủ người,
nàng cũng rõ ràng Dương Nghị Vân lời nói đều không phải là vô đạo lý. Dứt lời lúc sau, triệt bỏ đối Dương Nghị Vân bảo hộ. Ngay sau đó Dương Nghị Vân trực tiếp kêu lên một tiếng, cảm giác thân thể trực tiếp phải bị cường đại vô cùng áp lực cấp tế bạo giống nhau. Bất quá hắn cũng có chuẩn bị, toàn lực thúc giục thần lực, hơn nữa điều động đạo chủng chi lực vận chuyển, 10 đại đạo loại nói thụ tề sáng lên mang, du tẩu toàn thân, tức khắc cảm nhận được áp lực một chút tan đi. Cái này hắn rốt cuộc tặng một hơi. Đến từ thân thể thượng uy áp chi lực xem như bị đạo chủng chi lực hóa giải, chính là nhằm vào thần hồn áp lực, hắn lại là cư nhiên không hề biện pháp, cho dù là hắn đem thần hồn chi lực thúc giục tới rồi cực hạn, cũng vô pháp ngăn cản nhằm vào thần hồn áp lực. Tiếp tục ở hô hấp chi gian, vô hình chung nhằm vào thần hồn thật lớn uy áp chi lực tiến vào thần trong biển, một chút đem toàn bộ thần hải lấp đầy. Cũng may như cũng có thể hành tẩu, hắn cùng sinh mệnh pháp thần Ngọc Lả Lướt vẫn là tay nắm tay tiếp tục về phía trước mà đi, dù sao không thể dừng lại, khi nào từ nơi này đi ra ngoài mới tính xong. Có thể ngăn cản trụ đến từ thân thể thượng thật lớn uy áp, nhưng lại ngăn không được đánh sâu vào thần hải bên trong vô hình uy áp. Dương Nghị Vân rõ ràng như vậy đi xuống hắn pháp lực liền vận chuyển không được, nhưng cũng không có biện pháp, đang ở bực này hoàn cảnh, cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Ở hỗn động cái chắn chung căn bản là đã không có thời gian khái niệm, có lẽ đi qua một năm, 10 năm, 100 năm, thậm chí có khả năng là 1000 năm. Dù sao hắn đều cảm giác chết lặng giống nhau. Bất quá hai người không hề có dừng lại, vẫn luôn ở về phía trước đi. Thẳng đến mỗ một khắc, trong tầm mắt bỗng nhiên quang mang đại tác, chói mắt dị thường, theo bản năng hắn nhắm hai mắt lại, cảm giác chói mắt hoàn cảnh cũng chính là ngắn ngủi mấy giây lúc sau lại lần nữa biến mất. Nhưng hắn lại lần nữa mở to mắt thời điểm, lại là phát hiện đủ mọi màu sắc hoàn cảnh đã biến mất không thấy. Hồ chúng ta rốt cuộc đi ra hỗn độn cái chắn sao? Dương Nghị Vân nhìn xanh tươi tốt thế giới nhịn không được mở miệng. Ngọc Lả Lướt cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, ân, ra tới. Nhưng là nàng lời nói nghe vào Dương Nghị Vân trong tai càng thêm trầm trọng. Dương Nghị Vân hỏi, Lả Lướt tỷ tỷ làm sao vậy? Có cái gì vấn đề? Sinh mệnh pháp thần Ngọc Lả Lướt chua xót nói, pháp lực thần hồn hoàn toàn bị phong ấn, chúng ta hai hiện tại cùng người thường không có gì khác nhau, chẳng qua là thân thể cường đại một ít mà thôi. Dương Nghị Vân nghe nói, cái này phản ứng lại đây, thử thúc giục pháp lực, quả nhiên không hề động tĩnh. Đây là có chuyện gì? Dương Nghị Vân kinh hãi. Pháp lực cùng thần hồn đều không động đậy, ở cái này không biết nơi, biến thành phàm nhân giống nhau, này còn lợi hại. Hẳn là vừa rồi ở hỗn độn cái chắn chung vô hình uy áp chi lực, trực tiếp xâm nhập thần hải, tương đương phong tỏa thần hải, hiện tại hoàn toàn vận dụng không được bất luận cái gì thần hồn cùng pháp lực, duy nhất có thể dựa vào chính là thân thể. Sinh mệnh pháp thần Ngọc Lả Lướt nói. Ngươi cũng vận dụng không được sao? Dương Nghị Vân cười khổ hỏi. Hắn vừa mới thử hắn thần hải trong vòng bị một cổ vô hình chi lực cấp động lại, chút nào thúc giục không được, ngay cả đạo chủng thần thai vận chuyển bất động. Bực này trạng huống hiện tại cùng phế nhân không có gì khác nhau. Ân, ta cũng vận chuyển không được, nghĩ đến đây là nơi này cổ quái chi lực, sợ còn không đơn giản là một loại phong ấn uy áp, càng như là nào đó cao giai quy tắc áo nghĩa, muốn khôi phục lại, cần thiết đem thần hải trong vòng uy áp chi lực cấp giải trừ mới được. Ngọc Lả Lướt mở miệng nói. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Dương Nghị Vân cười khổ nói. Sinh mệnh pháp thần Ngọc Lả Lướt như cũ là lục sa che mặt đi chân trần trang điểm, nàng mở miệng như cũ gợn sóng bất kinh nói, tới đâu hay tới đó, nếu Càn Khôn thần tôn có nhắc nhở nhưng tới không biết nơi, vậy có đạo lý, chúng ta đầu tiên mục tiêu là tìm thời không pháp thần, vậy dựa theo cái này mục tiêu đi đi. Bất quá đầu tiên hẳn là biết rõ ràng nơi này là địa phương nào, tình huống như thế nào. Ta tổng cảm giác nơi này cùng thần giới không giống nhau, các phương diện đều không giống nhau, nơi này tràn ngập hồng hoang hơi thở, cổ xưa dày nặng, thả lại vô cùng quỷ dị. Dương Nghị Vân tràn đầy thể hội gật gật đầu nói, đích xác quỷ dị, cho ta cảm giác tựa hồ chúng ta đã rời đi thần giới giống nhau, hết thảy đều thay đổi, còn có chính là tìm thời không pháp thần sợ là không hy vọng, thần hồn pháp lực đều vận dụng không được, căn bản không có biện pháp thi triển bí pháp tìm kiếm. Thần giới nhưng thật ra không thay đổi. Chỉ là nơi này hết thảy thiên địa quy tắc cùng chúng ta quen thuộc thần giới đều có bất đồng, ở chỗ này cho ta cảm giác như là một cái càng thêm khổng lồ chân thật thần giới giống nhau, hiện tại thật đúng là nói không chừng, rốt cuộc là chúng ta nơi thần giới bị ngăn cách, vẫn là nơi này thế giới bị ngăn cách, thật sự là kỳ quái. Ngọc Lả Lướt chậm rãi mở miệng. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Dương Nghị Vân cũng mộng bức,
ai có thể nghĩ đến thật vất vả xuyên qua hỗn độn cái chắn lúc sau sẽ là kết quả này. Hắn trong lòng thực bất an. Không có pháp lực, không có thần hồn, cùng người thường không có gì hai dạng, như thế tình huống, ở cái này thế giới chưa biết, sợ là sinh tồn đều khó khăn. Hắn đang nói chuyện thời điểm, đầu bay nhanh vận chuyển nghĩ cách, không thể liền như vậy đi xuống, nhất định phải có cái gì thủ đoạn bảo mệnh mới được. Trong nháy mắt hắn nghĩ tới Càn Khôn Hồ. Hiện tại Càn Khôn Hồ chính là hắn cuối cùng bảo đảm, nếu Càn Khôn Hồ vận dụng không được, vậy thật sự đáng sợ. Trong lòng vừa động nếm thử cảm ứng Càn Khôn Hồ, hy vọng Càn Khôn Hồ cảm ứng còn ở, nếu Càn Khôn Hồ có thể cảm ứng được, ít nhất hắn cùng Ngọc Lả lướt đụng tới nguy hiểm thời điểm, có thể trốn vào Càn Khôn Hồ đi. Càn Khôn Hồ là chí bảo, phi thường cao giai chí bảo, dựa theo Càn Khôn Thần Tôn cách nói, là thuộc về hỗn nguyên chí bảo. Dĩ vãng hắn chỉ cần có ý thức là có thể mở ra Càn Khôn Hồ, lại là không biết hiện tại có thể hay không. Ngay sau đó, Dương Nghị Vân trong lòng một trận kích động. Hắn tay trái trên cánh tay Càn Khôn Hồ đồ án ấn ký một trận nóng lên, ý thức trực tiếp tiến vào Càn Khôn Hồ nội. Thành, ha ha, còn hảo, Càn Khôn Hồ có thể dùng. Dương Nghị Vân trong lòng kích động tự nói. Có thể vận dụng Càn Khôn Hồ là có thể vận dụng Càn Khôn Hồ bên trong lực lượng. Tỉ như dưa hấu lôi, ngũ lôi tím lá cây, thậm chí là Càn Khôn Thần Điện chi lực đều là có thể vận dụng, chẳng qua có thể điều động Càn Khôn Thần Điện chi lực khả năng sẽ thiếu một ít. Nhưng là với hắn mà nói đã thực thỏa mãn, bởi vì ở chỗ này sinh mệnh pháp thần Ngọc Lả Lướt lực lượng cũng bị giam cầm không thể vận dụng mảy may, có thể có một ít lực lượng vận dụng, vậy là đủ rồi. Đây là cường đại ưu thế. Đi thôi, chúng ta về phía trước đi một chút nhìn kỹ hãng nói. Ngọc Lả Lướt nói chuyện. Nhấc chân về phía trước đi đến. Nàng không biết Dương Nghị Vân còn có Càn Khôn Hồ bực này chí bảo trong người, bất quá làm Càn Khôn Thần Điện sinh mệnh pháp thần, lần này nàng đi theo Dương Nghị Vân tiến đến không biết nơi, việc quan trọng nhất tự nhiên đúng vậy bảo hộ Dương Nghị Vân an toàn. Cứ việc không thể sử dụng pháp lực, nhưng nàng chung quy là tu luyện đến thượng vị pháp thần tồn tại, tầm mắt kiến thức từ từ như cũ vẫn là ở. Có chuyện gì tự nhiên muốn vào tới phía trước. Dương Nghị Vân đi theo Ngọc Lả Lướt phía sau, chỉ có nửa người khoảng cách, hắn không có nói cho Ngọc Lả Lướt hắn có Càn Khôn Hồ cái này át chủ bài, nhưng lại tùy thời chuẩn bị bảo hộ nàng. Nếu ở chỗ này, pháp lực không thể dùng, như vậy mặt khác có được Càn Khôn Hồ hắn, liền thành hai người chung cường giả. Tự nhiên phải làm hảo bảo hộ Ngọc Lả Lướt chuẩn bị. Hai người một trước một sau mà đi. Bọn họ xuất hiện địa phương tựa hồ là cái đồi núi mảnh đất, bốn phía mọc đầy thảm thực vật. Phóng nhãn nhìn lại xa xôi nơi, cũng mơ hồ có thể nhìn đến có núi non, phía chân trời phía trên nhưng thật ra cùng thần giới giống nhau, đồng dạng có đại ngày liệt dương cao treo ở thiên. Chẳng qua ở cảm giác chung Dương Nghị Vân phát hiện, nơi này đại ngày liệt dương sở phát ra hơi thở, muốn so thần giới cường đại nhiều. Trong tầm mắt sở thấy được hết thảy thảm thực vật cũng đều có ẩn ẩn thần quang phát ra, có điểm cùng loại lần đầu tiên đi người hoàng đảo hoàn cảnh. Vận dụng không được pháp lực cùng thần hồn. Dương Nghị Vân cũng cảm thụ không đến nơi này thiên địa trung ẩn chứa kiểu gì lực lượng, tuy rằng cảm thụ không đến, nhưng nghĩ đến tất nhiên tồn tại các loại thuộc tính nơi. Nói đến cùng nơi này chung quy là thần giới, chẳng qua là bị ngăn cách lên, xưng là không biết nơi. Đương nhiên không biết chỉ là đối bọn họ mà nói không biết không hiểu biết, có lẽ nơi này là có tên, thậm chí cũng là có mặt khác sinh linh tồn tại. Xem sơn thế địa hình. Hắn cùng sinh mệnh pháp thần Ngọc Lả Lướt đang ở một cái đồi núi vờn quanh chỗ chúng trong sơn cốc, hành tàu qua đi cũng thấy được một cái con sông, dựa theo Ngọc Lả Lướt nói theo con sông mà xuống hẳn là có thể đi ra ngoài. Hai người xuất hiện nơi cũng không có cái gì cây cối, chỉ là hết thảy phát ra vầng sáng cỏ dại, nhưng là khi bọn hắn hai cái đi đến sông nhỏ biên thời điểm, thấy được từng cây đủ mọi màu sắc cây cối. Cái đầu không cao, nhưng lại sinh trưởng hình thù kỳ quái, hơn nữa nhìn rất có năm tháng hơi thở. Ngay từ đầu tiến vào rừng rậm cũng không có cái gì khác thường, nhưng là mấy cái canh giờ lúc sau, Dương Nghị Vân cùng Ngọc Lả Lướt đều cảm giác không thích hợp. Bọn họ hai cái đồng thời ngừng lại. Lả Lướt tỉ tỉ chúng ta tựa hồ tại chỗ đảo quanh, này phiến cánh rừng có cổ quái. Dương Nghị Vân nói. Ngọc Lả Lướt cũng dừng lại cẩn thận quan sát bốn phía, gật đầu nói, đích xác chúng ta đi rồi ba cái canh giờ, còn tại chỗ. Chính là có cái gì trận pháp giấu vết tồn tại sao? Dương Nghị Vân nhìn không được hỏi. Hiện tại không xác định, đãi ta đang xem Ngọc Lả Lướt nói chuyện, đi hướng một gốc cây cổ thụ quan sát. Dương Nghị Vân cũng theo bên người, hắn trong tầm mắt nhìn đến cổ thụ đều giống nhau, diện mạo có điểm tương tự lá thông thụ,
nhưng lại lá cây dài đến nửa thước có thừa, hơn nữa nhan sắc đều không phải là màu xanh lục, mà là thanh hồng lục bạch bốn màu dung với nhất thể. Bực này cổ thụ Dương Nghị Vân minh bạch tuyệt đối không phải lá thông thụ, thực rõ ràng là thuộc về nơi này độc hữu một loại cây cối, có chiều cao lùn, có thô có tế, bất quá tạo hình đều là uốn lượn, rất giống là thật lớn ngắm cảnh thụ. Trong tầm mắt có thể nhìn đến thô nhất cũng chính là nửa thước đường kính bộ dáng. Nhìn qua bực này cây cối dọc theo sông nhỏ lưu sinh trưởng hai bờ sông, vẫn luôn kéo dài mà đi, chỉ số không rõ. Nhưng hiện tại bọn họ lại là bị nhốt ở trong đó. Một lát sau Ngọc Lả lướt dừng lại, Dương Nghị Vân vội vàng hỏi, thế nào nhìn ra cái gì không có. Ngọc Lả lướt nghe vậy mở miệng nói, không phải trận pháp lại hơn hẳn trận pháp. Lời này nói như thế nào? Dương Nghị Vân kỳ quái nói. Ngọc Lả lướt nói, này đó cây cối nhìn như tùy ý sinh trưởng mà thược, nhưng lại ở tùy ý tới rồi không bàn mà hợp ý nhau thiên địa đại đạo trưởng thành, vô hình bên trong hình thành bẩm sinh trận pháp, cùng thiên địa đối ứng, cũng là cùng địa thế dòng nước tương giao, tự nhiên trung hình thành phi thường cường đại đại trận, cho nên chúng ta bị nhốt ở trong đó, hơn nữa này đó cây cối có được thần tính, cảm giác thiên địa, chúng ta đang ở trong đó cảm xúc ở vô hình trung phát ra bị này đó cây cối cảm giác đến. Cuối cùng vây khốn chúng ta. Thế nhưng còn có thể như vậy, có hay không phá giải chi đạo? Dương Nghị Vân trong lòng kinh ngạc hỏi. Có, nếu là trận pháp, cho dù là thiên nhiên hình thành trận pháp, vậy tồn tại mắt trận trung tâm, chỉ cần chúng ta tìm được trung tâm nơi một gốc cây cổ thụ, là có thể phá thứ cổ thụ đại trận. Ngọc Lả lướt chậm rãi nói. Dương Nghị Vân nghe xong trong lòng vui vẻ, như thế nào tìm? Ngọc Lả lướt nói, ta tu chính là sinh mệnh đại đạo, đối thiên địa tự nhiên cảm ứng tương đối mãnh liệt. Liền tính là không động đậy thần hồn pháp lực, cũng có thể tìm được, người thả từ từ, ta thử xem, bất quá, người muốn trốn xa một chút, ta tổng cảm giác nơi này cổ thụ có được linh trí, chưa chừng chúng ta sẽ bị công kích. Dương Nghị Vân nghe vậy cùng Ngọc Lả lướt kéo ra khoảng cách. Mà Ngọc Lả lướt còn lại là đi hướng trong đó một gốc cây cổ thụ, Dương Nghị Vân cũng không gặp nàng làm cái gì, chẳng qua là vung tay lên, lại là phát hiện, kia một gốc cây bị Ngọc Lả lướt chạm đến cổ thụ quang hoa đại tác. Dương Nghị Vân lại tại đây một cái bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, một cái bước xa tiến lên, vội vàng đem Ngọc Lả lướt chặn ngang bế lên ngăn trở, hắn cũng là dưới tình thế cấp bách hành động, bởi vì hắn thấy được cổ thụ thượng lá cây bùng nổ, giống như mũi tên nhọn ám khí, hắn cảm nhận được nguy hiểm. Bực này tình huống dưới, Ngọc Lả lướt cũng là không có pháp lực, lúc này ở Dương Nghị Vân trong mắt, hắn cái này có thể vận dụng càn khôn hồ người ngược lại là có thực lực ứng đối đột phát sự kiện người. Làm một đại nam nhân. Tự nhiên không thể nhìn Ngọc Lả lướt có hại, cứ việc Ngọc Lả lướt là pháp thần cường giả, nhưng lúc này cái này pháp thần lại là cùng người thường không có gì khác nhau. Đương nhiên nói hoàn toàn là người thường tự nhiên là không đúng, rốt cuộc đều là thần thể, pháp lực cùng thần hồn không thể dùng, nhưng thần thể lại cường đại, như cũ tồn tại. Dương Nghị Vân không nghĩ tới này một tầng, nhưng mà hắn chỉ nghĩ chính là, ở thời điểm này hắn cái này đại nam nhân chạm đi ra ngoài, che ở Ngọc Lả lướt trước người. Cơ hồ là bản năng ra tay, Dương Nghị Vân một chút đem Ngọc Lả lướt chặn ngang vây quanh ở sau người, đồng thời điều động càn khôn hồ chi lực, bỗng nhiên một chưởng trực tiếp đối với bùng nổ lá thông lá cây đánh qua đi, phạm vi rất lớn ước chừng có mười mấy mét đường kính. Oanh! Tiếng gầm rú vang lên, thực nặng nề. Nhưng mà ngay sau đó Dương Nghị Vân có chút há hốc mồm, thậm chí là sắc mặt đại biến. Làm hắn không nghĩ tới chính là, không nghĩ tới điều động càn khôn hồ chi lực đánh ra đi một chưởng. Hơn nữa không có ngăn cản trụ bùng nổ như lá thông giống nhau lá cây. Cơ hồ ở quen thuộc chi gian, vô số lá thông lá cây, đột phá hắn một trưởng chi lực, trực tiếp dừng ở trên người hắn thân. T. Dương Nghị Vân tức khắc hít hà một hơi. Hắn tại đây một khắc cảm nhận được cái gì là kim đâm. Nửa thước lớn lên lá thông lá cây, rậm rạp dừng ở trên người hắn, tốc độ thực mau, căn bản là không có cho hắn phản ứng thời gian. Đương nhiên chủ yếu là hắn hoàn toàn không nghĩ tới, này đó lá thông cư nhiên không ngăn trở, cảm giác liền phải hình như là chuyên môn nhằm vào hắn thi triển ra càn khôn hồ năng lượng giống nhau. Ngay lập tức chi gian hắn liền biến thành con nhím. Duy nhất may mắn chính là, hắn thân thể còn tính không kém, gần đâm vào ở bên ngoài thân, chẳng qua có chút đau đớn, cũng không có hình thành quá lớn thương tổn. Nếu không lần này, hắn liền quải rất không thể. Hít hà một hơi đồng thời. Dương Nghị Vân cảm giác được thân thể nhũn ra, có chút chết lặng lên. Ta sát, có độc a. Dương Nghị Vân trong lòng kinh hãi. Vân tử ngươi thế nào phản ánh lại đây? Ngọc Lả lướt vội vàng nâng ở trên người nhũn ra Dương Nghị Vân.
nàng vừa rồi kỳ thật trong óc đều là trống rỗng. Trăm triệu không nghĩ tới nàng sẽ bị Dương Nghị Vân chặn ngang vây quanh. Hơn 1.000 vạn năm tháng chung lần đầu tiên bị một cái khác phái như thế tiếp xúc, làm Ngọc Lả Lướt trong óc đều lâm vào trống rỗng, đương nhiên là một cái tu luyện cấp bậc pháp thần cường giả, nàng lại há có thể không rõ hoặc là nói không biết nam, nữ chi, gian về điểm này chuyện này. Ở nàng dài dòng tu luyện 5 tháng chung, tự nhiên không thiếu người theo đuổi, nhưng Ngọc Lả Lướt trước nay liền không có quá phương diện này tâm tư, trước nay đều là một lòng hướng đạo. Nhưng hôm nay Dương Nghị Vân cái này hành động, làm nàng đạo tâm nhộn nhạo lên. Thẳng đến Dương Nghị Vân bị lá thông đâm đến hút khí lạnh thời điểm, Ngọc Lả Lướt mới đột nhiên bừng tỉnh. Nàng tâm tư giờ phút này thực phức tạp, Dương Nghị Vân cư nhiên là vì nàng. Thế nàng chặn thành ngàn thượng trăm mật thứ lá cây. Ở nàng trong cuộc đời tựa hồ này vẫn là lần đầu tiên có người chắn nàng trước người bảo hộ nàng. Ngọc Lả Lướt là thần linh không sai, nhưng nàng như cũ cũng là từ phàm tu luyện cho tới bây giờ thần linh tôn sư. Như cũ là có máu có thịt có tình cảm thần nhân. Giờ khắc này nàng trong lòng khác. Ta, không có việc gì. Dương Nghị Vân nghe được Ngọc Lả Lướt quan tâm, nhìn nàng một cái, chỉ có thể nhìn đến nàng đôi mắt, lại là từ nàng trong ánh mắt thấy được quan tâm, vội vàng trả lời một tiếng, bất quá này một tiếng lúc sau, Dương mỗ nhân trước mắt tối sầm trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Không có biện pháp bực này cổ thụ lá cây có độc. Vân tử. Ngọc Lả Lướt khẩn trương. Vội vàng kiểm thi Dương Nghị Vân tình huống. Vài phút sau, nàng xác định Dương Nghị Vân là trúng độc, đến nỗi bị thứ thương thế ngược lại không quan trọng, gần chỉ là đâm vào làn da tầng ngoài. Nhìn trong lòng ngực ngất xỉu đi Dương Nghị Vân, Ngọc Lả Lướt lẩm bẩm, bực này lá cây châm thứ thượng không đến ta thần thể, người cần gì phải ngu như vậy đâu. Nói chuyện chung nàng đem Dương Nghị Vân phóng nằm thẳng ở trên mặt đất, rồi sau đó từng cây bắt đầu rửa sạch Dương Nghị Vân trên người châm thứ lá cây. Nàng động tác mềm nhẹ, chậm rãi mà đến, cũng không có sốt ruột, sợ lại lần nữa thương đến Dương Nghị Vân, đương nhiên chủ yếu là nàng kiểm thi quá châm thứ tuy rằng có độc, nhưng lại cũng không chí mạng, chỉ là tê mỏi tác dụng thật lớn. Nửa giờ chờ Ngọc Lả Lướt rửa sạch hoàn thành Dương Nghị Vân trên người châm thứ giống nhau lá cây. Theo sau lại là rảo phá chính mình ngón tay, tức khắc đạm lục sắc máu chảy ra, nàng ngón tay một đốn, tức khắc quang mang đại tác. Đạm lục sắc máu hóa thành hơi nước giống nhau rơi rụng ở Dương Nghị Vân trên người. Làm xong lúc sau, Ngọc Lả Lướt đứng dậy, trong ánh mắt tràn ngập sát khí, nhìn trong tầm mắt cổ thụ lạnh giọng nói, thật sự cho rằng không có không động đậy pháp lực thần hồn liền vậy ngươi một gốc cây thụ yêu không có biện pháp sao? Dứt lời lúc sau, Ngọc Lả Lướt lại là ngón tay lần thứ hai một đốn, đạm lục sắc máu hoa hoa toát ra, mà nàng trong miệng tắc nhẹ giọng thì thầm, lấy ngô máu, lấy sinh mệnh vì dẫn. Sinh mệnh máu, đốt thiên mất đi. Từng tiếng ngâm khẽ như là cổ xưa pháp chú cầu nguyện. Tức khắc Ngọc Lả Lướt ngón tay tiêm từng giọt máu nổ tung huyền phù dựng lên, một hóa nhị nhị hóa bốn bốn hóa tám. Trong nháy mắt cuồng phong gào thét huyết phủ buông xuống bao phủ khắp cổ thụ lâm. Từ từ từ, nương đạm lục sắc huyết phủ điểm rơi rụng ở cổ thụ lúc sau, phát ra từ 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 rung động thanh. Từng cây yêu diễm cổ thụ lại là bốc lên khói đen. Bắt đầu lấy mắt thường thấy được tốc độ khô héo, cuối cùng hóa thành cho tàn. Đồng thời vang lên từng đợt kêu thảm thiết. Bất quá giờ phút này Ngọc Lả Lướt lại là tay véo pháp quyết trong miệng niệm động tối nghĩa cổ xưa âm phù, không hề có dừng lại. Ước chừng nửa canh giờ lúc sau, tầm mắt có thể đạt được, sở hữu cổ thụ tất cả đều hóa thành cho tàn biến mất không thấy, trong tầm mắt không xa một cái xanh biếc sông nhỏ hiện ra ở trước mắt. Hết thảy biến mất. Ngọc Lả Lướt dừng lại, sắc mặt có chút tái nhợt. Thân thể hơi hơi phát run. Nàng vận dụng chính là huyết cấm chi thuật. Không cần pháp lực thần hồn, chỉ cần tinh huyết liền có thể điều khiển huyết cấm chi thuật. Có thể trở thành một thế hệ pháp thần, tự nhiên là có thủ đoạn át chủ bài, huyết cấm chi thuật đó là một trong số đó. Chỉ là đại giới rất lớn, không thể dễ dàng sử dụng mà thôi. Nhưng là Dương Nghị Vân bị thương lúc sau, nàng mạc danh phẫn nộ, dưới sự giận dữ một phen cấm thuật, trực tiếp hủy diệt thiên nhiên trận pháp cổ thụ lâm. Lần này này phiến cổ thụ lâm rốt cuộc vây không được các nàng. Ngồi xổm xuống, Ngọc Lả Lướt đem hôn mê trung Dương Nghị Vân cõng lên, dọc theo con sông Hạ Du mà đi. Dương Nghị Vân trên người độc đã bị nàng máu giải trừ, sẽ không có việc gì, Ngọc Lả Lướt tu luyện sinh mệnh chi đạo, nàng tinh huyết đó là một thân tu vi tinh hoa chi nhất, đây là nàng bí mật, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Cho nên Dương mẫu nhân tự nhiên sẽ không có việc gì, tỉnh lại chỉ là vấn đề thời gian.
Ngọc Lả lướt cõng Dương Nghị Vân đi rồi vài bước, lúc sau, ngừng ở một gốc cây khô thụ trước, vung tay lên lại là từ bùn đất chung rút ra nửa thanh rễ cây. Một mét dài hơn, như là một cây thật lớn ngân châm, toàn thân tuyết trắng vô cùng, từ bùn đất chung rút ra thời điểm, vầng sáng lộng lẫy vô cùng, chẳng qua một đầu hệ rễ có rễ cây long cần giống nhau rễ cây. Quả nhiên có thần tính, trách không được có thể thao tác khắp rừng cây, thu ngươi mài rũa một phen, đảo cũng có thể trở thành một kiện không tồi thần khí. Ngọc Lả lướt nói chuyện chung, đem rễ cây cầm ở trong tay trở thành can, cõng Dương Nghị Vân đi bước một rời đi. Ba cái canh giờ lúc sau, trong tầm mắt rộng mở thông suốt. Một mảnh cục đá phế tích xuất hiện. Cách thật xa Ngọc Lả lướt thấy được, phế tích nơi có thần quang hiện ra. Mơ hồ có thể nhìn đến, nơi xa cục đá phế tích tựa hồ là sập kiến trúc đàn, chẳng qua nhìn qua sụp xuống thời gian quá dài, gần chỉ có thể nhìn đến một cái hình dáng mà thôi, bên trong cỏ dại mọc thành cụm, thật lớn trên tảng đá gắn đầy rêu xanh cỏ dại quấn quanh. Đi vào vừa thấy, lại là có thể nhìn đến có chút trên tảng đá có khắc văn tồn tại. Tất cả đều là cục đá tạo hình nền. Tìm một chỗ tương đối tránh gió nơi, Ngọc Lả lướt đem Dương Nghị Vân nhẹ nhàng buông. Bất quá Ngọc Lả lướt hiển nhiên không như thế nào chiếu cố hơn người, ở phương diện này thực mới lạ, buông Dương Nghị Vân thời điểm, không thấy được có cục đá, một chút làm Dương Nghị Vân đầu chạm vào ở trên tảng đá. A.T. Dương Mỗ Nhân hít hà một hơi, nháy mắt bừng tỉnh. Hảo đi, Dương Mỗ Nhân bị châm diệp đâm vào trúng độc, đã sớm bị Ngọc Lả lướt máu giải trừ, nhưng lần này lại là bị đụng phải đầu, một chút đau tỉnh. Đây là, chỗ nào? Vuốt cái ót Dương Nghị Vân ra tiếng. Giờ phút này Ngọc Lả lướt nhìn khóe miệng trừ trừ vuốt cái ót Dương Nghị Vân, mới biết được nàng đem Dương Mỗ Nhân đầu cấp đụng phải, tức khắc có chút ngượng ngùng, bất quá nếu có thể tỉnh lại, còn biết đau, đã nói lên không có việc gì. Dường như không có việc gì nói cái kia, chúng ta đi ra kia một rừng cây, sau đó liền đến nơi này, ta cũng không biết là địa phương nào, bất quá thoạt nhìn là phi thường xa xăm văn minh di tích, nhìn qua như là thành trì phế tích, có một ít khắc văn ghi lại, chúng ta nhìn kỹ hãng nói. Dương Nghị Vân đứng dậy mọi nơi xem xét, quả nhiên như thế, bất quá ở hắn xem ra, nơi này vô cùng cổ xưa, đích xác tuy rằng là phòng ốc giống nhau phế tích di tích, nhưng lại đều là đại khối cục đá, thậm chí còn là một chỉnh khối cục đá nền. Từ nền hình dáng thượng xem, này đó thạch ốc diện tích hẳn là rất lớn, quả thực như là người khổng lồ cư trú phòng ở giống nhau. Nhưng là trải qua vô số tuế nguyệt gió táp mưa sa, này đó cục đá trên cơ bản đều thành mượt mà chi hình. Vô cùng cổ xưa, quả thực chính là một cái phi thường to lớn thạch khí văn minh di tích. Năm tên dây mây cùng rêu xanh cỏ dại gắn đầy bao vây ở này đó trên tảng đá, nhưng lại như cũ có thể ở ngẫu nhiên nhìn đến khe hở hạ, nhìn ra nơi này cục đá là trải qua thật lớn lực lượng phá hủy quá dấu vết. Cũng đích xác có thể nhìn đến một ít khắc văn tồn tại, đáng tiếc phong hóa quá mức nghiêm trọng, căn bản là thấy không rõ lắm. Chỉ có thể nhìn đến vụn vặt, là lướt tỉ tỉ khả năng nhận được này đó khắc văn dấu vết. Dương Nghị Vân hỏi Ngọc Lả lướt. Nhìn qua là cổ xưa thần giới văn tự cổ đại, ta từng có đọc qua, bất quá này đó khắc văn quá mức mơ hồ, căn bản thấy không rõ, nếu có hoàn chỉnh ghi lại có lẽ có thể thử xem. Ngọc Lả lướt nói. Này liền được rồi, nếu nơi này xuất hiện văn minh di tích, có khắc văn, chúng ta đây liền tìm hoàn chỉnh, tin tưởng tổng có thể gặp được, đến lúc đó ngươi tới giải đọc liền hảo. Dương Nghị Vân điểm điểm nói. Ngay sau đó hắn có nghĩ tới chính mình phía trước trạng huống nhịn không được hỏi, ta nhớ rõ ta phía trước tựa hồ trúng độc, là ngươi giúp ta giải độc sao? Ân Ngọc Lả lướt gật đầu ừ một tiếng, dư lại cũng không có nhiều lời. Bất quá Dương Nghị Vân lại là rõ ràng, Ngọc Lả lướt tự nhiên có bảo mệnh thủ đoạn, ngẫm lại cũng là có thể trở thành pháp thần người, lại há có thể không có bảo mệnh thủ đoạn. Càng là ở hắn hôn mê chung mang theo hắn đi ra kia phiến cổ quái rừng cây, đủ để thuyết minh nàng có nàng thủ đoạn. Bất quá chuyện này không cần hỏi, ai còn không có bí mật, chính như trên người hắn có càn khôn hồ bảo mệnh giống nhau. Dù sao hai người tạm thời an toàn liền hảo. Nơi này thế giới thực sự quá mức quỷ dị, nơi trốn đều lộ ra tà tính. Trước mắt mới thôi, hai người còn không có đụng tới một cái vật còn sống sinh linh, thật sự là kỳ quái. Kế tiếp hai người ngồi xuống từng người trao đổi đối thế giới này ý kiến, cũng chưa nói đi lên một cái nguyên cớ tới, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Bất quá Ngọc Lả lướt đem nàng từ kia thiên rừng cây mang sẽ đến rễ cây cấp Dương Nghị Vân xem, thứ này xem như ở thế giới này duy nhất trọng đại phát hiện. Dương Nghị Vân tiếp nhận ngân bạch giống như một cây châm giống nhau, nhưng rồi lại mang theo căn cần rễ cây cẩn thận quan khán.
này xem như hiểu biết thế giới này tốt nhất thiết nhập điểm. Dựa theo Ngọc Lả lướt cách nói, này rễ cây chính là phía trước ở kia phiến cổ quái trong rừng cây trận pháp trung tâm kia cây tinh hoa, bị nàng hủy diệt lúc sau rễ cây thành như vậy, nội loại nàng có thể cảm nhận được có một loại khác bất đồng với thần giới năng lượng dao động. Dương Nghị Vân đem rễ cây cầm trong tay cẩn thận đi cảm thụ. Một lát sau, ngượng ngùng cười nói, ta nhìn không ra cái gì. Trên người hắn tuy rằng có thể vận dụng càn khôn hồ chi lực, nhưng không đại biểu là có thể nhìn ra thế giới này chi vật thuộc tính tới. Trên thực tế vừa rồi Ngọc Lả Lướt đã nói rất rõ ràng, này căn cây mây bất đồng với thần giới thường quy thuộc tính chi lực, có được hồng hoang hơi thở. Dương Mỗ Nhân hiện tại cũng vận dụng không được pháp lực cùng thần hồn, tự nhiên nhìn không ra cái gì tới, mà Ngọc Lả Lướt như cũ là pháp thần tầm mắt. Ngọc Lả Lướt không tiếp Dương Nghị Vân đưa qua cây mây, mở miệng nói, ngươi cầm phòng thân đi, lấy cái tên trở thành thần khí dùng, trên thực tế này căn dây mây chi căn có được lực lượng chút nào không thể so thượng giai thần khí kém. Này vẫn là ở chúng ta phát huy không ra pháp lực dưới tình huống, chờ pháp lực có thể sử dụng thời điểm, đi thúc dục hẳn là uy lực lớn hơn nữa. Chủ yếu là tài chất phi thường đặc thù, cứng rắn trình độ xa xa vượt qua thần giới cây mây linh tinh thiên tài địa bảo, thế giới này thật đúng là lệnh người ngoài ý muốn thế giới, có lẽ thời không pháp thần lựa chọn là đúng, ở không biết nơi, thật sự khả năng sẽ có điều thay đổi. Dương Nghị Vân nghe Ngọc Lả Lướt nói chuyện tựa hồ ý có điều chỉ, nhịn không được nói, người biết một ít việc. Ngọc Lả Lướt gật đầu nói, kỳ thật năm đó thời không pháp thần trước khi đi thời điểm, nói với ta một ít lời nói. Nói tới đây thời điểm Ngọc Lả Lướt tạm dừng một chút, rồi sau đó ngồi ở một khối đá phiến thượng, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, tiếp tục mở miệng nói, lúc trước Càn Khôn Thần Tôn từng có ngôn ngữ, nói chúng ta năm đại pháp thần chung, chỉ có hai người ở tương lai nhưng tiến thiên đạo chi cảnh, một cái là sư phụ ngươi Quang Minh pháp thần trời cao tà, một cái khác là thời không pháp thần. Chỉ có bọn họ hai cái mới có thể trở thành thiên đạo cảnh. Nói cách khác chúng ta ba cái, tử vong, sinh mệnh, hắc ám đều vô duyên thiên đạo, vì thế tử vong pháp thần tự sa ngã đạo tâm thất chịu, hắc ám pháp thần là cái không chịu thua tính tình, hắn đi ra ngoài vân du, nói là muốn thay đổi, dựa vào tự thân nỗ lực bước vào thiên đạo cảnh giới. Sư phụ ngươi liền không nói, mang theo nhiệm vụ trực tiếp chuyển tu, cuối cùng trở về hắn bước vào thiên đạo là chuyện sớm hay muộn nhi. Mà thời không pháp thần trực tiếp đi không biết nơi, đến nay không hề tin tức. Đến nỗi ta đến nay nhớ rõ thời không pháp thần rời đi thời điểm đối lời nói của ta, hắn nói, thần nhân cũng là có vận mệnh, nhưng không cần nhận mệnh, tương lai hết thảy đều có thể thay đổi. Hiện tại nghĩ đến, hắn lúc ấy kỳ thật là tưởng nói cho ta, có lẽ ta cũng có cơ hội bước vào thiên đạo chi cảnh đi. Mà lần này tới không biết nơi, đi theo người cái này tân một thế hệ thần tôn chính là ta lớn nhất cơ hội. Lão thần tôn ngắt lời ta bước vào không tiến thiên đạo, ta tin tưởng, bởi vì hắn là độc nhất vô nhị thần tôn, mà ngươi hiện tại cũng là thần tôn, đồng dạng đều là thần tôn, bản thân với ta mà nói chính là biến số, có lẽ ta có cơ hội thành tựu thiên đạo chi cảnh. Dương Nghị Vân từ Ngọc Lả Lướt lời nói chung không nghe ra một cổ không chịu thua khí kình, cười cười nói, đúng vậy, ta cũng tin tưởng ngươi có thể thành tựu thiên đạo, không chừng tương lai so với thiên đạo thành tựu càng cao đâu. Đối mặt Ngọc Lả Lướt bực này cấp bậc pháp thần tồn tại, hắn thật đúng là không biết như thế nào đi giao lưu, dù sao hai người chính là tầm thường nói chuyện phiếm, như là nhà bên tỷ đệ giống nhau. Cái gì đều nói, cái gì đều lưu. Hai người ngồi xuống xem như một lần nghỉ ngơi. Cũng là ở thích ứng cái này xa lạ thế giới hoàn cảnh. Ở lúc sau, bọn họ phát hiện, nơi này thế giới tựa hồ là vĩnh hằng. Phía chân trời phía trên đại ngày liệt dương cao quải trước sau không có di động quá. Mà cũng có thái âm chi nguyệt, chẳng qua ở ban ngày thực ảm đạm, lại là cũng tồn tại. Hai người tính qua thời gian đi qua 3 ngày thời gian, thế giới này hoàn cảnh đã không có chút nào biến hóa. Cho người ta cảm giác giống như là một cái vĩnh hằng thế giới giống nhau. Thời gian đều là dừng hình ảnh cái loại này. Trên thực tế Dương Nghị Vân tính toán quá, bọn họ đã đi vào thế giới này đi qua hơn 10 ngày thời gian. Chỉ là bởi vì nơi này thời gian bởi vì không biến hóa mà cho người ta cảm giác là dừng hình ảnh vĩnh hằng giống nhau. Hai người nghỉ ngơi không sai biệt lắm lúc sau, Ngọc Lả Lướt đề nghị nói, chúng ta mọi nơi nhìn xem đi, hy vọng có thể ở chỗ này tìm kiếm một ít văn minh dấu vết, có thể đối thế giới này nhiều hiểu biết một chút cũng là tốt. Ta cũng có ý này. Dương Nghị Vân gật đầu. Lúc sau hai người bắt đầu nghĩ cục đá phế tích chỗ sâu trong đi đến. Chính như phía trước Ngọc Lả Lướt lời nói. Nơi này di tích như là một tòa thật lớn thành trì. Càng là hướng chỗ sâu trong mà đi, bọn họ hai người đụng tới cục đá nền lớn hơn nữa.
Đáng tiếc chính là, đều hủy hoại rất nghiêm trọng, hoặc là nói phong hóa quá mức nghiêm trọng, cũng không có tìm được có ý nghĩa khắc văn ghi lại. Đương nhiên ước chừng hành tẩu 30 dặm sau, Dương Nghị Vân đột nhiên thấy được vài trăm thước ở ngoài, ẩn ẩn có thần quang phát ra. Giống như là trong bóng đêm đột nhiên sáng lên một chiếc đèn giống nhau tình huống, nhưng hiện tại như cũ là ban ngày, thậm chí còn thế giới này đều không tồn tại đêm tối, là vĩnh hằng thời gian. Một màn này xuất hiện lúc sau, liền có chút quỷ dị. Đi, chúng ta qua đi nhìn xem. Ngọc Lả Lướt nói chuyện chung trực tiếp về phía trước đi đến. Vài phút sau, hai người rốt cuộc thấy được thần quang phát ra nơi phát ra. Lại là một đổ cao lớn vô cùng tường đá, thượng có ẩn ẩn khắc văn ở lưu chuyển, tuy rằng khắc văn cũng như cũ ảm đạm, nhưng lại có thể phân biệt. Dương Nghị Vân cùng Ngọc Lả Lướt kích động lên, rốt cuộc tìm được rồi một mặt hoàn chỉnh khắc văn ghi lại, hy vọng có thể từ nơi này hiểu biết một ít cái này thế giới chưa biết. Mặt trên là cái gì nội dung? Dương Nghị Vân đứng ở Ngọc Lả Lướt bên người, cảm nhận được Ngọc Lả Lướt đang xem thật lớn tấm bia đá khắc văn thời điểm cảm xúc phập phồng thật lớn, nhịn không được hỏi một tiếng. Khai thiên lịch, 10 vạn 3.000 năm, người khổng lồ Vu tộc tu sửa Vu Vương Thành. 60 vạn năm sau, thiên địa dung chuyển Vu Vương Thành vẫn, hồng hoang chư thần tử thương thảm trọng, thiết lập hỗn độn kết giới lấy cầu tu sinh dưỡng tức. Ngọc Lả Lướt từng câu niệm tới đi xuống. Dương Nghị Vân lại là nghe được hãi hùng khiếp vía. Một tảng lớn mấy trăm khắc văn, Ngọc Lả Lướt tất cả đều đọc xuống dưới, còn hảo là cổ xưa khắc văn ghi lại, nàng cũng nhận thức. Hai người đều trầm mặc đi xuống. Này mặt trên ghi lại một đoạn lịch sử còn xem như tương đối rõ ràng, cũng trong sáng, nhưng nội dung ở Dương Nghị Vân cùng Ngọc Lả Lướt xem ra thật sự là thạch phá kinh thiên. Dựa theo này một mặt trên tường đá ghi lại, nơi này hoàn toàn chính là cổ xưa thần giới, ngược lại là bọn họ nơi thần giới chính là bị vòng lên một chỗ. Dựa theo ghi lại, nơi này là khai thiên thời đại liền hình thành thế giới. Nói cách khác, chính là khai thiên tích địa thời đại. Chẳng qua bởi vì thiên địa đại kiếp nạn mà đã xảy ra đại dung chuyển, thế cho nên phong ấn hoặc là nói vòng lên đầy đất, cái gọi là thiên địa đại kiếp nạn tuy rằng không ghi lại là cái gì, nhưng Dương Nghị Vân cũng có thể đoán được hoặc là nhân vi, hoặc là liền tự nhiên hiện tượng. Cho nên có này hồng hoang chư thần ra tay, đem cái gì kiếp nạn ngọn nguồn cấp phong ấn vòng lực lên. Cái này vòng lên, Dương Nghị Vân cùng Ngọc Lả Lướt kỳ thật không nghĩ ra, rốt cuộc xem như, cái này không biết nơi, vẫn là tính bọn họ nơi thần giới, tóm lại chính là ngăn cách giống nhau. Bất quá hai người cộng lại, hơn phân nửa là bọn họ nơi thần giới bị người phong ấn lên. Mà nơi này không biết nơi, mới là chân chính thần giới, hoặc là nói là cổ xưa vĩnh hằng thần giới. Vĩnh hằng là bởi vì nơi này không có hoàng hôn đêm tối, vĩnh viễn là ban ngày. Hết thảy sinh vật đều là bất lão bất tử tồn tại. Trong đó càng có một cái trọng điểm là, Dương Nghị Vân cùng Ngọc Lả Lướt không xác định, nhưng lại có thể đoán được sự. Chuyện này đó là ở khai thiên thời đại, hoặc là nói ở cái này vĩnh hằng thần giới trong thế giới, nhân tộc tuyệt đối không phải vạn linh chi trưởng. Mà ở thế giới này càng như là một cái vạn vật sinh linh sinh ra đều bình đẳng thế giới. Ở chỗ này có lẽ nhân tộc là nhỏ yếu nhất tồn tại, thậm chí còn có hay không nhân tộc đều không nhất định. Điểm này là hai người phỏng đoán, từ này một đổ thật lớn tường đá ghi lại tin tức chung căn bản liền không có nhìn đến nhân tộc bóng dáng, cho nên hai người như thế cho rằng. Nếu thật là như thế lời nói, như vậy thế giới này đối bọn họ tới nói chính là phi thường khủng bố cùng đáng sợ thế giới. Nhưng đồng dạng có lẽ là một cái tràn ngập cơ duyên thế giới. Tóm lại tới đều, tất nhiên muốn đi tìm tòi bí mật thế giới này. Hơn nữa hiện tại liền tính là tưởng trở về cũng là không có khả năng. Bởi vì không lộ có thể đi, căn bản nhìn không tới hỗn độn cái chắn. Bất quá đối với như thế nào trở về Dương Nghị Vân cùng Ngọc Lả Lướt nhưng thật ra không lo lắng, bởi vì có người đã tới, có người đi ra ngoài quá, liền nhất định có đường có thể đi. Tỷ như Đế Tôn cùng Càn Khôn Thần Tôn đều đã tới, Ngọc Lả Lướt còn nói Phục Hy Thần Hoàng cùng thần giới những người khác cũng đã tới nơi này, lại còn có đều đi ra ngoài, đã nói lên là có đường đi ra ngoài, điểm này đừng lo. Hiện tại vấn đề là nếu vào được, vậy muốn tìm xem thuộc về chính mình cơ duyên. Lại nói Dương Nghị Vân còn muốn tìm thời không pháp thần. Mặt khác hắn cùng Ngọc Lả Lướt đều nghĩ tăng lên thực lực. Cho nên nói ở chỗ này cần phải có thu hoạch mới có thể, nếu không há có thể an tâm. Sàn sạt xa. Đang lúc Dương Nghị Vân cùng Ngọc Lả Lướt ngồi ở tường đá hạ tham thảo bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ, nếu có thể khôi phục pháp lực là lúc, đột nhiên nghe được sàn sạt xa thanh âm. Thực mỏng manh nhưng lại rõ ràng.
khởi phong không thành, Dương Nghị Vân nói một câu. Không giống, đề phòng, nơi này hết thảy đối chúng ta tới nói đều xa lạ, nhưng đừng ở chỗ này lật thuyền. Ngọc Lả Lướt đứng dậy, đem trong tay đằng rễ cây dao cho Dương Nghị Vân ý bảo Dương Nghị Vân cầm phòng thân. Dương Nghị Vân cũng không khách khí, hắn biết Ngọc Lả Lướt có át chủ bài, tốt xấu là cấp bậc pháp thần cường giả, liền tính là thần hồn cùng pháp lực đều không thể sử dụng, nàng hẳn là cũng so với chính mình cường đại. Hắn trừ bỏ Càn Khôn Hồ, kỳ thật cũng không có gì át chủ bài. Đích xác nơi này hết thảy đối bọn họ tới nói quá xa lạ, tràn ngập không biết. Phía trước ở kia phiến cổ quái rừng cây đều thiếu chút nữa thiệt thòi lớn, hiện tại tới rồi bực này di tích nơi, liền càng thêm phải cẩn thận. Khai thiên tích địa thời đại liền tồn tại thế giới, đến tột cùng là cái dạng gì thế giới, hai người ai cũng không biết. Cho dù là có điểm gió thổi cỏ lay, cũng đều không được cẩn thận cẩn thận. Sàn sạt xa, lần này thanh âm lớn hơn nữa, cũng nghe càng thêm rõ ràng một ít. Dương Nghị Vân phân rõ một chút sắc mặt có chút khẽ biến nhìn về phía Ngọc Lả Lướt nói, không phải phong thanh âm, càng như là nào đó bỏ hướng động vật hành tẩu thanh. Ngọc Lả Lướt gật đầu nói, ân, lại còn có không nhỏ. Dương Nghị Vân trong đầu lập tức bày biện ra một cái đại xà hình ảnh. Bởi vì hắn tiếp xúc quá loài rắn yêu thú, nghe tới thanh âm thực tương tự. Chạm vào oanh, bỗng nhiên chi gian một tiếng vang lớn. T. Một viên thật lớn tam giác đầu xuất hiện. Bảy màu loang loáng, tất cả đều là lân giáp như vảy cá. Dương Nghị Vân vừa thấy tức khắc hít hà một hơi. Đằng xa, đằng xa. Dương Nghị Vân cùng Ngọc Lả Lướt trước sau ra tiếng. Trước mắt xuất hiện thật lớn đầu có đại dưa hấu giống nhau lớn nhỏ, hai người nháy mắt liền nhận ra tới là đằng xa. Đằng xa ở Sơn Hải Kinh Trung từng có ghi lại, cũng kêu phi xa, có thể đằng vân giá vũ, sinh có cánh chim, là cổ xưa dị thú chi xa, cũng nghe đồn là thần thú một loại. Đứng hàng tứ tượng dưới. Bực này thần thú đã sớm tuyệt tích, không nghĩ tới ở chỗ này cư nhiên tùy tiện liền ra tới một cái. Tê tê. Thật lớn đầu nâng lên, đối với Dương Nghị Vân cùng Ngọc Lả Lướt phun lưỡi rắn, giờ phút này cổ đứng lên tới du tẩu xoay quanh, Dương Nghị Vân cùng Ngọc Lả Lướt đều thấy được toàn cảnh. Dài chừng mười mấy mét, toàn thân bảy màu lân giáp, lấp lánh sáng lên. Sau lưng cánh chim mở ra ở run rẩy. Một đôi mắt lại là đen nhánh chi sắc. Ngược lại là rất có linh tính giống nhau. Bất quá giờ phút này nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân cùng Ngọc Lả Lướt, lại như là nhìn thẳng con mồi giống nhau. Làm Dương Nghị Vân cảm thấy thực không thoải mái. Hai người thối lui đến vách đá góc. Hai bên đối cầm. Nhưng là ngay sau đó, làm Dương Nghị Vân cùng Ngọc Lả Lướt không nghĩ tới là cư nhiên nghe được đằng xà mở miệng. Miệng phun nhân ngôn nói, thật lâu không ăn qua nhân loại, không nghĩ tới mới vừa tỉnh ngủ liền có lộc ăn. Thật là không tồi, hắc hắc. Nghe tới là một người tuổi trẻ thiếu niên thanh âm. Nhưng là Dương Nghị Vân thực xác định chính là trước mắt đằng xà đang nói chuyện. Vốn tưởng rằng chính là một con rắn, nhưng lại mở miệng nói chuyện, Dương Nghị Vân theo bản năng nói, là ngươi đang nói chuyện. Ha ha, người cái tiểu nhân loại đầu óc không hư đi, chính là nhà ngươi ra ra đang nói chuyện, chẳng lẽ còn có cái thứ tư bẩm sinh sinh linh ở đây không thành. Đằng xà miệng phun nhân ngôn. Dương Nghị Vân thiếu chút nữa không bị tức chết, bị một con rắn cấp mắng. Bất quá hắn từ đằng xà trong miệng nghe được một cái từ ngữ, bẩm sinh sinh linh. Nghĩ đến đại thể ý tứ là, ở thế giới này sinh linh, bị xưng là bẩm sinh sinh linh. Kịch bản không đúng a, à, ta sở hiểu biết đằng xà là thần thú điềm lành, hiện tại xem ra Sơn Hải giới ghi lại đều không phải là thật, này đằng xà cư nhiên muốn ăn thịt người a. Dương Nghị Vân tự nói thầm. Tiểu nhân loại lại đây làm đại gia ăn ngươi. Lầm nhầm nói cái gì đâu, đằng xà bá đạo vô cùng, thật lớn đầu về phía trước di động. Vân tử cẩn thận, này đằng xà thoạt nhìn có được thần vương cấp bậc đạo hạnh, nhưng hơi thở thượng vô cùng cường hãn, đều có thể cùng thần đế sánh vai, thoạt nhìn thân thể phi thường cường đại, đừng bị nó cái đuôi quét chung. Ngọc Lả Lướt toàn thân căng chặt lên gắt gao nhìn chằm chằm đằng xà dặn dò Dương Nghị Vân. Ân, ta sẽ, ngươi cũng cẩn thận. Dương Nghị Vân nhìn thoáng qua Ngọc Lả Lướt. Lại thấy nàng giờ phút này đôi tay ngón tay thượng có đạm lục sắc máu ở hiện lên. Trong lòng có điều hiểu ra, nghĩ tới vô cùng có khả năng là Ngọc Lả Lướt át chủ bài. Mà hắn còn lại là đôi tay đặt ở sau lưng, trong lòng vừa động từ Càn Khôn Hồ nội đem ngũ lôi tím lá cây cùng dưa hấu lôi tất cả đều lấy ra tới, chuẩn bị ẩu đả. T. Một tiếng gào giống, đằng xa mất đi kiên nhẫn, lại là trực tiếp đối với Dương Nghị Vân một ngụm cắn xé mà đến. Dương Nghị Vân vừa muốn thả ra trong tay dưa hấu lôi,
nhưng giờ phút này lại thấy đằng xà thật lớn não đến linh hoạt vô cùng vừa chuyển, trực tiếp nhắm ngay Ngọc Lả lướt một ngụm táp tới. Cùng thời gian có tiếng xé gió vang lên, thần quang đại tác phẩm, cuồng phong gào thét. Dương Nghị Vân nheo mắt, không nghĩ tới này giảo hoạt xúc sinh, trực tiếp bay lên dựng lên, một kích thần long bái vĩ đối với hắn quất đánh mà đến. Thật sự giảo hoạt vô cùng, ngay từ đầu cắn xé đối với hắn mà đến, chân chính mục tiêu lại là Ngọc Lả lướt, ở hắn cho rằng là như thế thời điểm, rồi lại một kích cái đuôi đối với chiều tới. Một cái đằng xà mà thôi, không nghĩ tới xảo trá như vậy. Sở Ủng trí tuệ chút nào không thể so nhân loại kém, thậm chí càng cường. Sinh mệnh vô hạn, nghịch chuyển mà sinh. Ngọc Lả lướt đôi tay bùng nổ lục quang đại tác phẩm, một tiếng quát nhẹ dựng lên, đầy trời lục nhạt máu phi sái hướng đằng xà. Dương Nghị Vân tự nhiên cũng không phải ăn chay, không chút do dự đem sở hữu ngũ lôi tím lá cây cùng dưa hấu lôi toàn bộ quăng ra ngoài kíp nổ. Ầm ầm ầm, răng rắc, sấm sét ầm ầm tạc nứt, bao phủ đằng xà. Nguyên bản Dương Nghị Vân cho rằng, lần này ít nhất có thể ngăn cản đằng xà một cái đuôi công kích, nhưng lại tại hạ một khắc hắn mở to hai mắt nhìn, cư nhiên phát hiện, đằng xà một đuôi quét tới, đối mặt ngũ lôi tím lá cây cùng dưa hấu lôi oanh tạc, gần chỉ là tạc nứt ra vài miếng lân giáp, cái đuôi quét ngang tia chớp tới, không hề có tạm dừng vững chắc quất đánh ở trên người hắn. Chạm vào, phốc, oanh, một tiếng nặng nề, Dương Nghị Vân cảm giác thân thể đều phải nổ tung, một ngụm lão huyết phun ra. Ngay sau đó thân thể bay ngược, bỗng nhiên va chạm ở sau người trên tường đá, oanh một tiếng tường đá trực tiếp vỡ vụn, Dương Nghị Vân cả người bị đâm vào tường đá trong vòng. Cũng chính là lúc này, Dương Nghị Vân nghe được đằng xà một tiếng ăn đau giống lên một tiếng. T. Dương Nghị Vân tuy rằng cả người bị đằng xà quất đánh vào tường đá trong vòng nhìn không tới ngoại giới là cái dạng gì, khá vậy có thể đoán được là Ngọc Lả lướt ra tay làm đằng xà có hại. Nhưng là Dương Nghị Vân không hề có vui sướng. Ngược lại nội tâm lòng nóng như lửa đốt. Bởi vì hắn nghe được ra tới, đằng xà giống giận như cũ vô cùng to lớn vang dội, cũng đã nói lên cũng không có bị Ngọc Lả lướt bị thương nặng quá nghiêm trọng, ngược lại là muốn lo lắng Ngọc Lả lướt, không có pháp lực thần hồn, chỉ dựa vào bí pháp cũng không biết có thể hay không đấu đến quá đằng xà. Dương Nghị Vân nghĩ đến là không thể. Nhưng là hắn tưởng hỗ trợ, nhưng thân thể hiện tại bị một kích quất đánh rối tinh rối mù, ở tường đá trong vòng như cũ hộc máu chung. Làm sao bây giờ? Dương Nghị Vân lòng nóng như lửa đốt. Đáng giận, pháp lực thần hồn hoàn toàn không động đậy, thần hải cùng đạo chủng trong vòng hoàn toàn bị hỗn độn sương mù gấp bao vây lấy, căn bản vận chuyển không được. Thân thể tạp ở tường đá trong vòng, động đều không động đậy nổi. Bên ngoài thanh âm rung trời, Dương Nghị Vân nghe được rõ ràng, Ngọc Lả lướt cùng đằng xà chiến đấu càng ngày càng xa. Từ thanh âm thượng phán đoán đều dị thường thảm thiết. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Dương Nghị Vân nội tâm thật nóng nảy, hắn sợ Ngọc Lả lướt bị đằng xà cấp giết. Càng là sốt ruột càng là tâm loạn. Dương Nghị Vân nỗ lực làm chính mình bình tĩnh. Như thế mới có thể nghĩ ra biện pháp tới. Không có người có thể giúp bọn hắn. Hắn suy nghĩ một vòng hiện tại năng động chỉ có Càn Khôn Hồ, mà Càn Khôn Hồ nội tam mắt cùng A Mãnh Trờ đã sớm bị hắn thả ra lưu tại Càn Khôn Thần Điện thế giới. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Tâm loạn như ma dưới, Dương Nghị Vân nhìn không được phát ra gầm lên giận dữ a. Phốc, lại là một ngụm máu tươi. Bất quá liền tại đây một khắc, Dương Nghị Vân phát hiện tay trái trên cánh tay Càn Khôn Hồ tự động vận chuyển lên, phát ra cực nóng cảm. Ngay sau đó một cổ nhiệt lưu từ Càn Khôn Hồ lưu chuyển mà ra, hướng về thân thể kỳ kinh bát mạch bơi lội mà đi. Thực mau khuếch tán tới rồi toàn thân, ngực sụp đổ thương thế nhanh chóng bị chữa trị. Càng thần kỳ chính là hắn phát hiện này cổ từ Càn Khôn Hồ ra tới nhiệt lưu trực tiếp tiến vào thần trong biển, nháy mắt hắn thần hải nổ tung, lấp đầy thần hải hỗn độn sương mù tan thành mây khói. Thần hồn có cảm khôi phục. Ngay sau đó lại là đạo chủng ở ngoài nhiệt lưu kích động, này cổ nhiệt lưu chui vào đạo chủng, nội loại 10 đại đạo thụ nháy mắt bùng nổ ngũ quang thập sắc. Dương Nghị Vân trong lòng đại hỉ, vội vàng thúc giục Càn Khôn đạo chủng công. Hết thảy khôi phục bình thường. Đạo chủng thần hạch thần sinh sôi không thôi vận chuyển dựng lên, bay nhanh vô cùng, so với ở thần giới nhanh gấp 10 lần đều không ngừng, bốn phương tám hướng từng đạo thiên địa chi lực chen chúc nhập thể. Dương Nghị Vân nội tâm kích động lên, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt Càn Khôn Hồ có tác dụng. Ở ngay từ đầu hắn không phải không nếm thử quá, dùng Càn Khôn Hồ chi lực đi hóa giải thần trong biển hỗn độn chi khí, tới cởi bỏ thần hồn cùng pháp lực, đáng tiếc lúc ấy không phản ứng.
hiện tại lại là ở hắn bị thương lúc sau, càn khôn hồ tự động vận chuyển lên, hoặc là nói là, nội loại lực lượng chính mình bùng nổ mà ra, chủ động xuất kích, giải khai hắn thần trong biển hỗn độn sương mù. Thần hồn cùng pháp lực đều tại đây một khắc khôi phục. Dương Nghị Vân vận chuyển khởi càn khôn tạo hóa công, bắt đầu chữa trị thương thế. Không bao lâu Dương Nghị Vân cả người chấn động lại là từ sơ cấp thần vương, đột phá tới rồi trung vị thần vương. Oanh! Đá vụn bạo liệt, Dương Nghị Vân bỗng nhiên từ tường đá nội bay ra tới. Cả người cảm giác nói không nên lời thoải mái. Pháp lực khôi phục cảm giác, toàn thân lực lượng tràn đầy, cùng phía trước khác nhau như trời với đất. A! À, Dương Nghị Vân nhìn không được một tiếng thét dài. Giờ phút này rốt cuộc có thể khống chế tự thân lực lượng, cảm ứng thiên địa chi lực. Đích xác không biết nơi, hoặc là nói vĩnh hằng thần giới thiên địa bên trong chất chứa lực lượng cùng thần giới khác nhau rất lớn, hồng hoang hơi thở chi lực dị thường cường đại, đương nhiên cẩn thận đi cảm thụ là có thể phát hiện, nội loại thuộc tính rất nhiều. Bỗng nhiên đi cảm thụ như là hồng hoang chi lực, nhưng cẩn thận phân biệt lại là phát hiện kỳ thật ẩn chứa rất nhiều thuộc tính lực lượng, cùng thần giới không sai biệt lắm, chẳng qua thế giới này lực lượng so với thần giới càng thêm hồn hậu vô cùng. Càn khôn hồ nội một đạo dòng nước ấm hơi thở. Dương Nghị Vân phát hiện cùng dĩ vãng bất đồng, đều không phải là càn khôn thần điện chung chất chứa lực lượng, so sánh với dưới càng thêm linh tính sức sống, như là có sinh mệnh giống nhau. Nơi đi qua đều ở nhằm vào trong thân thể hắn khuyết tật nơi, thương thế chữa trị, thần hải mở ra, kinh mạch chữa trị, pháp lực thẳng đường, đạo chủng vận chuyển, càng là tầm bổ đạo chủng chi thụ, làm tu vi tăng lên tới trung vị thần vương cảnh giới, cuối cùng hắn cảm giác một cổ dòng nước ấm lại một lần về tới càn khôn hồ biến mất bình tĩnh. Dương Nghị Vân đã nghĩ tới, đây là cái gì lực lượng? Là bị càn khôn thần tôn lưu tại càn khôn hồ một sợi hỗn nguyên chi lực. Cũng chỉ có siêu thoát với tam giới lực lượng mới có như thế năng lực cùng linh tính, tuy rằng gần chỉ là một sợi hỗn nguyên chi lực, nhưng lại ở càn khôn hồ bực này trí bảo trung tồn tại vô số năm tháng lúc sau, sinh ra linh trí, có được linh tính. Đây là rất có khả năng cũng là thực bình thường. Cùng cấp với ở càn khôn hồ trung thay thế được càn khôn hồ chi linh giống nhau tồn tại. Thế gian việc hết thảy đều có duyên pháp. Ngày đó ở Càn Khôn Thần Điện thế giới, Dương Nghị Vân mở ra thần điện, Càn Khôn Thần Tôn xuất hiện, nói cho hắn có thể hấp thu luyện hóa hắn lưu lại một sợi hỗn nguyên chi lực, đến lúc đó sẽ đối hắn là một cái tương lai có thể bước vào thiên đạo chi cảnh thậm chí là hợp đạo đại trợ lực. Nhưng Dương Nghị Vân lựa chọn đi chính mình lộ, tu đạo của mình, từ bỏ luyện hóa Càn Khôn Hồ nội hỗn nguyên chi khí. Nếu hắn ngày đó lựa chọn luyện hóa hỗn nguyên chi khí nói, đối với này một sợi hỗn nguyên khí, cùng cấp với chính là bóp chết. Bởi vì bị luyện hóa lúc sau tất nhiên liền trở thành Dương Nghị Vân tu vi một bộ phận, mà sinh ra ý thức chính mình cũng liền không tồn tại. Dương Nghị Vân lựa chọn là lưu lại hỗn nguyên một hơi chấn thủ ở càn khôn hồ chung, trở thành hắn thực lực ngoại lực phụ trợ, cũng có thể dùng hỗn nguyên một hơi đi chấn thủ càn khôn thần điện thế giới, cho rằng càn khôn thần điện thế giới thứ 9 điện cùng hắn càn khôn hồ nội càn khôn thần điện là tương hô ứng. Hỗn nguyên một hơi có thể phụ trợ. Không nghĩ tới để lại hỗn nguyên một hơi, hôm nay lại tại đây chờ nguy nan là lúc, có hồi báo. Hỗn nguyên một hơi có linh, điểm này Dương Nghị Vân hiện tại rõ ràng cảm nhận được. Mọi việc có nhân thì có quả. Hắn để lại hỗn nguyên một hơi hiện giờ hồi báo hắn. Kết quả này Dương Nghị Vân ngoài ý muốn, nhưng lại càng thêm kinh hỉ. Hỗn nguyên một hơi này một sợi lực lượng tại đây chờ thời điểm ra tới. Quả thực chính là cứu mạng. Càng là như thế, Dương Nghị Vân liền cảm giác lúc trước lựa chọn càng thêm chính xác. Tiếp được hắn có thể khôi phục pháp lực cùng thần hồn, đến lúc đó Ngọc Lả Lướt tự nhiên cũng có thể nghĩ cách vận dụng hỗn nguyên một hơi cấp khôi phục lại. Từ tường đá nhảy ra sau, Dương Nghị Vân vận chuyển công pháp, đem trạng thái điều chỉnh tới rồi tốt nhất. Ánh mắt nhìn về phía phương xa, nheo lại mắt vèo một chút xông ra ngoài. Vài trăm thước ở ngoài. Động tính như cũ thật lớn, này thuyết minh Ngọc Lả Lướt cùng đằng xà chiến đấu còn ở tiếp tục. Ở không có pháp lực dưới tình huống, Dương Nghị Vân nghĩ đến liền tính Ngọc Lả Lướt là pháp thần cường giả, đối mặt đằng xà sợ là cũng muốn rơi xuống phong có hại. Phía trước nhìn đến quá Ngọc Lả Lướt vận dụng chính là huyết cấm chi thuật, bực này bí thuật Dương Nghị Vân biết đều là thời khắc mấu chốt cứu mạng mới sử dụng, một khi sử dụng thương đều là chính mình nguyên khí, nhẹ thì tu vi lùi lại, nặng thì ngã xuống đều có khả năng. Lúc này Dương Nghị Vân có chút lo lắng Ngọc Lả Lướt, vội vàng vọt qua đi. Tuy rằng hắn mới là trung vị thần vương, nhưng lại có cũng đủ tin tưởng một trận chiến. Hắn còn có rất nhiều pháp bảo trong người. Đồ Long Kiếm,
bẩm sinh bát quái đồ, hắc ám chiến giáp. Bất luận cái gì giống nhau đều là không thể khinh thường trọng bảo, đều là hắn sức chiến đấu thêm vào. Dựa theo Ngọc Lả Lướt nói, này đằng xa có được thần vương cấp bậc đạo hạnh, nhưng thực lực lại khả năng, có thể cùng thần đế sánh vai, như thế thực lực đạo hạnh, cũng đích xác không giống bình thường. Dương Nghị Vân vẫn là phải cẩn thận mới là 500-600 mét ở ngoài. Phốc, Ngọc Lả Lướt hộc ra một búng máu dịch, khóe miệng nàng máu như cũ mạo lục nhạt ánh sáng, chỉnh thể căn bản như cũ là màu đỏ, đạm lục sắc thần quang chính là nàng tu luyện sinh mệnh đại đạo chi lực. T. Đằng xà hai mắt từ hắc biến sau, hướng về phía Ngọc Lả Lướt phun lưỡi rắn, đầy người lân giáp nhiều chỗ bóc ra, thoạt nhìn cũng thực chật vật. Lại là bị Ngọc Lả Lướt cấp thương, một người một xà chiến đấu dị thường thảm thiết. Ngọc Lả Lướt tuy không thể vận dụng pháp lực, nhưng dựa vào huyết cấm chi thuật, như cũ cùng đằng xà chiến đấu không phân cao thấp. Có hại, nhưng đằng xà cũng không chiếm được tiện nghi. Một búng máu dịch phun ra, Ngọc Lả Lướt trong lòng tràn ngập chua xót. Nhìn bay lên dựng lên đằng xà, nàng lúc này tràn ngập cảm giác vô lực. Cho dù là pháp thần, có thể di động không được pháp lực thần hồn pháp thần, chỉ dựa vào huyết cấm chi thuật, nàng có thể chống được hiện tại đã chính là cực hạn. Đằng xà cường đại, vượt quá nàng tưởng tượng. Hoặc là nói đúng vĩnh hằng thần giới sinh linh, Ngọc Lả Lướt vẫn là coi thường, này đằng xà nhìn như là thượng vị thần vương đạo hạnh, nhưng bộc phát ra tới lực lượng, đủ để sánh vai thần đế, hơn nữa thân thể cường đại xa xa vượt qua thần giới cao giai thần đế. Nàng có thể vận dụng huyết cấm chi thuật, đều không phải là vạn năng, chỉ là một loại không có cách nào bảo mệnh thủ đoạn. Trước sau phát động 4 lần huyết cấm chi số, nàng nguyên khí đại thương, cũng chỉ là đánh rớt đằng thân rắn thượng lân giáp. Hèn mọn tiểu nhân tộc, ngươi làm bản tôn thực phẫn nộ, hiện tại ngươi đi tìm chết đi. Đằng xà miệng phun nhân ngôn, hướng về phía Ngọc Lả Lướt giống giận, ngay sau đó bỗng nhiên vừa động, mở ra bồn máu mồm to, đối với Ngọc Lả Lướt cắn xé mà đi. Lúc này Ngọc Lả Lướt thân thể hơi hơi phát run, đối mặt đằng xà công kích, nàng lẩm bẩm, nhiệt xúc, bản thân cho dù chết, cũng sao lại tha cho ngươi khinh nhục. Nói chuyện chung Ngọc Lả Lướt cả người một trận. Giữa mày trung xuất hiện một giọt xanh biếc vô cùng tinh huyết, liền phải cùng đằng xà triển khai đồng quy vô tận một kích. Nhưng mà liền tại đây một khắc, một tiếng giống to truyền đến, Lả Lướt tỉ tỉ né tránh. Ngọc Lả Lướt nghe được thanh âm này cả người chấn động, đồng thời cảm nhận được một cổ cường đại vô cùng kiếm khí truyền đến. Trong lòng vừa động theo bản năng đình chỉ phát động cấm thuật, thân hình chợt lóe về phía sau bạo lui mấy chục mét. Oanh! Tê tê! Chạm vào! Cùng thời gian nổ vang vang lên. Đằng xà hét thảm một tiếng. Ngọc Lả Lướt ở dư quang nhìn thấy, một thanh cự kiếm trực tiếp chém xuống ở đằng đầu rắn thượng, trực tiếp đem đằng xà nhất kiếm từ giữa không trung chém rớt xuống đất, binh một tiếng đại địa đều vì này chấn động, tạp ra một cái hố to. Này nhất kiếm hơi thở, ở Ngọc Lả Lướt cảm thụ chung hỗn loạn một cổ làm nàng đều kinh hãi hơi thở, không gì sánh kịp. Ngay sau đó trước mắt bóng người nhoáng lên, Dương Nghị Vân xuất hiện ở nàng trước người. Lả Lướt tỉ tỉ ngươi thế nào? Dương Nghị Vân quay đầu lại hỏi nàng. Ngọc Lả Lướt sắc mặt tái nhợt vô cùng, thân thể đều ở phát run, nàng vận dụng rất nhiều lần huyết cấm chi thuật, kỳ thật đã vô cùng không xong, nếu là cuối cùng một kích mà ra, nàng ngã xuống đều là có khả năng. Nửa cái mạng. Nhìn đến Dương Nghị Vân xuất hiện lúc sau Ngọc Lả Lướt phát hiện Dương Nghị Vân pháp lực năng động, hơn nữa tu vi trực tiếp đạt tới trung vị thần vương chi cảnh, liền biết Dương Nghị Vân thần hải cùng đạo chủng thần hạch đã khôi phục. Ta, không có việc gì. Một câu không nói, thả lỏng lại lúc sau, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Dương Nghị Vân vội vàng đi nâng nàng, nhưng Ngọc Lả Lướt mở miệng nói, người đi trước giải quyết đằng xà lại nói, ta chịu đựng được. Dương Nghị Vân ngẫm lại cũng là, trước đêm này đằng xà xử lý lại nói, nếu không trước sau là cái uy hát yêu ta. Vừa rồi hắn toàn lực nhất kiếm chung vận dụng hỗn nguyên một hơi, cũng không biết có thể hay không đánh bại đằng xà, dù sao nhất kiếm trực tiếp chặt bỏ đi. Đem đằng xà chém rơi trên mặt đất tạp ra một cái hố to. Lúc này cũng không biết hố to nội đằng xà là tình huống như thế nào. Vung tay lên một giọt sinh mệnh chi thủy cấp Ngọc Lả Lướt nói, Lả Lướt tỉ tỉ cái này ngươi trước dùng đi xuống khôi phục một chút thương thế, đằng xà bên kia giao cho ta, cái kia nghiệt xúc phiên không được thiên. Đa tạ Ngọc Lả Lướt cũng không có khách khí, càng không hỏi Dương Nghị Vân xanh biết giọt nước là cái gì. Nhưng lại cảm nhận được Dương Nghị Vân lấy ra này một giọt xanh biếc chung mang theo màu tím đáy nước, ẩn chứa vô cùng khổng lồ sinh cơ chi lực, đối nàng trước mắt thương thế hẳn là có rất lớn trợ giúp. Vạch trần khăn che mặt đem một giọt sinh mệnh chi thủy dùng đi xuống.
Dương Nghị Vân lúc này mới xoay người rút kiếm hướng về đằng xà nơi hố to mà đi. Hắn kỳ thật biết vừa rồi nhất kiếm, liền tính làm bất tử đằng xà, cũng có thể muốn này nhiệt xúc nửa cái mạng, bởi vì hắn không kiếm động toàn thân thần lực thúc dục 10 đại đạo loại chi thụ lực lượng, càng là nghĩ đi nếm thử đi điều động hỗn nguyên một hơi nhìn xem có thể hay không thành công điều động. Nếu có thể điều động hỗn nguyên một hơi chi lực, cho dù là một chút hít gia nhập đồ long kiếm, đều có thể sinh ra thật lớn uy lực. Kết quả hắn thành công. Cơ hồ là trong lòng suy nghĩ tới, càn khôn thần điện trung liền tán phát hỗn nguyên khí tức, bỗng nhiên nhất kiếm chém ra đi, đem đằng xà nhất kiếm từ trên cao chém xuống vào hố to chung. Đi bước một mà đi, đi vào hố to bên cạnh, giờ phút này bụi đất như cũ phi dương. Thả ra thần thức đi cảm thụ một chút, lại là phát hiện nội loại còn có sinh cơ. Hiển nhiên đằng xà còn sống, bất quá hơi thở lại rất hỗn loạn, hơn nữa mỏng manh nhiều. Dương Nghị Vân rõ ràng phía trước nhất kiếm, đã làm đằng xà đi nửa cái mạng. Khóe miệng liệt khai, Dương Nghị Vân vung tay lên xua tan bụi đất. Hố to chung đằng xà hiển lộ mà ra. Dương Nghị Vân vừa thấy mừng rỡ, chỉ thấy đằng xà trên đầu có một đạo 1 mét dài hơn miệng vết thương, máu tươi đang không ngừng ra bên ngoài mạo. Đích xác không chết, nhưng cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng. Nhiệt xúc lần này xem tiểu gia bái rất ngươi ra rắn, làm ngươi kiêu ngạo. Dương mẫu nhân nói chuyện chung, lại lần nữa giơ lên đồ long kiếm, chuẩn bị nhất kiếm giải quyết đằng xà. Nhưng mà liền tại đây một khắc, đằng xà mở miệng xin tha nói, tha mạng, thượng thần tha mạng, tiểu thần biết sai, còn thỉnh thượng thần khai ân. Dương Nghị Vân nghe được đằng xà mở miệng xin tha tức khắc liền ngây ngẩn cả người, nửa ngày lúc sau phản ứng lại đây cười ha ha, người nhiều a, như thế nào xin tha. Nói chuyện chung Dương Nghị Vân trong tay đồ long kiếm thần quang như cũ đại tác phẩm dựng lên, không hề có nương tay dừng lại ý tứ. Này đằng xà có chút vô lại, Dương Nghị Vân cũng không thích. Hơn nữa ngay từ đầu liền đối hắn cùng Ngọc Lả Lướt hù chết tay, hắn bị thương nặng, Ngọc Lả Lướt càng là thương thế nghiêm trọng. Giờ phút này đánh không lại, liền xin tha, kia có dễ dàng như vậy sự. Dương Nghị Vân cười lạnh, trong tay không hề có dừng lại đối đồ long kiếm lực lượng dự trữ. Liền phải nhất kiếm chém này đằng xà. Lại là không nghĩ tới, lúc này ngược lại là Ngọc Lả Lướt mở miệng nói, Vân tử lưu nó một mạng đi, trời cao có đức hiếu sinh, yêu loại cũng là tu luyện không dễ, huống hồ chúng ta yêu cầu một cái sinh linh hiểu biết thế giới này. Dương Nghị Vân nghe được Ngọc Lả Lướt nói chuyện, muốn chém hạ nhất kiếm ngừng lại. Người khác nói có thể không nghe, nhưng là Ngọc Lả Lướt kiến nghị phải nghĩ lại. Nàng không sợ nguy hiểm bồi hắn tiến vào này không biết thế giới. Càng là có thể ở nguy nan hết sức, không chút do dự xông lên đi, trên danh nghĩa càng là hắn cấp dưới, vẫn là một tôn pháp thần. Đi vào thế giới này liền các nàng hai người, lẫn nhau chiếu cố, sinh tử gắn bó phải đi đi xuống, nàng lời nói Dương Nghị Vân muốn nghiêm túc suy xét. Ngẫm lại Ngọc Lả Lướt nói cũng đúng, đích xác bọn họ yêu cầu một cái sinh linh đi tìm hiểu cái này thế giới chưa biết. Nếu là đằng xà sẽ không mở miệng nói chuyện, Dương Nghị Vân sẽ không chút do dự chém nó. Nhưng này đằng xà đích xác có thể miệng phun nhân ngôn, là cái có trí tuệ có tâm trí sinh linh, vứt bỏ thực lực, chỉ cần ngày này liền có thể lưu. Nếu Ngọc Lả Lướt mở miệng cầu tình, vậy lưu lại đi. Tính người này nhiệt xúc mạng lớn. Dương mẫu nhân hừ lạnh một tiếng, bất quá hắn tự nhiên sẽ không cứ như vậy tính. Thừa dịp này đằng xà bị thương hết sức, khống chế nó mới là lựa chọn tốt nhất. Búng tay vung lên, một giọt sinh mệnh chi thủy hiện lên đầu ngón tay. Trong lòng vừa động hướng về đằng xà bay đi, mở miệng nói, nuốt vào. Sinh mệnh chi thủy huyền phù ở đằng xà bên miệng. Lúc này đằng xà rối rắm lên, nhìn xanh sẫm mang màu tím giọt nước, do dự nói, xin hỏi thượng thần đây là vật gì? Ta đều đã phục a, thỉnh thượng thần tha mạng a. Không muốn chết liền nuốt vào, không phải độc dược, đối với người này nhiệt xúc tới nói ngược lại là một hồi tạo hóa, nếu không phải lão tử yêu cầu ngươi, há có thể cho ngươi này loại bảo vật. Nhanh lên nuốt, muốn giết ngươi cũng không đến mức độc ngươi, trực tiếp sát chính là. Dương Nghị Vân hừ lạnh nói. Đích xác đối với đằng xà tới nói, điểm này giọt nước là thứ gì, không rõ ràng lắm, nhưng là nó nhưng không ngu ngốc, đoán cũng có thể mới đến tất nhiên là cái gì đối hắn thứ không tốt, bất quá nghĩ đến cũng không phải cái gì chí mạng chi vật. Này nhân tộc muốn giết hắn trực tiếp nhất kiếm chém đó là, giờ phút này nó bị thương nghiêm trọng căn bản không lực lượng phản kháng. Đối mặt sinh tử. Đằng xà cũng là sợ hãi, có chút do dự, nhưng nó rõ ràng hơn nếu không nuốt vào, này nhân tộc chờ hạ sẽ không chút do dự nhất kiếm chém nó. Do dự một lát đằng xà há mồm nuốt vào sinh mệnh chi thủy.
tình thế so xà cường, nó nhược không nuốt, nhân tộc kiếm tất nhiên đem nó chảm thành hai đoạn. Ít nhất hiện tại không cần chết, vừa rồi kia nhất kiếm chi uy, đến bây giờ hồi tưởng lên, đằng xà trong lòng run sợ. Là kẻ thức thời trang tuấn kiệt, ở bất luận cái gì địa phương đều áp dụng. Dương Nghị Vân nhìn đến đằng xà nuốt vào sau, trong lòng nở nụ cười, cũng không biết sinh mệnh chi thủy đối đằng xà khởi không có tác dụng. Bất quá nghĩ đến, là có tác dụng, sinh mệnh chi thủy đối kỳ lân cùng côn bằng đều có thể có tác dụng, huống chi là một cái đằng xà. Đương nhiên nếu là không có tác dụng, hắn như cũng có thực lực chém giết này đằng xà. Hiện tại liền chờ hiệu quả xuất hiện. TT. Giây tiếp theo dựng xào thấy bóng, đằng xà phát ra thống khổ gầm rú. Điểm này ở Dương Nghị Vân đoán trước trong vòng, sinh mệnh chi thủy trừ bỏ khống chế yêu thú chi lưu, lớn nhất tác dụng là có thể tiến hóa yêu thú thần thú từ từ huyết mạch. Đằng xà nuốt vào lúc sau cùng dĩ vãng những cái đó yêu thú giống nhau, đều phát ra gào giống thanh, đây là huyết mạch tiến hóa bắt đầu. Ầm ầm ầm. TTT. Thật lớn đằng xà ở hố to trong vòng quay cuồng dựng lên, phát ra từng tiếng gầm rú, quay cuồng thân hình phát ra nổ vang. Từng luồng khói đặc lại một lần bốc lên. Dương Nghị Vân liệt miệng trước sau thối lui. Hắn đã cảm ứng được sinh mệnh chi thủy ở đằng xà trong cơ thể phát sinh biến hóa, giữa hai bên có liên hệ. Sinh mệnh chi thủy công hiệu, như cũ hữu hiệu. Cái này có thể yên tâm, liền tính đợi chút đằng xà huyết mạch tiến hóa thượng một lần, hắn chỉ cần một ý niệm là có thể làm nó nằm sấp xuống. Thế nào, nhưng có nắm chắc khống chế. Ngọc Lả Lướt không biết chuyện gì xuất hiện ở hắn bên người mở miệng nói chuyện. Dương Nghị Vân cười nói, đều ở khống chế, phiên không được thiên, người thường thế thế nào. Dương Nghị Vân cũng biết, phía trước Ngọc Lả Lướt nói, cũng là có làm hắn khống chế đằng xà ý tứ, chẳng qua hắn lựa chọn sinh mệnh chi thủy khống chế, mà không phải bức bách đằng xà giao ra nguyên thần phương thức. Ngọc Lả Lướt đối Dương Nghị Vân hiện tại có chút nhìn không thấu, cái này tân một thế hệ thần tôn vô thượng, hiện tại xem ra đều không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, át chủ bài thủ đoạn còn không ngừng giống nhau. Bất quá nàng cũng sẽ không nghĩ nhiều, tương phản Dương Nghị Vân thực lực thủ đoạn nhiều, các nàng hai cái sẽ càng thêm an toàn. Đối với đằng xà khống chế, nếu Dương Nghị Vân nói đều ở khống chế, nàng cũng liền không lo lắng, cũng sẽ không hỏi nhiều, chung quy hắn là thần tôn vô thượng. Có thể bị lão thần tôn tuyển vì truyền nhân, chấp trưởng càn khôn thần điện đặc biệt sẽ là đơn giản người. Ta không có việc gì, đa tạ ngươi thần thủy, thương thế khôi phục, bất quá cảnh giới ngã xuống một cái tầng. Hiện tại trở thành trung vị pháp thần. Ngọc Lả Lướt khó được cười khổ nói một câu, nàng vận dụng rất nhiều lần huyết cấm chi thuật, đối với kết quả này đã thực vừa lòng, nếu không phải Dương Nghị Vân kịp thời khôi phục lại, nàng hôm nay ngã xuống đều là có khả năng. Vậy là tốt rồi, kỳ thật ta cũng không có làm cái gì. Dương Mỗ Nhân khiêm tốn một chút, ngay sau đó nói, đúng rồi, ta thử xem có không đem ngươi thần thức hỗn độn chi khí thanh trừ, khôi phục pháp lực cùng thần hồn sử dụng. Ngọc Lả Lướt sớm tại vừa rồi liền nhìn đến Dương Nghị Vân khôi phục pháp lực vận chuyển, trong lòng còn kỳ quái hắn là như thế nào khôi phục, hiện tại nghe được Dương Nghị Vân nói ra, đảo cũng tràn ngập chờ mong, không thể sử dụng pháp lực cùng phóng thích thần hồn thực sự quá không được tự nhiên, ở thế giới này rất nguy hiểm, tổng không thể mỗi lần đều sử dụng huyết cấm thuật đi. Nàng hiện tại cũng sử dụng không được, vừa rồi di chứng, còn cần thời gian khôi phục, cảnh giới ngã một cái tiểu cảnh giới cũng không biết khi nào mới có thể tu luyện trở về. Hảo Ngọc Lả Lướt cũng tràn ngập chờ mong, hy vọng Dương Nghị Vân có biện pháp thanh trừ nàng thần hải cùng thần hạch trung hỗn độn chi khí, pháp lực cùng thần hồn không thể vận chuyển nguyên nhân chính là bởi vì thần hải trong vòng cùng thần hạch có hỗn độn chi khí cấp bao vây lấy, căn bản vận chuyển không được mảy may. Dương Nghị Vân tự nhiên là muốn dùng càn khôn hồ nội hỗn nguyên một hơi đi thử có thể hay không tiêu trừ Ngọc Lả Lướt trong cơ thể hỗn độn chi khí. Hai cái địa phương hắn biết rõ, một chỗ là thần hải, yêu cầu từ đầu thượng linh đài vào tay. Một khác chỗ là thần hạch, ở đan điền vị trí, cũng chính là hạ bụng chỗ, cái này có điểm xấu hổ. Ngọc Lả Lướt mới vừa đáp ứng, Dương Nghị Vân lại là nghĩ tới vấn đề này, có chút lúng túng nói, nếu không vẫn là từ từ, chờ đằng xà ra tới, làm nó hộ pháp, ta ở còn cho ngươi thử xem hóa giải trong cơ thể hỗn độn chi khí. Ân, đều được, Ngọc Lả Lướt nói chuyện giếng cổ không dao động. Dương Nghị Vân cũng nhìn không tới trên mặt nàng biểu tình, nàng như cũng mang theo khăn che mặt. Hai người nói chuyện rất ít, đương nhiên chủ yếu là Ngọc Lả Lướt nói chuyện rất ít. Tiếp được đứng ở hố to bên cạnh chờ đằng xà. Chờ đằng xà tiến hóa hoàn thành, đến lúc đó tìm cái yên lặng chỗ, làm đằng xà hộ pháp, tương đối an tâm. Ước chừng một canh giờ lúc sau,
đằng xa ở hố to trung đình chỉ quay cuồng. Nương bụi đất tan đi lúc sau, ngay sau đó lại là một cái rút nhỏ gấp 10 lần tiểu đằng xa bảy màu thần quang lập lòe từ hố to bay ra tới. Dương Nghị Vân cùng Ngọc Lả lướt nhìn lại, phía trước thật lớn đằng thân rắn thể thu nhỏ lại gấp 10 lần, hóa thành một cái 3 mét trường, cánh tay thô đằng xa, toàn thân bảy màu lân giáp càng thêm ngăn nắp lấp lánh, mà ở đằng xa trên đầu mọc ra một tiết một sừng. Thực hiển nhiên thứ này tiến hóa. Hai bên đối diện, Dương Nghị Vân đáy lòng có chút chột dạ, đằng xa bay ra hố to lúc sau, lại là một đôi đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Cảm giác trung khí tức thượng đằng xa như cũ là thần vương, nhưng cũng tuyệt đối đạt tới đỉnh thần vương. Thực lực có cường đại rồi. Nếu là thứ này hiện tại đối bọn họ xuất kích, thật đúng là sẽ có phiền toái. Bất quá cẩn thận một cảm ứng, sinh mệnh chi thủy ở đằng xa trong cơ thể đã xâm nhập tới rồi toàn thân cùng nguyên thần, hiện tại thật phiên không được thiên, Dương Nghị Vân trong lòng yên tâm xuống dưới, nhìn đằng xa hừ lạnh một tiếng. Hừ, nghiệt xúc, như thế nào? Chờ làm ta thăm viếng ngươi không thành. Một tiếng hừ lạnh mắng chung, Dương Nghị Vân dẫn động sinh mệnh chi thủy nổ vang. T. Ngay sau đó đằng xa một tiếng chu lên, chạm vào một chút tin tức trên mặt đất, lại là vội vàng lớn tiếng mở miệng nói, bái kiến chủ nhân, bái kiến chủ nhân. Nói chuyện chung trực tiếp ghé vào Dương Nghị Vân trước người. Giờ khắc này đằng xa nội tâm là tuyệt vọng, đối Dương Nghị Vân có thể nói là vô cùng phức tạp. Bởi vì đằng xà nuốt vào sinh mệnh chi thủy sau huyết mạch tiến hóa, trở thành bảy màu một sừng đằng xà, thoát thay đổi một tầng áo giáp ra, thân thể nhỏ, nhưng huyết mạch tăng lên, cũng biết vừa rồi Dương Nghị Vân cho nó dùng chi vật, cũng không đơn giản, từ tiến hóa hoàn thành một khắc bắt đầu, hắn liền cảm nhận được ở Dương Nghị Vân trên người có một cổ không thể kháng cự uy áp, làm nàng nguyên thần đều sợ hãi. Quả nhiên đối phương một cái hừ lạnh, cái loại này uy áp càng thêm cường đại, trực tiếp làm nó toàn thân nhũn ra. Sinh không ra bất luận cái gì phản kháng ý niệm. Đằng xà biết nó xong rồi, từ nay về sau vận mệnh muốn khống chế ở cái này nhân tộc trong tay, nhưng vô pháp thay đổi, chỉ có thể nhận mệnh. Biết liền hảo, Dương Mỗ Nhân hừ lạnh một tiếng, đối đằng xà thái độ cuối cùng vừa lòng, ngay sau đó mở miệng nói, từ nay về sau hảo sinh làm việc, nếu không lột da của ngươi ra. Là, chủ nhân yên tâm, tiểu thần nhất định cúc cung tận tụy. Đằng xà liên tục gật đầu. Được rồi, tìm cái yên lặng nơi giúp chúng ta hộ pháp. Dương Nghị Vân trực tiếp phân phó đằng xà, kế tiếp hắn phải thử một chút, có thể hay không đem Ngọc Lả lướt pháp lực thần hồn khôi phục lại. Có, thỉnh chủ nhân cùng ta tới đằng xà lúc này học ngoan. Lúc sau bơi lội thân hình hướng về phế tích một chỗ đi đến. Dương Nghị Vân cùng Ngọc Lả lướt đi theo đằng xà lúc sau. Đối với thu phục này đằng xà, Dương Nghị Vân còn tính vừa lòng, ít nhất tìm cái địa phương hướng dẫn du lịch. Cũng coi như là ở thế giới này không mê mang. Đằng xà không hổ là địa đầu xà, mang theo Dương Nghị Vân cùng Ngọc Lả lướt đi tới một chỗ tương đối không thế nào rách nát thạch ốc. Đương nhiên chỉ có thể nói là có thể che mưa chắn gió. Chủ nhân nơi này là ta lâm thời chỗ ở, sẽ không có chủng tộc khác quấy rầy. Đằng xà tránh ra địa phương, làm Dương Nghị Vân cùng Ngọc Lả lướt đi vào. Dương Nghị Vân gật đầu cùng Ngọc Lả lướt đi vào. Bên trong tứ phương có tường đá. Mặt trên có nửa cái nóc nhà, diện tích có trên dưới 100 bình phương, mặt khác có một chương thật lớn giường đá, mặt trên là nào đó như là lông tóc giống nhau cỏ khô, nhìn đều cùng mềm mại. Người thằng nhãi này nhưng thật ra sẽ hưởng thụ. Dương Nghị Vân trêu ghẹo một câu. Đằng xà hiện tại là nhận mệnh, đối Dương Nghị Vân này một tôn có thể khống chế hắn sinh tử đại thần, chỉ có thể theo, cười hắc hắc nói, chủ nhân ta đây đi bên ngoài cho các ngươi hộ pháp. Đi thôi Dương Nghị Vân phất tay. Chờ đằng xà từ 1 mét nhiều khoan cửa đá đi ra ngoài, toàn bộ thạch ốc nội dư lại hắn cùng Ngọc Lả lướt hai người, trai đơn gái chiếc nhiều ít đều có chút không khí xấu hổ. Cái kia, Lả lướt tỉ tỉ chúng ta bắt đầu đi. Dương Mỗ Nhân nhớ tới phải cho Ngọc Lả lướt hóa giải trong cơ thể hỗn độn chi khí, nhiều ít là có chút mặt đỏ. Rốt cuộc đề cập đã đến thân thể tiếp xúc. Ân Ngọc Lả lướt nhưng thật ra tự nhiên hào phóng, nhẹ giọng ừ một tiếng, nhìn ra bất luận cái gì xấu hổ tới. Nếu không qua bên kia giường đá, Dương Mỗ Nhân sắc mặt nóng lên nói. Ngọc Lả lướt như cũ trầm ổn hào phóng nói, hảo. Theo sau nàng ngồi ở trên giường đá. Ngọc Lả lướt khoanh chân ngồi ở giường đá. Dương Nghị Vân cũng ngồi ở nàng phía sau, trước từ Ngọc Lả lướt thần hải bắt đầu, nâng lên tay trái đặt ở Ngọc Lả lướt trên đầu, nhắm mắt lúc sau bắt đầu câu thông càn khôn hồ. Kỳ thật hắn cũng không biết càn khôn hồ nội loại hỗn nguyên một hơi có thể hay không trợ giúp Ngọc Lả lướt.
rốt cuộc Hỗn Nguyên một hơi là có linh tính. Trong lòng vừa động Dương Nghị Vân câu thông càn khôn hồ trong vòng Hỗn Nguyên một hơi. Ong! Nháy mắt hắn trong óc một tiếng nổ vang rung động. Trên cánh tay trái càn khôn hồ một trận nóng lên, quen thuộc dòng nước ấm lưu chuyển dựng lên. Thành! Dương Nghị Vân trong lòng đại hỉ. Bất quá lại cũng nội tâm run rẩy. Bởi vì lần này hắn chủ động điều động Hỗn Nguyên một hơi, đối thần hồn chi lực tiêu hao pha đại, vừa mới bắt đầu liền cảm giác được, dựa theo dưới loại tình huống này đi, hắn kiên trì không được bao lâu. Nhưng là đem ở treo giải thưởng không thể không phát, cắn răng cũng đến tiếp tục đi xuống. Chậm rãi dẫn đường Hỗn Nguyên một hơi tiến vào ngọc lả lướt thần trong biển. Oanh! Một tiếng nặng nề rung động ở ngọc lả lướt thần hải vang lên. Lại là nàng thần hải đều tại đây một khắc chấn động. Dương Nghị Vân biết đây là bình thường, cũng thuyết minh là hữu hiệu. Hắn tiếp tục dẫn đường Hỗn Nguyên một hơi. Ở ngọc lả lướt thần hải chi hải, Dương Nghị Vân ý thức có thể cảm thụ cùng hắn giống nhau, toàn bộ thần hải đều là hỗn độn chi khí, yêu cầu Hỗn Nguyên một hơi một chút cắn nuốt rớt. Làm Dương Nghị Vân kỳ quái chính là, Hỗn Nguyên một hơi cho hắn rửa sạch hỗn độn chi khí thời điểm đó là tương đương nhanh chóng, cơ hồ có thể nói là trong nháy mắt liền hoàn thành toàn bộ thần hải rửa sạch. Nhưng hiện tại đến phiên hắn chủ động cấp ngọc lả lướt rửa sạch thời điểm, cư nhiên phi thường thong thả, trọng điểm là hắn thần hồn chi lực cũng ở đại lượng tiêu hao chung. Bất quá chậm liền chậm, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng kiên trì, bởi vì theo Hỗn Nguyên một hơi tiến vào, ngọc lả lướt thần trong biển hỗn độn sương mù dần dần có vết rách cùng buông lỏng. Hắn yêu cầu không ngừng đi lấy thần hồn thúc dục Hỗn Nguyên một hơi. Nửa giờ sau, Dương Nghị Vân thần hồn tiêu hao rất thất thất bát bát, cả người đều cảm giác muốn bay lên giống nhau, cảm giác được vô cùng suy yếu. Bất quá ngọc lả lướt thần trong biển hỗn độn chi khí cũng bị hắn sử dụng Hỗn Nguyên một hơi hóa giải rất một góc. Hỗn Nguyên một hơi nơi đi qua đem hỗn độn chi khí đụng chạm đến sau trực tiếp liền bốc hơi rớt. Cứ việc rất ít, nhưng lại ở ngọc lả lướt thần hải trong vòng mở ra một phen cục diện. Ở qua nửa canh giờ, Dương Nghị Vân thân thể đều bắt đầu lung lay sắp đổ. Hắn cảm giác chính mình tùy thời đều sẽ ngủ qua đi. Thần hồn chi lực tiêu hao ngũ hành ngũ sắc, nhưng lại tương đương với người tinh thần, hắn tình huống hiện tại là một thân tinh thần lực đều bị tiêu hao xong rồi. Vân Tử dừng lại đi, giờ phút này ngọc lả lướt cảm giác được Dương Nghị Vân không thích hợp, vội vàng ra tiếng. Dương Nghị Vân cũng thật là kiên trì không được, thu hồi ý thức, Hỗn Nguyên một hơi phản hồi tới rồi càn khôn hồ bên trong, mà hắn trước mắt tối sầm lại là trực tiếp ghé vào ngọc lả lướt trên lưng. Tại đây một khắc, Dương Mẫu Nhân chỉ cảm thấy một trận mùi thơm của cơ thể còn có nhàn nhạt mềm ấm, thực xấu hổ mất đi ý thức. Trực tiếp mệt ngất qua đi. Ngọc lả lướt khoanh chân mà ngồi, bị Dương Mẫu Nhân dán ở trên lưng, nàng cả người đều là run lên, bất quá cũng không nghĩ nhiều, xoay người đem Dương Nghị Vân nâng trụ làm hắn nằm yên, nàng rõ ràng Dương Nghị Vân là thần hồn tiêu hao quá độ hôn mê, kỳ thật không quan trọng, yêu cầu chính là nghỉ ngơi. Đem Dương Nghị Vân phóng hảo lúc sau, ngọc lả lướt lần đầu tiên nghiêm túc quan khán cái này tuổi trẻ thần tôn. Bất chi bất giác nàng sắc mặt đỏ, vội vàng thu hồi ánh mắt, khoanh chân làm tốt, bắt đầu thúc giục chính mình thần hồn. Vừa rồi Dương Nghị Vân hỗ trợ, tuy rằng không có hoàn toàn thanh trừ nàng thần trong biển hỗn độn chi khí, nhưng lại mở ra một cái khẩu tử, này đối nàng tới nói vậy là đủ rồi, lúc này nàng cảm giác chính mình thần hồn có thể vận chuyển. Chỉ cần thần hồn năng động, nàng là có thể một chút đem thần trong biển hỗn độn chi khí, hóa giải rớt. Giờ phút này hai người, một cái lâm vào hôn mê tiến vào nghỉ ngơi trạng thái, một cái bắt đầu nếm thử vận chuyển thần hồn hóa giải hỗn độn sương mù. Ở vĩnh hằng thần giới thời gian là vô hạn, bởi vì nơi này trước nay đều là ban ngày ngày không rơi hoàn cảnh. Cũng không biết đi qua bao lâu, Dương Mẫu Nhân từ từ tỉnh dậy. Tỉnh! Một tiếng tràn ngập từ tính mềm nhẹ thanh truyền tiến trong tai. Dương Nghị Vân vừa mở mắt, ngọc lả lướt như cũ mang theo khăn che mặt mặt xuất hiện ở trước mắt, bất quá nàng một đôi mắt lại là tràn ngập quan tâm chi ý, cái này làm cho Dương Mẫu Nhân nội tâm vui vẻ, cuối cùng là không bạch xuất lực, có thể được nữ thần một cái quan tâm đáng giá. Tuy rằng vẫn luôn đều không có gặp qua ngọc lả lướt chân chính khuôn mặt, nhưng là từ ánh mắt cùng dáng người đi lên, nàng đều là cái loại này nhất đẳng nhất nữ thần. Hàng thật giá thật nữ thần. Đây là thần giới. Tu luyện sinh linh đều là thần linh, ngọc lả lướt càng là cấp bậc pháp thần tồn tại. Dương Mẫu Nhân mỗi lần nhìn đến nàng đi chân trần cùng rắn nước giống nhau dáng người đều sẽ mạc danh tim đập, đương nhiên hắn cũng chỉ là dám ở trong lòng suy nghĩ một chút mà thôi, tuy rằng rất muốn lưu một cái thần giới nữ thần,
nhưng Ngọc Lả Lướt là pháp thần tồn tại hắn không dám. Giờ phút này hai người gặp nhau không đủ một mét, cái này khoảng cách bốn mắt nhìn nhau, thực sự làm Dương Mỗ Nhân tim đập không khỏi nhanh hơn. Phục hồi tinh thần lại vội vàng nói, ân, tỉnh. Tỉnh, đúng rồi ngươi cảm giác thế nào? Ta chỉ là hóa giải một bộ phận nhỏ, hoàn toàn muốn hóa giải rất khả năng yêu cầu một ít thời gian mới được. Kỳ thật không cần ở quản sinh hải, ta đã có thể vận dụng một bộ phận thần hồn chi lực, kế tiếp ngươi chỉ cần giúp ta mở ra thần hạch hỗn độn chi khí liền cũng đủ, có thể vận dụng một bộ phận pháp lực cùng thần hồn, dư lại ta có thể chậm rãi hóa giải, hơn nữa một đoạn này thời gian ta nghiên cứu một phen, phát hiện mỗi ngày lấy chút ít thần hồn chi lực đi hóa giải thần hải hỗn độn chi khí, cư nhiên lời nói có rèn luyện thần hồn chi hiệu quả. Như thế với ta mà nói cũng coi như là một lần tu luyện, càng có thể là ý trời như thế. Đi vào vĩnh hằng cổ xưa thần giới, bất luận cái gì tu luyện thượng mài rũa có lẽ đều khả năng trở thành ta đột phá thiên đạo chi cảnh cơ duyên, lần này hỗn độn chi khí cũng tất nhiên là trong đó một vòng. Ngọc Lả Lướt nghiêm túc nói. Dương Nghị Vân nghe xong tuy rằng không quá lý giải, nhưng hắn tin tưởng cũng tôn trọng Ngọc Lả Lướt suy xét, nếu nàng nói như vậy, vậy có nàng đạo lý, rốt cuộc nhân ra là pháp thần cường giả. Ở tu luyện thượng hiểu được, so với hắn cường đại rồi không biết nhiều ít. Nói trở về. Nếu là kế tiếp gần mở ra nàng thần hạch thượng hỗn độn chi khí, có thể làm nàng sử dụng bộ phận pháp lực, với hắn mà nói cũng nhẹ nhàng, thần hồn tiêu hao tư vị thật sự không dễ chịu. Hảo, ta đây kế tiếp bắt đầu hóa giải ngươi thần hạch thượng hỗn độn chi khí. Dương Nghị Vân ngồi dậy sau nói. Ân, ngươi còn muốn hay không ở nghỉ ngơi, kỳ thật ta không nóng nảy. Ngọc Lả Lướt mở miệng nói. Dương Nghị Vân cười cười, chỉ là thần hồn tiêu hao, hiện tại khôi phục. Tinh thần no đủ, yên tâm đi, ta không có việc gì. Như thế liền hảo, Ngọc Lả Lướt khoanh chân làm tốt, ý bảo Dương Nghị Vân có thể bắt đầu. Mà giờ phút này Dương Mỗ Nhân có chút sắc mặt nóng lên nói, ta khả năng yêu cầu ở ngươi đan điền vị trí. Ân Ngọc Lả Lướt lúc này đây thanh âm rất nhỏ trả lời. Kia, ta đây bắt đầu rồi Dương Mỗ Nhân nuốt khẩu nước miếng nói, phía trước là đụng chạm Ngọc Lả Lướt đầu nhưng thật ra không cho là đúng. Nhưng lần này cần trực tiếp đụng chạm nhân ra đan điền, kia chính là ở bụng nhỏ vị trí. Cứ việc Ngọc Lả Lướt là pháp thần, nhưng nói đến cùng vẫn là cái nữ nhân, muốn làm như vậy, Dương Mỗ Nhân vẫn là thật là có chút nội tâm nhộn nhạo. Không có việc gì, người đến đây đi Ngọc Lả Lướt hít sâu một hơi, như là cổ đủ dũng khí nói ra những lời này, đối nàng mà nói lại làm sao không phải anh vợ dung chuyển, tu luyện vô số tuế nguyệt, có từng có khác phái như thế thân mật tiếp xúc quá nàng. Hô! Dương Mỗ Nhân hít sâu một hơi, làm chính mình đừng suy nghĩ bậy bạ. Nâng lên cánh tay trái điều động càn khôn hồ trong vòng hỗn nguyên một hơi, tức khắc quen thuộc dòng nước ấm chi khí từ càn khôn hồ giữa dòng động dựng lên. Hắn cùng Ngọc Lả Lướt mặt đối mặt mà ngồi, vươn tay đi, chậm rãi đặt ở Ngọc Lả Lướt đan điền chỗ. Mềm mại, có điểm ấm áp, thực thoải mái. Dương Mỗ Nhân nuốt một ngụm nước miếng. Lại là cảm nhận được Ngọc Lả Lướt run lên. Hắn vội vàng thu hồi tâm thần. Làm chính mình đừng lung tung loạn tưởng, không nên tưởng đừng loạn tưởng, bắt đầu tiến vào hóa giải. Cùng phía trước giống nhau, như cũ tiêu hao đại lượng thần hồn chi lực, Dương Nghị Vân tập mãi thành thói quen, chuyên tâm hóa giải, mặc kệ là thần hải vẫn là thần hạch đều không phải như vậy hảo hóa giải. Hỗn nguyên một hơi cho hắn hóa giải là tự chủ, mà hắn cấp Ngọc Lả Lướt hóa giải là bị động, hai người hoàn toàn không dung, hiệu quả cũng là kém thâm đại. Hắn hóa giải rất chậm. Cũng may như cũ có tác dụng, Ngọc Lả Lướt thần hạch thượng hỗn độn chi khí có cái khe, mở ra một cái chỗ hồng. Lần này Dương Nghị Vân như cũ thân thể đang run rẩy thời điểm, Ngọc Lả Lướt mở miệng nói, dừng lại đi, vậy là đủ rồi. Hảo! Dương Mỗ Nhân nói chuyện đều có chút run lên, hắn thần hồn tiêu hao kiên trì cũng tới rồi cực hạn, nghe được Ngọc Lả Lướt nói chuyện sau, cũng không khách khí ngừng lại, mà hắn đối Ngọc Lả Lướt thần hạch hỗn độn chi khí cũng hóa giải khai một góc. Lần này không ngất xỉu, vội vàng ngồi xuống khôi phục tu dưỡng. Một lần thâm trình tự thần hồn khôi phục, tương đương là một lần thâm trình tự nhập định. Trước sau hai lần khôi phục nhập định, chính là trăm năm thời gian. Nhưng ở Dương Nghị Vân cảm thụ chung, chính là ngắn ngủn một lát. Hắn cũng chưa cái gì thời gian khái niệm, vẫn là sau lại đằng xà nói hộ pháp trăm năm, hắn mới biết được thời gian trôi qua trăm năm. Lần thứ hai khôi phục tỉnh lại. Dương Nghị Vân nhìn đến Ngọc Lả Lướt như cũ ở vào tu luyện trạng thái. Bất quá giờ phút này hắn lại là có thể cảm nhận được Ngọc Lả Lướt trên người có pháp lực dao động, này thuyết minh nàng đã có thể vận dụng một bộ phận pháp lực, trong lòng tặng khẩu khí,
chỉ có Ngọc Lả Lướt có thể vận dụng pháp lực, bọn họ hai cái an toàn vấn đề liền có bảo đảm. Không dám quấy rầy Ngọc Lả Lướt, hắn lặng lẽ đứng dậy rời đi giường đá, đi tới bên ngoài. Chủ nhân, Đằng Xà trước tiên bơi lội lại đây, mang theo lấy lòng chỉ ý thăm hỏi. Vất vả Dương Mẫu Nhân ngày thường kỳ thật là thực dễ nói chuyện, điển hình người kính ta một thước, ta kính người một trượng chủ nhân. Đối bên người sinh linh, mặc kệ là yêu thú thần thú chưa bao giờ sẽ tự cao tự đại, cố ý làm khó dễ, bình đẳng đối đãi. Thuận miệng một câu vất vả lại làm Đằng Xà sửng sốt, không nghĩ tới Dương Mẫu Nhân cái này chủ nhân cư nhiên sẽ đối nó như vậy có lễ. Kỳ thật Đằng Xà đều chuẩn bị tốt, về sau ở Dương Mẫu Nhân trong tay quá khổ ha ha chuẩn bị, ai làm nó mạng nhỏ đều khống chế ở Dương Mẫu Nhân trong tay đâu. Không nghĩ tới cái này chủ nhân một chút tốt như vậy, đảo thật là làm Đằng Xà có chút không thích ứng, vội vàng phe phẩy đầu nói, không không không. Không không vất vả, chủ nhân vất vả. Nhìn Đằng Xà thụ sủng nhược kinh kinh sợ bộ dáng, Dương Nghị Vân tự nhiên minh bạch thứ này trong lòng tưởng cái gì, lại là không đậu nó, mở miệng nói, được rồi. Ngươi cũng không cần như thế, ta đâu kêu Dương Nghị Vân, về sau kêu ngươi. Vẫn là kêu ngươi Đằng Xà đi, thuận miệng. Tuy rằng cùng ngươi chi gian là bất đắc dĩ vì này tình huống, nhưng ngươi phải biết rằng, cái này bất đắc dĩ, là ngươi chọn lựa sự trước đây, không thể trách ta, cho ngươi thần thủy đích xác có khống chế ngươi sinh tử công hiệu, nhưng càng có rất nhiều làm ngươi huyết mạch tăng lên, trong đó chỗ tốt so sánh với chính ngươi rõ ràng, ta liền một câu, về sau hảo hảo đi theo ta bên người làm việc. Sẽ không làm khó dễ ngươi mảy may, ngươi ta chi gian có thể trở thành bằng hữu hoặc là sở đồng bọn, ta sẽ không đương ngươi là một cái sủng vật. Tiền đề là ngươi phải làm hảo chính ngươi, người kính ta một thước ta kính người một trượng, đây là ta đối với ngươi thái độ, mặt khác cứ việc yên tâm, sẽ không đối với ngươi thế nào, ta nói như vậy, ngươi có thể minh bạch sao? Dương Mẫu Nhân nói chuyện là phi thường lộ liễu, nhưng từ tục tiểu nói ở phía trước. Này một phen lời nói, nghe vào Đằng Xà trong tai. Lại là một viên treo tâm rơi xuống đất, nó sợ chính là bị chủ nhân trở thành sủng vật giống nhau động bất động ngược đãi, hiện tại có thể yên tâm. Cao hứng nói, chủ nhân Đằng Xà minh bạch, thỉnh chủ nhân yên tâm về sau nhất định hảo hảo đi theo ở chủ nhân bên người làm việc, quyết đối sẽ không có nhị tâm với chủ nhân. Minh bạch liền hảo Dương Nghị Vân cười cười, chúng ta ở bên trong đã bao lâu? Dương Nghị Vân thuận miệng vừa hỏi, ở vĩnh hằng thần giới thế giới này, hoàn cảnh không biến hóa. Hắn là thật sự không có thời gian quan niệm, càng không có đi tính toán thời gian. Trăm năm Đằng Xà trả lời. Lâu như vậy a Dương Nghị Vân nhiều ít có chút kinh ngạc, ở hắn cảm giác chung, cũng liền hai lần tu dưỡng mà thôi. Đúng vậy chủ nhân, ở chỗ này thời gian không đáng giá tiền nhất. Đằng Xà thuận miệng nói. Dương Nghị Vân gật gật đầu, tìm một cục đá ngồi xuống, chuẩn bị cùng Đằng Xà tâm sự, hiểu biết một chút thế giới này, cũng rốt cuộc có thời gian, có đối tượng hiểu biết. Đằng Xà phía trước chúng ta nhìn đến tường đá ghi lại, thế giới này đại ngày liệt dương là vĩnh hằng không rơi, nơi này quả thực là một phương vĩnh hằng thế giới, cụ thể là cái dạng gì, nói cho ta nghe một chút đi. Dương Nghị Vân mở miệng nói. Chủ nhân thật là như thế, vĩnh viễn là một hoàn cảnh, hơn nữa nơi này sinh linh đều bất lão bất diệt sinh linh, cơ hồ vĩnh hằng, nơi này xưng là vĩnh hằng thần giới cũng là không sai. Đằng Xà trả lời. Ý của ngươi là nơi này thế giới vẫn luôn đều như vậy. Trước nay không biến hóa quá, Dương Nghị Vân hỏi. Đằng Xà nói, đúng vậy chủ nhân, dù sao từ ta có ký ức bắt đầu, nơi này liền không biến hóa quá, là thuộc về khai thiên tích địa tới nay đều là như thế thế giới. Thế giới này có hay không nhân tộc? Dương Nghị Vân hỏi. Đằng Xà nói có, nhưng là tương đối tới nói rất ít, hơn nữa nhân tộc tựa hồ đều là từ nguyền rủa thần giới lại đây. Dương Nghị Vân sửng sốt, nguyền rủa thần giới, lời này nói như thế nào? Đằng Xà ngẫm lại nói, ta truyền thừa trong trí nhớ, ở chỗ này không xa Lưỡng Nghi Sơn, có hỗn độn cái chắn, nghe đồn hỗn độn cái chắn một khắc mặt, chính là nguyền rủa thần giới, cũng là thuộc về vĩnh hằng thần giới một bộ phận, chẳng qua nơi nào là bị chư thần phong ấn nguyền rủa nơi, nói là tà ác nhất sinh linh, bị cổ xưa chư thần nguyền rủa sinh linh ở nơi nào, hẳn là. Phải nói chính là các ngươi nhân tộc cùng một ít mặt khác sinh linh chủng tộc. Dù sao chúng ta truyền thừa trong trí nhớ, không thể vượt qua hỗn độn cái chắn. Nơi nào là điểm xấu nơi, thu được quá chư thần nguyền rủa, cho nên xưng là nguyền rủa thần giới. Dương Nghị Vân trong lòng có chút nhộn nhạo, quả nhiên hai cái địa phương, bọn họ nơi thần giới là bị cách ly lên thần giới, nguyền rủa thần giới, ha ha nhưng thật ra có ý tứ. Chân chính là cái gì cái tình huống, có lẽ chỉ có nhất cổ xưa thần tộc mới biết được,
Bất quá Dương Nghị Vân không cho rằng bọn họ tới thế giới là cái gì nguyền rủa thần giới, chẳng qua là một người tộc là chủ thế giới mà thôi. Nơi này nhân tộc khả năng bao gồm thiên tộc nói đến cùng vẫn là nhân tộc, chẳng qua là trời sinh thần tộc người mà thôi. Mà hiện tại bên này vĩnh hằng thần giới, nghe tới nhân tộc cũng không có nhiều ít, thậm chí chủ đạo sinh linh đều không phải là nhân tộc. Ngẫm lại sau Dương Nghị Vân hỏi, vĩnh hằng thần giới cái kia chủng tộc cầm đầu. Hoặc là đều có cái gì thần tộc tồn tại. Chủ nhân, vĩnh hằng thần giới cũng không có cái gì chủ đạo chủng tộc, nơi này vạn vật sinh linh đều là thần linh, không có ai cao ai thấp chi phân, chỉ có ai mạnh ai yếu chi phân, chủng tộc quá nhiều ta cũng không nói lên được, vĩnh hằng thần giới to lớn, kỳ thật có rất nhiều địa phương ta cũng không đi qua, ta cũng chỉ là ở trung ương thần vực này một tiểu khối địa vực hoạt động, thậm chí còn toàn bộ trung ương thần vực có bao nhiêu tập thể cũng không biết. Vĩnh hằng thần giới, đại tăng lên chia làm 6 đại thần vực, đông nam tây bắc trung năm đại thần vực. Cùng lưỡng nghi sơn hỗn độn cái chắn ở ngoài nguyền rủa nơi, tổng thể thượng là 6 đại khối thần vực, nhưng là này 6 đại khối thần vực cuồn cuộn vô cùng, ai cũng không biết có bao nhiêu đại. Từ ở chủng tộc, rất nhiều, ta cũng không nói lên được, ta biết đến, có thần thú vạn tộc, tinh quái vạn tộc, người khổng lồ chi tộc, xà nhân tộc, nhân ngư tộc, vạn chúng hải tộc từ, thực sự quá nhiều, ta cũng chỉ là nghe nói, cũng không có gặp qua. Đằng xa cũng chỉ là cấp Dương Nghị Vân giảng thuật một cái đại khái. Dương Nghị Vân hỏi lại, tu luyện hệ thống tình huống có biết? Đằng xà ngẫm lại sau nói, cụ thể ta không rõ ràng lắm, nhưng tu luyện hệ thống, đại thể chia làm 2 đại hệ thống, một loại là tu thân thể thành thánh chi lộ, một loại khác là tu nguyên thần thành thần chi lộ, 2 người tu luyện theo đuổi bất đồng, nhưng cuối cùng đều giống nhau, vạn pháp về một, cuối cùng đều theo đuổi chính là siêu thoát với tam giới ở ngoài, nhảy ra thiên đạo, thành thần thành thánh. Tu thân thể thành thánh chia làm thần chi thân thể, hồng hoang thân thể, khai thiên thân thể, siêu thoát thân thể, siêu thoát thân thể cũng kêu thành thánh thân thể, bực này tu thân thể thành thánh chi lộ, dị thường gian nan, nhưng lại nhập môn không yêu cầu, chỉ là rất khó, bất quá mỗi một tầng đều là cường đại vô cùng tồn tại, cuối cùng thành tựu thánh thể đó là siêu thoát, nhưng nguyên thần mỏng manh là đoạn bản. Đến nỗi nguyên thần tu luyện chi đạo, thân thể nhược, nhưng nguyên thần lại là bất tử bất diệt, đồng dạng là thần chi nguyên thần. Hồng hoang nguyên thần, khai thiên nguyên thần, siêu thoát nguyên thần 4 tầng, mỗi một lần nguyên thần thoát biến đều dị thường khủng bố, chân chính có thể làm được bất tử bất diệt, thân thể hủy diệt nguyên thần có thể lại lần nữa ngưng tụ thân thể, cường đại nguyên thần thần tộc, thậm chí có thể không cần thân thể, chỉ dựa vào nguyên thần ngao du thiên địa. Nơi này nguyên thần có thể so chủ nhân các người biết đến nguyên thần cường đại nhiều, phi thường đáng sợ, nguyên thần thần chi, quỷ dị khó lường, biến hóa muôn vàn, nguyên thần chính là hết thảy. Là giải chiến đấu chẳng sợ nguyên thần bị đánh tan, chỉ cần có một tia nguyên thần lưu lại, liền có thể trùng tu ngưng tụ ra tới, mà không chịu mặt khác ảnh hưởng. Tu thân thể chi đạo giả, đồng dạng có lấy máu trọng sinh bí pháp thủ đoạn, các loại cường giả, đều không thể khinh thường, ta tu chính là thân thể, nhưng nguyên thần tương đối bạc nhược, lần này chủ nhân ban cho thần thủy làm ta huyết mạch lần thứ 2 tiến hóa một tầng, tương lai nhưng tiến hóa trở thành 7 màu nuốt thiên mãng, có hy vọng tiến vào khai thiên thân thể. Hiện tại ta xem như bước vào hồng hoang thân thể giai đoạn. Dương Nghị Vân nghe xong nhưng thật ra mở rộng tầm mắt, cư nhiên tu thân thể cùng nguyên thần có thể cường đại đến bực này nông nỗi. Nguyên thần thần chi, thân thể thành thánh. 2 đại tu luyện hệ thống. Liền không có 2 người hợp tu sao? Dương Nghị Vân hỏi ra mấu chốt. Đằng xà nói có, nhưng rất ít, bởi vì phi thường gian nan, 2 người hợp tu khó khăn so với thành thánh cùng nguyên thần siêu thoát càng khó. Mấu chốt là rất nhiều sinh linh chủng tộc tự thân điều kiện hạn chế, không cho phép 2 người hợp nhất tu luyện. Ngược lại là ta truyền thừa trong trí nhớ, bị phong ấn tại nguyền rủa nơi sinh linh, cũng chính là các ngươi nhân tộc có thể 2 người hợp tu, bất quá cũng đúng là như thế, nhân tộc bị vĩnh hằng thần giới chư thần trở thành không giống dị loại, phong ấn tại hỗn độn cái chắn bên trong, cho rằng là nghịch thiên mà đi, đại đạo dưới, thiên địa 2 phân, âm dương cân bằng, tu thân thể vậy tu thân thể, theo đuổi nguyên thần siêu thoát. Vậy nguyên thần siêu thoát, không thể 2 người toàn chiếm, đây là nghịch thiên nói. Ách Dương Nghị Vân nghe xong có chút vô ngữ, hắn hiện tại ngược lại là có chút minh bạch, nhân tộc bị vĩnh hằng thần giới chư thần tộc chạy tới nguyền rủa thần giới hỗn độn cái chắn ngăn cách, có lẽ đúng là bởi vì nhân tộc cố tình 2 người đều có thể tu, có thể đồng thời tu, quá mức nghịch thiên, là thiên phú thượng bị mặt khác đàn tộc ghen ghét nguyên nhân. Đương nhiên mặt khác, có lẽ là nhân tộc chính mình đi hỗn độn cái chắn nơi. Với vĩnh hằng thần giới chư thần tộc tách ra, bởi vì nhân tộc vì vạn vật linh trưởng, không nghĩ bị chư thần tộc nhớ thương,
trái lại cho chính mình tìm một cái thích hợp tu luyện hoàn cảnh, đem vĩnh hằng thần giới cấp ngăn cách. Đích xác Dương Nghị Vân cùng Ngọc Lả lướt đi vào nơi này lúc sau, phát hiện vĩnh hằng thần giới thiên địa trung chất chứa năng lượng phi thường bá đạo, ngay từ đầu là không thích hợp nhân tộc tu luyện. Dương Nghị Vân không lại đi rối rắm vấn đề này, tu luyện chi đạo vạn vật đàn tộc các có pháp môn, đều có từng người thích hợp tu luyện hệ thống, nhân tộc có nhân tộc tu luyện công pháp, yêu tộc có yêu tộc tu luyện bí pháp, các không giống nhau, đến cuối cùng sở cầu đều giống nhau. Bọn họ nơi thần giới, nhân tộc cuối cùng cầu đồng dạng là thiên đạo hợp đạo chi cảnh, cuối cùng vẫn là siêu thoát, cùng vĩnh hằng thần giới tu thân thể thành thánh, nguyên thần siêu thoát giống nhau. Dương Nghị Vân hiện tại chỉ quan tâm một vấn đề, thế giới này có thể hay không trợ giúp chính mình tăng lên tu vi thực lực. Thế giới này có hay không cái gì thiên tài địa bảo có thể tăng lên tu vi thực lực? Dương Mỗ Nhân hỏi ra một cái cảm giác thực ngu xuẩn nhưng cũng rất là ở vấn đề. Ách, chủ nhân A, người vấn đề này. Hảo đi, có đằng xà rất muốn nói một câu, người vấn đề này thực não tàn, chỉ là lời nói đến bên miệng vội vàng dừng lại xe, nếu không ngay sau đó thảm sẽ là nó. Bất quá này thật là cái thực ngu xuẩn vấn đề. Nơi này là vĩnh hằng thần giới, sao có thể sẽ không có thiên tài địa bảo? Có thể nói cụ thể điểm sao? Dương Nghị Vân hỏi lại. Lần này đằng xà hoàn toàn vô ngữ. Thiên nột. Vĩnh hằng thần giới vô hạn cuồn cuộn thẳng to lớn, thiên tài địa bảo vô số, ta như thế nào cho ngươi nói cụ thể điểm? Dương Nghị Vân nếu không phải hắn chủ nhân, đằng xà liền chuẩn bị khai mắng. Bất quá còn hảo, đằng xà phản ứng còn tính mau, vội vàng nói, chủ nhân liền ở Vu Vương Thành kỳ thật liền có một loại có thể rèn luyện thân thể trí bảo. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động nói, cái gì trí bảo, nói nhìn xem. Đằng xà ngẫm lại nói, nơi này 800 dặm, chính là Vu Vương Thành trước kia thần dược viên, tuy rằng Vu Vương Thành đã thành lịch sử, nhưng Vu Vương Thành thần dược viên lại là như cũ có một bộ phận bảo lưu lại xuống dưới, chẳng qua có Vu tộc đại trận bảo hộ, còn có cái nghe đồn là nói, Vu Vương Thành thần dược viên nội có mà nhân tộc bảo hộ, rất khó đi vào, bất quá nếu là có thể đi vào nói, bên trong có một loại thần vật trí bảo. Gọi là mà người nhướng, chính là bảo hộ Vu Vương Thành thần dược viên mà nhân tộc lấy địa tâm chi thủy cùng thần dược viên độc đáo thần quả sản xuất. Mà thành, nhưng trong ngoài phục rèn luyện, càng là chữa thương thần dược, phi thường khó được, chỉ tiếc tiến đều không hảo tiến, Vu tộc cổ trận dự uy hãy còn ở, đã từng cũng từng có rất nhiều thần tộc ý đổ xông vào tìm tòi đến tột cùng, đáng tiếc nội có mà nhân tộc bảo hộ, như cũ ở giữ gìn Vu trận, không có thành công quá. Người chưa tiến vào quá, Dương Nghị Vân hỏi. Đằng xà có chút lúng túng nói, đi qua, nhưng chỉ là ở bên ngoài, Vu trận trong vòng lấy ta thân thể cường độ căn bản vào không được, thực đáng sợ. Nói lên thân thể cường độ, Dương Nghị Vân cũng không biết cũng ở thế giới này tính cái gì cấp bậc, bất quá hắn biết đằng xà là cái gì hồng hoang thân thể cường độ. Ta cái này thân thể cường độ cùng ngươi so sánh với như thế nào? Dương Nghị Vân vẫn là ra mặt dày hỏi ra tới. Chủ nhân ngươi thân thể cường độ, chỉ có thể xem như thần chi trung giai đỉnh. Thượng giai đều không đến. Ở điểm này đằng xà biểu hiện thực thành thật. Dương Mỗ Nhân trừ trừ khóe miệng, hắn vô lực phun tào. Dựa theo phía trước đằng xà cách nói, thân thể tu luyện hệ thống chung, từ thần chi thân thể chỉ là thấp nhất, chẳng qua là có thượng trung hạ tam giai chi phân mà thôi. Hắn cảm giác chính mình thân thể cường độ ở thần giới, ở cùng cảnh giới tu sĩ chung xem như thực không tồi, thậm chí có thể nói cường đại. Không nghĩ tới ở đằng xà nơi này như cũ là thấp nhất thần chi thân thể, chẳng qua là thần chi trung giai đỉnh. Thượng giai đều không đến. Thật đúng là có điểm thấp A. Ta thử xem ngươi thân thể cường độ như thế nào. Dương Nghị Vân trong mắt vừa chuyển đối đằng xà nói thật hắn đối thân thể cường độ khái niệm cũng không cường, tin tưởng pháp lực tu vi mới là vương đạo. Cứ việc hắn cũng rèn luyện thân thể, khá vậy liền cảm giác như vậy hồi sự. Cái gì thần chi thân thể, hồng hoang thân thể? Không có gì khái niệm. Lúc này nếu trước mắt có cái được xưng là hồng hoang thân thể đằng xà ở, hắn còn liền muốn thử xem rốt cuộc có cái gì không giống bình thường. Dương Nghị Vân những lời này ra tới, làm đằng xà cả người đều là run lên, lắp bắp nói, chủ nhân ngài đừng nói giỡn, ta nhát gan. Ai cùng ngươi nói giỡn, ta là nghiêm túc, ngươi yên tâm ta bất động mặt khác lực lượng, chỉ là đơn thuần thử xem ngươi thân thể cường độ. Dương Nghị Vân biết thứ này đang lo lắng cái gì. Cho hắn giải thích một câu. Đằng xà thấy Dương Nghị Vân nói như thế, trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra, nó sợ chính là Dương Nghị Vân dẫn động nó trong cơ thể kia cổ lực lượng, chỉ cần không phải muốn mệnh, mặt khác đều hảo thuyết,
làm cái này chủ nhân công kích nó thân thể, điểm này tự tin hắn là tuyệt đối có. Cười hắc hắc nói, vậy không thành vấn đề, chủ nhân cứ việc tới, dùng ngươi toàn lực công kích. Ha ha, người thằng nhãi này khẩu khí không nhỏ, hành, ngươi nhưng chuẩn bị tốt, ta sẽ dùng pháp lực công kích ngươi. Dương Nghị Vân nheo lại đôi mắt nói. Hắc hắc, chủ nhân quản lý tới, ta cũng muốn thử xem ta mới vừa tiến hóa đến hạ giai hồng hoang thân thể cường độ đến tột cùng như thế nào. Đằng xa nói chuyện chung tràn ngập tin tưởng. Tới. Ầm vang. Dương Nghị Vân nói chuyện liền đối đằng xà đánh ra một vòng. Một tiếng nổ vang vang lên. Chủ nhân ngươi nói đều liền đánh a đằng xà oán giận vang lên. Bất quá nhìn qua nó không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Dương Nghị Vân trong lòng kinh ngạc, vừa rồi hắn tuy rằng là tùy ý một kích, nhưng lại là dùng tới pháp lực chín thành chi lực, cư nhiên không có làm đằng xà đã chịu chút nào thương tổn. Lại đến. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động. Lần này chính là vận chuyển 10 đại đạo loại chi lực, trong lòng nhắc mãi, đạo chủng hợp nhất, đi. Giờ khắc này hắn toàn thân pháp lực kích động, nhưng lại là thi triển ra mạnh nhất pháp lực một kích. Mà cùng thời gian, đằng xà rốt cuộc thu hồi coi khinh chi tâm, toàn thân thất thải quang mang đại tác phẩm, từng mảnh lân giáp sáng lên màu quang, ẩn ẩn có khắc văn lưu chuyển mà động. Hồng hoang thân thể, khai đằng xà bạo giống một tiếng. Ầm vang. Nháy mắt Dương Nghị Vân công kích tới rồi đằng thân rắn thượng, một tiếng nổ vang lúc sau, hai người trung gian sinh ra thật lớn năng lượng dao động, bốn phía cỏ cây cất cánh, bụi đất phi dương. Phát sinh chuyện gì? Lại là nghe được động tĩnh Ngọc Lả lướt đi ra, nàng phất tay chi gian xua tan bụi đất. Giữa sân Dương Nghị Vân cùng đằng xà đều còn tại chỗ. Ách, không có việc gì, không có việc gì, ta cùng đằng xà luận bàn một chút, ngượng ngùng quấy rầy ngươi. Dương Nghị Vân vội vàng mở miệng. Nói chuyện chung Dương Nghị Vân nhìn về phía đằng xà, lại thấy thứ này thân hình ra có chút phát run ở ngoài, cả người một chút thương tổn đều không có lưu lại, một mảnh lân giáp cũng chưa rơi xuống. Giờ khắc này Dương Nghị Vân trong lòng khiếp sợ, chính hắn rõ ràng trong thân thể hắn 10 đại đạo loại hợp nhất uy lực có bao nhiêu cường đại, cư nhiên không có thể thương đến đằng xà mảy may, trong lòng nghĩ thoạt nhìn muốn đả thương đến đằng xà cũng chỉ có thể vận dụng càn khôn thần điện chi lực mới được. Ta không có việc gì, Ngọc Lả lướt trả lời một tiếng. Thả lỏng xuống dưới, nàng ngoài ý muốn lại có cái gì sinh linh đột kích. Quấy rầy là lướt pháp thần, tội đáng chết vạn lần. Đằng xà thứ này thái độ thực hảo, đi theo Dương Nghị Vân bên người mấy ngày này cũng biết Ngọc Lả lướt là cái pháp thần cường giả, cứ việc nó không rõ ràng lắm cấp bậc pháp thần là cái gì, khá vậy cảm thụ được đến Ngọc Lả lướt cường đại, điểm này ở phía trước chém giết thời điểm liền đã lĩnh giáo rồi, cho nên đối Ngọc Lả lướt đằng xà là thực kiêng kỵ, đương nhiên hiện tại là kính sợ. Không sao ta tu luyện cũng hoàn thành, Ngọc Lả lướt mở miệng. Dương Nghị Vân giờ phút này lại là đối đằng xà thân thể thật sự có một cái hoàn toàn mới nhận thức. Ngươi trong cơ thể tình huống như thế nào? Dương Nghị Vân ánh mắt đưa đằng thân rắn thượng thu hồi tới, quay đầu hỏi Ngọc Lả lướt. Đã có thể vận dụng một bộ phận pháp lực cùng thần hồn, trước mắt có thể phát huy ra tới thực lực khả năng cùng đằng xà tương đương, kế tiếp hỗn độn xương mù yêu cầu chậm rãi hóa giải, yêu cầu một ít thời gian. Ngọc Lả lướt giải thích nói. Dương Nghị Vân nghe xong nói, nếu không ta tiếp tục giúp ngươi hóa giải đi. Ngọc Lả lướt lắc đầu nói, không cần, kỳ thật chậm rãi hóa giải hỗn độn chi khí, cũng là đối ta tu luyện một lần lễ rửa tội, đối tu vi tâm cảnh đều có trợ giúp. Kia hành, ngươi yêu cầu ta thời điểm cứ việc mở miệng. Dương Nghị Vân thuận miệng nói ra những lời này, nhưng nói xong hắn liền cảm giác có chút không thích hợp, lời này có chút quá cái kia gì, tức khắc xấu hổ. Ngược lại là Ngọc Lả lướt hào phóng nói, hảo. Nàng lời nói thiếu, thậm chí có thể nói rất ít mở miệng nói chuyện, trong lúc nhất thời giữa sân có chút yên tĩnh. Sau một lúc lâu vẫn là Ngọc Lả lướt mở miệng nói, các ngươi vừa rồi là ở. Dương Nghị Vân vội vàng nói, chúng ta ở thảo luận thế giới này tu luyện hệ thống, ta thử thử đằng xà thân thể cường độ, thằng nhãi này quả nhiên không giống bình thường. Kế tiếp Dương Nghị Vân giảng thuật từ đằng xà trong miệng biết quan hệ thế giới này hai đại tu luyện hệ thống vấn đề, hắn biết Ngọc Lả lướt tu vi cảnh giới cao, có lẽ có thể có bất đồng giải thích, nói ra đại gia cùng nhau tham thảo cũng là chuyện tốt. Quả nhiên Ngọc Lả lướt nghe xong lúc sau nói, tồn tại đó là nói, có lẽ chúng ta có thể tại đây hai cái phương hướng nhiều nghiên cứu một phen, đằng xà thân thể cường độ đích xác cường đại, đúng rồi đằng xà ngươi không vận chuyển một chút ngươi rèn luyện công pháp chúng ta nhìn xem. Kỳ thật ta không có gì tu luyện công pháp, đều là truyền thừa trong trí nhớ, phun ra nuốt vào thiên địa chi lực tới rèn luyện thân thể cường độ, mặt khác ta cũng có yêu đan nguyên thần,
chẳng qua tầm bổ yêu đan nguyên thần lực lượng đều là đến từ chính thân thể, cũng không có cố tình đi tu luyện quá nguyên thần chi đạo, nói đến cùng là lực lượng cầm đầu, thiên phú phương diện ta có thể nuốt vân giá sương mù, hô mưa gọi gió, đồng dạng là dựa vào thân thể sinh ra lực lượng tới thi triển. Ở điểm này đằng xa nhưng thật ra không giấu giếm, vừa nói vừa phun ra nuốt vào thiên địa chi lực, cố tình làm phun ra nuốt vào phương pháp hiện ra ở Dương Nghị Vân cùng Ngọc Lả Lướt trong mắt. Hai người cẩn thận quan sát một phen, còn đây là phát hiện một ít độc đáo chỗ. Ở Dương Nghị Vân trong mắt đằng xà rèn luyện này đây toàn thân khiếu huyệt là chủ, hấp thu thiên địa chi lực, cuối cùng tản đến kinh mạch cùng toàn thân cốt cách, sở sinh ra lực lượng đều hội tụ ở toàn thân khiếu huyệt, mà yêu đan nguyên thần lại là dung hợp ở bên nhau, tương đương với một cái chỉnh thể thật lớn khiếu huyệt, thân thể sinh ra lực lượng cùng pháp lực khác nhau rất lớn, nội loại thuộc tính hợp nhất, thành công nào đó hồng hoang chi lực, so với pháp lực thô, nhưng lại càng thêm cuồng bạo bá đạo. Bởi vậy lực lượng rất cường đại. Vận chuyển là lúc, toàn thân khiếu huyệt mở rộng ra, toàn thân lưu chuyển, vô cùng đều đều, bởi vậy cũng liền tương đối thân thể cường đại nhiều. Chờ quan sát xong sau, Dương Nghị Vân lòng có sở ngộ, tuy rằng đằng xà thân thể tu luyện phương pháp cũng thích hợp hắn, nhưng lại đối hắn mở ra một cái thân thể tu luyện ý nghĩ, trước kia là rèn luyện huyết cốt là chủ, hiện tại hắn cảm thấy trọng điểm điểm có thể trước đặt ở khiếu huyệt thượng, làm khiếu huyệt thành công thân thể chứa đựng lực lượng nơi. Như thế so với thân thể lực lượng chứa đựng cường đại rồi mấy chục thượng gấp trăm lần. Hơn nữa mỗi một cái khiếu huyệt chi gian cuối cùng hình thành nhất thể, lẫn nhau liên tiếp, đến lúc đó vận chuyển lên chính là chỉnh thể, này chờ rèn luyện thân thể chi lực, có thể càng thêm bá đạo, không cần nhập thể, như thế nói, sẽ hình thành hai bộ vận chuyển phương pháp, thân thể cùng pháp lực hai loại, cuối cùng nếu là có thể hợp nhất, sở bùng nổ uy lực tất nhiên lớn hơn một thêm một, khó có thể tưởng tượng. Tương đồng này đó lúc sau, Dương Nghị Vân cười nói, có lẽ có thể thử xem. Đích xác có thể thử xem, bất quá bực này tu luyện thân thể biện pháp, yêu cầu chính mình sờ soạn, hơn nữa ngay từ đầu yêu cầu sáng lập căn cơ khiếu huyệt, tất nhiên yêu cầu cường đại ngoại giới lực lượng chống đỡ, nếu không rất khó thành công, rốt cuộc yêu cùng người thân thể bất đồng. Ngọc Lả Lướt gật đầu tán thành. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động nói, ngoại lực chi vật, có lẽ chúng ta có thể đi đằng xà theo như lời Vu Vương thành thần dược viên đi thử thời vận. Dương Nghị Vân là mục trung quy vẫn là tăng lên thực lực, mặc kệ là đi tìm thiên tài địa bảo, vẫn là tham khảo thế giới này tu sinh chi đạo, với hắn mà nói đều là tăng lên thực lực một loại. Chỉ cần có hy vọng hắn đều muốn đi thử xem. Ngọc Lả Lướt tự nhiên cũng đồng ý, nàng tới nơi này đồng dạng là muốn tìm một cái có thể đột phá cơ hội, nhìn xem có hay không cơ hội bước vào thiên đạo chi cảnh. Mà đằng xa liền càng không cần phải nói, không có lên tiếng quyền, chỉ có dẫn đường phân. Trước mắt tới nói, ba người tạo thành tiểu đội, trên thực lực kỳ thật cũng không tính kém. Đằng xà huyết mạch tiến hóa lúc sau có được cường đại yêu thân chi khu, tuy rằng cảnh giới đạo hạnh ở thần vương đỉnh, nhưng bộc phát ra tới thực lực đủ để sánh vai sơ cấp thần đế. Ngọc Lả Lướt tuy rằng thần hải cùng thần hạch thượng hỗn độn chi khí, cũng không có hoàn toàn thanh trừ, nhưng cũng đã có thể vận dụng bộ phận pháp lực cùng thần hồn chi lực, nàng chính mình nói thực lực có thể cùng đằng xà tương đương. Dương Nghị Vân nghĩ đến hẳn là muốn so đằng xà cường đại một ít. Mà theo Ngọc Lả Lướt trong cơ thể hỗn độn chi khí không ngừng thanh trừ hóa giải, thực lực của nàng tất nhiên sẽ chậm rãi dần dần khôi phục đến đỉnh chi cảnh. Đến nỗi chính hắn, hiện tại cũng bước vào trung vị thần vương cảnh giới, tự thân thực lực cũng thượng một cái đại bậc thang, nếu là vận dụng càn khôn hồ hoặc là nói càn khôn hồ nội hỗn nguyên một hơi, thực lực liền tính là so ra kém đằng xà cùng Ngọc Lả Lướt nghĩ đến cũng không kém bao nhiêu. Ba người tổ hợp, đảo cũng không tồi. Một phen thương nghị sau, Dương Nghị Vân cùng Ngọc Lả Lướt đều muốn đi Vu Vương thành thần dược viên đi xem. Dù sao có đằng xà dẫn đường, có quen thuộc địa đầu xà, hiện tại cũng có tự bảo vệ mình chi lực, đi vào nơi này cuối cùng vì không phải tăng lên thực lực sao. Đến nỗi tìm kiếm thời không pháp thần sự, Dương Nghị Vân hiện tại cũng không bắt buộc, hết thảy thuận theo tự nhiên xem duyên phận. Hắn biết rõ, tự thân thực lực không được. Liền tính là tìm được một vị cường giả, nhân gia cũng chưa chắc nhìn chúng hắn, càng miễn bàn đi theo hắn hoặc là nói giúp hắn. Thần giới mấy đại cảnh giới, hắn kém xa. Quân vương đế chủ, tứ đại trung gian cảnh giới, cũng là trợ lực cảnh giới, trước mắt hắn mới ở thần vương giai đoạn, yêu cầu phi thường nỗ lực mới được. Tiếp được ở đằng xà dẫn dắt hạ, Dương Nghị Vân cùng Ngọc Lả Lướt nhích người, đi trước Vu Vương thành thần dược viên. Một ngày lúc sau bọn họ ba cái tới rồi một sơn cốc khẩu. Đằng xa nhìn sơn cốc nói, chủ nhân nơi này chính là Vu Vương thành thần dược viên nhập khẩu,
từ nơi này bắt đầu tiến vào 30 dặm, đó là trận pháp nơi ở, bất quá trận quá mức quỷ dị, căn bản vào không được. Đi, vào xem lại nói. Đối với phá trận, nhân tộc thần nhân còn đều là có tin tưởng. Một đường đi đến, sơn cốc hai sườn đều là trăm trượng cao núi lớn, độ rộng ở 200-300 mễ bộ dáng, thoạt nhìn đảo cũng không lớn. Tiến vào sơn cốc sau, mơ hồ ở hai sườn có thể nhìn đến một ít điêu khắc, đều là người khổng lồ chi tượng đá, cao ước 90 dư mễ, một tôn tôn đối xứng đứng thẳng, cầm trong tay các loại pháp khí. Bất quá này đó tượng đá thoạt nhìn đều đã tàn phá bất kham, như là bị nào đó mạnh mẽ công kích quá giống nhau, có vẻ có chút thê thảm. Chỉnh thể sinh bởi vì này đó tượng đá nguyên nhân, Dương Nghị Vân ngược lại cảm thụ cái này thâm cốc có chút âm trầm quỷ dị. Càng là hướng bên trong mà đi, sơn cốc liền càng là to rộng, ẩn ẩn có nhàn nhạt sương mù tồn tại, bất quá không ảnh hưởng tầm mắt, vẫn là có thể nhìn đến vài trăm thước xa. 30 dặm thực mau đến. Trong tầm mắt thấy được nồng đậm sương trắng, bao phủ toàn bộ sơn cốc, tụ mà không tiêu tan. Chủ nhân nơi này chính là đại trận, ta kỳ thật xông qua rất nhiều lần, nhưng cũng chưa đi vào, gần nhất là sương mù bên trong tiến vào sau, luôn là tại chỗ đảo quanh, căn bản vào không được, thậm chí còn không bị vây ở bên trong, không dễ dàng ra tới, mỗi một lần ta đi vào đều bị vây thượng trăm năm mới có thể ra tới, căn bản là nhìn trộm không đến chân chính có giá trị đồ vật. Đằng xà có chút ngượng ngùng nói. Bất quá đảo cũng là, đường đường đằng xà bị một cái trận pháp vây khốn bao quanh đảo quanh, một vây chính là trăm năm thời gian mới có thể ra tới, đến nỗi trận pháp trong vòng là tình huống như thế nào, căn bản liền làm không rõ bất luận cái gì trạng huống. Người không hiểu trận pháp biết, bị nhốt ở bên trong có thể ra tới liền không tồi. Dương Nghị Vân cười cười nói. Hắn biết đằng xà hoàn toàn là dựa vào bản năng cậy mạnh đi sấm trận pháp, có thể đi vào mới là lạ, không thiệt thòi lớn liền tính may mắn. Là lướt tỷ tỷ ngươi thấy thế nào? Dương Nghị Vân quay đầu lại hỏi Ngọc Là Lướt, nếu là trận pháp, thân là nhân tộc cường giả, chẳng sợ không phải chuyên nghiệp trận pháp sư, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể hiểu một ít trận pháp chi đạo. Sương mù che đậy nhìn không ra là cái gì thuộc tính trận pháp, muốn vào đi mới biết được. Ngọc Là Lướt nói. Vậy vào xem lại nói. Dương Nghị Vân tâm thái là tương đối nhẹ nhàng, đối với sắp muốn tiếp xúc trận pháp cũng không phải quá lo lắng. Ở hắn nghĩ đến. Đây là cái gì vu tộc người khổng lồ một mạch trận pháp, nói đến cùng không phải chân chính nhân tộc, Dương Mỗ Nhân trong lòng tưởng chính là, nhân tộc mới là vạn linh chi trường, như trận pháp, luyện đan luyện khí từ từ đều là nhân tộc nghiên cứu mà ra, chủng tộc khác cũng không am hiểu. Cho nên hắn ngược lại đối trước mắt trận pháp cũng không phải quá để ý. Chẳng qua, làm hắn không nghĩ tới chính là, kế tiếp tiến vào trận pháp lúc sau, mới chân chính đã biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thiếu chút nữa ở vu tộc người khổng lồ cái này trận pháp chung ăn lỗ nặng. Theo sau ba người tiến vào trong sương mù. Chúng ta đừng rời khỏi quá xa, một phương có việc, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngọc Là Lướt nói. Hảo. Dương Nghị Vân cùng đằng xà theo tiếng. Đi vào đi lúc sau, ngay từ đầu tầm nhìn vẫn là không tồi, trong tầm mắt có thể nhìn đến mấy chục mét ở ngoài. Nhưng là đi rồi mấy chục mét lúc sau, bất chi bất giác chung đột nhiên liền sương mù tràn ngập. Tầm nhìn liền không đủ 3 mét. Cẩn thận, sương mù nổi lên biến hóa, có ảo trận khởi động, thần thức cũng không dùng được Ngọc Là Lướt nhắc nhở. Dương Nghị Vân cùng đằng xà tự nhiên cũng cảm nhận được. Giờ phút này ba người ngừng lại, hiện tại muốn phân rõ phương hướng. Dương Nghị Vân cùng Ngọc Là Lướt đứng ở tại chỗ cẩn thận cảm thụ, lại đây vài phút sau, vẫn là Ngọc Là Lướt trước mở miệng nói, đi đông nam thử xem. Dứt lời nàng đi đầu mà đi. Dương Nghị Vân cùng đằng xà vội vàng theo đi lên. Kỳ thật Dương Nghị Vân cũng cảm giác ra phía đông nam hướng, bởi vì cảm giác vùng trung đông phương nam vị sương mù bạc nhược một ít. Nhưng lại cho tới bây giờ không có nhìn ra là cái gì trận pháp thuộc tính. Thế gian bất luận cái gì sự vật đều có thuộc tính chi phân, trận pháp cũng không ngoại lệ. Đầu tiên có thể nhìn ra trận pháp thuộc tính, mới có thể có dấu vết để lại tìm được trận pháp trung tâm, đến lúc đó phá trận hoặc là tìm kiếm sinh môn liền hảo làm. Đi theo Ngọc Là Lướt phía sau hướng về phía đông nam hướng mà đi, đi đi dừng dừng, lại là ở bất chi bất giác chung đi qua vài cái canh giờ, Ngọc Là Lướt trước sau không dừng lại, mà bốn phía sương mù như cũ. Một lát sau, Ngọc Là Lướt dừng lại lẩm bẩm, kỳ quái, rõ ràng cảm thụ đông nam bạc nhược nơi, hẳn là một cái sinh môn, như thế nào chính là đi không ra đi đâu. Đích xác có cổ quái, lẽ ra chúng ta đi vài cái canh giờ, phương hướng vẫn luôn không sai. Hẳn là đã có thể thấy được một ít manh mối,
như thế nào cảm giác vẫn là tại chỗ đạp bộ. Dương Nghị Vân tiếp thượng lời nói cũng lâm vào tự hỏi. Chủ nhân, kỳ thật ta rất nhiều lần tiến vào cũng là loại tình huống này, luôn là tại chỗ đạp bộ. Đằng xa nói chuyện một câu. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động nói, người năm đó là như thế nào ra tới. Dương Nghị Vân nghĩ tới đằng xà phía trước lời nói, nhớ rõ thứ này nói qua, bị nhốt trăm năm, nhưng chung quy vẫn là có thể ra tới, này nói cách khác, nơi này sương mù tất nhiên là có dấu vết để lại. Ta đi không ra lúc sau liền không đi rồi, dứt khoát đãi tại chỗ ngủ ngon, chờ trăm năm thời gian lúc sau, sương mù đột nhiên sẽ loãng lên, chờ cho đến lúc này ta liền ra tới. Đằng xà trả lời, làm Dương Nghị Vân vô ngữ, bất quá lại rõ ràng, chính mình phỏng đoán hẳn là không sai. Là lướt tỉ tỉ dựa theo đằng xà nói, nơi này sương mù tất nhiên sẽ có quy luật có thể tìm ra, có lẽ chúng ta có thể cẩn thận quan sát một chút, lại hoặc là có thể thử xem phá chi. Dương Nghị Vân nói ra chính mình quan điểm. Ngọc là lướt gật đầu nói ân, ta vừa rồi cũng phát hiện một ít bất đồng, nơi này sương mù nhìn như hỗn loạn, kỳ thật thật là dự tính nhưng theo, mỗi cách nửa giờ sương mù bơi lội sẽ là thuận hành phiêu động, nửa giờ chờ lúc sau, tắc sẽ đi ngược chiều 10 tức thời gian. Cuối cùng lại lần nữa thuận hành, hiện tại xem ra ở sương mù đi ngược chiều 10 tức thời gian thượng. Ân, đợi chút đi ngược chiều thời gian, ta mạnh mẽ phá chi thử xem. Dương Nghị Vân nói. Hảo, các ngươi hai cái nghe ta chỉ huy. Ngọc là lướt lần này nói chuyện tràn ngập tin tưởng. Ở Dương Nghị Vân nghĩ đến nàng tất nhiên cũng là cái hiểu trận pháp đại gia. Như thế, ba người đứng ở tại chỗ, Ngọc là lướt còn lại là nhắm hai mắt lại cẩn thận cảm thụ sương mù. Một lát sau, Ngọc Lả Lướt bỗng nhiên mở thuận mắt nói, sương mù bắt đầu nghịch chuyển, vân tử công kích phương bắc 10 mét chỗ. Đằng xa, phương nam 3 mét chỗ. Hảo! Hảo! Dương Nghị Vân cùng đằng xa từng người ra tay, đối với Ngọc Lả Lướt giảng thuật phương hướng chống giống chụp đánh. Đồng thời Ngọc Lả Lướt cũng ngón tay một phen, một đạo pháp lực đánh vào phía trước trong sương mù. Ầm ầm ầm, tam thành nặng nề trước sau vang lên. Ngay sau đó sương mù quay cuồng, cuồn cuộn lui tán. Dương Nghị Vân trong tầm mắt thấy được một tôn tượng đá, nhưng lại không phải như vào sơn cốc thời điểm cái loại này người khổng lồ tượng đá, ngược lại là gần sẽ có nửa thước cao tượng đá, cái đầu nhìn cùng lùn. Hắn trong đầu một chút nghĩ tới, mà nhân tộc ba chữ, nhớ rõ đằng xà nói qua mà nhân tộc là thần dược viên người thủ hộ, đương nhiên dựa theo đằng xà nói, này chỉ là cái nghe đồn, đến tột cùng có phải hay không thật, có hay không mà nhân tộc tồn tại. Không có lại định. Hiện tại thoạt nhìn, lại là có chút dấu hiệu, nghe đồn chưa chắc là giả. Đi, qua đi nhìn xem Ngọc Lả Lướt mở miệng. Ba người phá trận hiệu quả, bốn phía sương mù lui tán trăm mét, lại là ở phương đông phương vị xuất hiện như vậy một tôn thấp bé tượng đá. Lả Lướt pháp thần quả nhiên lợi hại a, đằng xà chụp một kích mông ngựa. Thứ này lang bạt quá thật nhiều thứ thần dược viên sương mù trận pháp, nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp được sương mù có thể phá vỡ. Hơn nữa thấy được một tôn người lùn tượng đá. Ba người qua đi vừa thấy, này một tôn người lùn tượng đá quả nhiên có vấn đề, tản ra nhàn nhạt năng lượng dao động. Chủ nhân này hẳn là chính là mà nhân tộc, xem ra đồn đãi là thật sự, thần dược cốc có mà nhân tộc bảo hộ, bất quá khả năng gần là bực này tượng đá, chưa chắc sẽ có chân chính mà nhân tộc. Đằng xa nhìn tượng đá nói chuyện. Cái gọi là mà nhân tộc tượng đá, ở Dương Nghị Vân xem ra là có chút xấu xí. Cánh tay chân đều ngắn ngủn, thả thô tráng, thoạt nhìn tựa hồ rất có sức bật. Này tôn tượng đá đầu chung có năng lượng dao động, có lẽ sương mù cùng này có quan hệ. Ngọc Lả Lướt mở miệng. Ta đánh vỡ tượng đá nhìn xem, Dương Nghị Vân nói. Ngọc Lả Lướt gật đầu, ân, cẩn thận một chút. Đằng xà vội vàng mở miệng nói, chủ nhân vẫn là ta đến đây đi, ta da dày thịt béo. Cũng đúng, Dương Nghị Vân cười cười, đối đằng xà biểu hiện thực vừa lòng. Oanh! Đằng xà thứ này dứt khoát lưu loát một kích cái đuôi quất đánh qua đi, trực tiếp đem này tôn tượng đá chiều thành dập nát. Đây là thần thạch sao? Dương Nghị Vân ở đằng xà đánh nát tượng đá lúc sau, thấy được một viên như là thần thạch cục đá xuất hiện. Ngọc Lả Lướt lắc đầu nói, không phải thần thạch, đây là huyễn linh thạch, đồng dạng có thần lực tồn tại, nhưng lại có hứng thú huyễn tác dụng, ảnh hưởng người tâm thần cảm quan, như vậy một viên huyễn linh thạch rất ít yêu cầu 100 thượng phẩm thần thạch. Hơn nữa ở thần giới còn dù ra giá cũng không có người bán. Đa số thời điểm dùng để chế tác không gian loại hình cao giai thần khí, ở luyện khí đại sư trong tay, cuối cùng luyện làm ra tới thần khí sẽ có hư ảo chuyển thật chi công hiệu, không thể tưởng được ở chỗ này lại làm đánh vào một tôn tượng đá dùng để bố trí mê ảo trận,
thật sự có chút bạo khiển thiên vật. Này cũng thuyết minh, nơi này vu tộc cổ trận không giống bình thường, chúng ta kế tiếp đều phải càng tiểu tâm mới là, trước mắt nơi này gần là xuất hiện một tôn mà nhân tộc tượng đá, là có thể mê hoặc chúng ta, nếu là lại nhiều mấy tôn tượng đá, còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Dương Nghị Vân cùng Đằng Xà tràn đầy cảm xúc, đều là gật đầu, tỏ vẻ biết. Kia hiện tại làm sao bây giờ, chúng ta gần phá khai rồi 100 mét bình phương không gian, bốn phía nhìn lại như cũ là sương mù vần quanh, phương hướng cảm đều không có. Dương Nghị Vân nhìn nhìn bốn phía hoàn cảnh nói. Ngọc Lả Lướt cầm trong tay huyễn linh thạch nói, kia đảo cũng không sao, có cái này viên huyễn linh thạch chúng ta hẳn là có thể đi vào đại trận, tiến vào chân chính thần dược viên. Thứ này có thể phá trận. Dương Nghị Vân nghi hoặc nói. Ngọc Lả Lướt gật đầu nói, huyễn linh thạch có thể hấp thu sương mù. Dương Nghị Vân sửng sốt, phản ứng lại đây, như thế cái ý kiến hay. Không có sương mù, phá trận vào trận liền dễ làm nhiều. Cùng ta tới Ngọc Lả Lướt nói chuyện chung về phía trước đi. Nàng vừa đi một bên giơ lên trong tay huyễn linh thạch, đối với đánh ra một đạo pháp lực, trong miệng lẩm bẩm, tức khắc huyễn linh thạch quang mang đại tác, phát ra màu trắng chi quan. Giờ phút này Ngọc Lả Lướt đã muốn chạy tới sương mù bên cạnh, phương hướng như cũ là đông nam, lại là ở Ngọc Lả Lướt bước vào sương mù đồng thời huyễn linh thạch quang mang sở chiếu chỗ, sương mù tự động tản ra. Phạm vi 10 mét, sương mù quay cuồng hai sườn. Như thế một đường mà đi, lại là hoàn cảnh đã xảy ra biến hóa. Về phía trước hành tẩu ước chừng cây số. Đằng Xà kinh hô, xem, đệ nhị tôn tượng đá xuất hiện. Dương Nghị Vân cùng Ngọc Lả Lướt vừa thấy. Quả nhiên đệ nhị tôn mà nhân tộc tượng đá xuất hiện ở 10 mét ở ngoài. Nhưng bọn hắn ba cái đi đến này tôn tượng đá trước người thời điểm, lại là sở hữu sương mù đều biến mất. Sương mù tiêu tán, có phải hay không chúng ta đã xuyên qua trận? Một câu đều không có nói xong, cuối cùng một cái pháp tự không ra tới, Dương Nghị Vân lại là ngạnh sinh sinh dừng lại. Bởi vì hắn trong tầm mắt thấy được trong tầm mắt xuất hiện rậm rạp mà nhân tộc tượng đá. Sợ là thành công ngàn thượng vạn tôn. Tất cả đều là nửa thước độ cao. Ngọc Lả Lướt lại là sắc mặt ngưng trọng nói, đây mới là chân chính trận pháp. A, à, cái gì trận pháp, đều là tượng đá nhìn cũng không có gì bất đồng chỗ, thực loạn a. Dương Nghị Vân có chút nghi hoặc, trong mắt hắn này đó tượng đá tuy nhiều, nhưng lại thoạt nhìn lộn xộn, cũng không có cái gì quy luật, không giống như là trận pháp. Có chút top 5 top 3 dựa gần cùng nhau, có chút một tôn khoảng cách một tôn thậm chí mấy chục mét xa. Có chút hoành nằm trên mặt đất, nhìn qua chính là một cái loạn. Cũng không như là có trận pháp dấu vết. Ngọc Lả Lướt lại là nói, đây là trăm trận chi trận, biến hóa muôn vàn, người từ nhỏ cục diện đi xem là có thể nhìn ra tới, thoạt nhìn chúng ta coi thường vĩnh hằng thế giới sinh linh, như thế trận pháp bao hàm toàn diện, thần giới có khả năng nhìn đến trận pháp, ở chỗ này đều có thể nhìn ra một ít dấu vết, nơi này trận pháp càng thêm cổ xưa. Ngọc Lả Lướt nói, Dương Nghị Vân kinh ngạc vô cùng. Quả nhiên hắn cẩn thận đi xem, thật đúng là nhìn ra một ít bất đồng, lưỡng nghi, tam tài, tứ tượng, ngũ hành bát quái, cửu cung 10 ngày làm, tử vi, bắc đầu, 28 tinh tú, 36 địa sát, 72 thiên cương, 81 quy nguyên vân vân lớn nhỏ trận pháp cư nhiên đều có thể nhìn ra tới. Hắn hít hà một hơi. Tê bầy trận người hoặc là trận pháp thiên tài, hoặc là chính là trận pháp cuồng nhân, đây là đem sở học đại trận toàn bộ tất cả đều bố trí ở nơi này a. Chủ nhân này đó trận pháp uy lực rất mạnh sao? Đằng Xà nhìn không được hỏi. Ngọc Lả Lướt lại là mở miệng nói, uy lực đảo không phải rất mạnh, nhưng lại quá nhiều, hơn nữa hoàn hoàn tương cấu, căn bản vô pháp phá trận, phá một trận mà động toàn trận, trăm trận chồng lên chính là đại uy lực. Chẳng lẽ chỉ có thể mạnh mẽ phá trận không thành? Dương Nghị Vân nói. Ngọc Lả Lướt gật gật đầu nói, biện pháp tốt nhất, cũng là duy nhất biện pháp, chỉ có thể mạnh mẽ phá trận, chính cái gọi là nhất lực phá vạn pháp. Đảo cũng không cần quá nhiều lo lắng, nơi này trận pháp tuy nhiều, nhưng thời gian quá mức xa xăm, có chút trận pháp kỳ thật đã mất đi tác dụng, có thể vận chuyển trận pháp dựa vào là tụ linh chi trận ở vận chuyển, mà một đám tiểu trận bản thân đi lên nói, chống đỡ năng lượng cũng đã tiêu hao còn thừa không có mấy. Chính như phía trước chúng ta phá vỡ một tôn tượng đá chung xuất hiện huyễn linh thạch, kỳ thật bên trong năng lượng cũng liền dư lại không đến một thành, cho nên chúng ta vẫn là có cơ hội, tiếp được chúng ta ba người cộng đồng đẩy mạnh. Thẳng tắp đi trước, mạnh mẽ phá trận, hẳn là có thể. Nghe được Ngọc Lả Lướt nói như thế, Dương Nghị Vân trong lòng đảo cũng kiên định, hắn biết giống Ngọc Lả Lướt bực này cường giả, tự do tầm mắt ánh mắt, nàng nếu nói như vậy, vậy có nàng đạo lý.
nếu như thế chúng ta liền phá nó. Dương Mỗ Nhân khí phách nói. Hảo, các ngươi ở ta tả hữu, nhớ kỹ chờ một lát một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem hết toàn lực, chứ có do dự, mặc kệ nghe được nhìn đến cái gì, dốc hết sức phá chi. Ngọc Lả Lướt nghiêm túc dặn dò. Hảo, hảo, Dương Nghị Vân cùng Đằng Xà trả lời. Ong, Ngọc Lả Lướt trong tay xuất hiện ở ngân bạch rễ cây coi như pháp khí. Dương Nghị Vân đồ long giảng nơi tay dự trữ chờ phân phó. Đằng Xà toàn thân bảy màu tràn ngập, cũng làm hảo chuẩn bị. Hướng, Ngọc Lả Lướt ra lệnh một tiếng, một bước bước ra, trong tay rễ cây pháp khí ngân quang đại tác phẩm, bỗng nhiên vung lên mà ra. Oanh, một đạo lưu nước thô tráng pháp lực hình thành, nơi đi qua, một tôn tôn thấp bé tượng đá sôi nổi bạo liệt, nhưng lại là có từng đạo mắt thường có thể thấy được thần quang phát ra mà ra. Cùng thời gian Dương Nghị Vân trong tay đồ long kiếm cũng là toàn lực chém ra, kiếm khí trường đao trăm trượng, nơi đi qua đại địa chấn động, kiếm khí có thể đạt được tượng đá hóa thành cho tàn. Đằng Xà công kích càng là đơn giản thô bạo, cái đuôi huy động mà đi, hóa thành vài trăm thước chi trường, như là một cái thật lớn roi dài giống nhau, trực tiếp đẩy mạnh. Ba người dưới chân nhanh chóng di động, nháy mắt liền về phía trước đẩy mạnh vài trăm thước. Như thế công kích không ngừng tuần hoàn mà đi, đảo cũng thuận lợi. Không bao lâu liền đề cử hơn 1.000 mét, một cái dài đến cây số độ rộng ở 30 mét có thừa con đường bị ba người ngạnh sinh sinh rửa sạch ra tới. Về phía trước nhìn lại, tựa hồ mơ hồ có thể nhìn đến cuối, còn dư lại một nửa bộ dáng, tầm mắt cuối thần quang thoáng hiện. Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ chiếu như vậy đi xuống, ở có vài phần chung, bọn họ ba cái liền có thể xông qua đi này đó tượng đá trận pháp, nhìn như trận pháp nhiều dọa người, kỳ thật cũng không có gì ghê gớm. Ầm ầm ầm. Công kích chút nào liền không có dừng lại. Vẫn luôn ở liên tục. Kế tiếp mắt thấy còn có mấy trăm mễ muốn đi ra tượng đá trận pháp thời điểm, lại là dị biến nổi lên. Hô hô. Trống rỗng trung cuồng phong gào thét. Ngay sau đó sấm sét ầm ầm dựng lên. Ầm vang, răng rắc, toàn bộ thiên địa đều vì này tối sầm lại. Không mau, nhanh hơn tốc độ đi ra ngoài Ngọc Lả Lướt sắc mặt biến đổi thanh âm thúc mục. Nhưng mà thiên địa tối sầm lại, lại là nháy mắt thay đổi hoàn cảnh. Ngay sau đó ba người trong mắt tượng đá biến mất không thấy, thiên địa biến sắc. Toàn bộ thiên địa mây đen che đậy, tối tăm vô cùng, nhìn không thấy đại ngày liệt dương, thay thế chính là tối tăm vô cùng mây đen che trời, phía chân trời phía trên lôi đình đại tác phẩm. Đều có thể thấy từng điều du long lôi điện lập lòe ở mây đen bên trong, nhìn qua tùy thời đều có khả năng đánh rớt xuống dưới. Nháy mắt công phu, toàn bộ thế giới đều thay đổi. Ba người dưới chân đại địa, nháy mắt đều thành cháy đen sắc, như là bị lửa lớn đốt cháy quá giống nhau. Liếc mắt một cái nhìn lại vô biên vô hạn. Dương Nghị Vân lớn lên miệng, theo bản năng dừng xuống dưới, Đằng Xà hiển nhiên cũng không có kinh nghiệm, đi theo ngừng hạ. Chỉ có Ngọc Lả Lướt lại là nhân vật chút nào không ngừng, vèo một chút nhằm phía vào tới trước đi ra ngoài, nhưng lại nhìn đến Dương Nghị Vân cùng Đằng Xà dừng lại, vội vàng khẩn trương nói, đừng dừng lại, đây là hư thật chi gian ảo trận, dừng lại liền vây khốn. A Dương Nghị Vân cùng Đằng Xà đều là sửng sốt, vội vàng tiếp tục chạy tới. Nhưng lúc này nháy mắt, lại là nhìn đến Ngọc Lả Lướt trực tiếp biến mất ở bọn họ trước mắt, giống như là tiến vào một thế giới khác giống nhau. Nhưng lại như cũ có thể nghe được Ngọc Lả Lướt công kích thanh, bất quá lại là một ít dư âm. Hắn cùng Đằng Xà vội vàng đuổi theo đi, tới rồi Ngọc Lả Lướt biến mất địa phương. Nhưng lại rốt cuộc nhìn không tới Ngọc Lả Lướt, mà bọn họ hai cái cũng không có từ Ngọc Lả Lướt biến mất địa phương xuyên qua đi. Cái này Dương Nghị Vân sắc mặt đại biến, hắn nghĩ đến Ngọc Lả Lướt ngay từ đầu công đạo, mặc kệ nghe được cái gì, nhìn đến cái gì công kích cùng nện bước đều đừng có ngừng, vẫn luôn về phía trước hướng. Giờ phút này hắn xem như minh bạch, nhưng lại chậm. Thực hiển nhiên hắn cùng Đằng Xà tiến vào vừa rồi Ngọc Lả Lướt lời nói hư thật ảo cảnh chung. Mà Ngọc Lả Lướt từ lúc bắt đầu liền thủ vững bản tâm không chịu ảnh hưởng, nàng còn lại là trực tiếp chạy ra khỏi ảo cảnh. Nhưng hắn cùng Đằng Xà lại không bảo vệ cho bản tâm, trực tiếp bị nhốt ở hư thật giao nhau ảo cảnh thế giới. Hiện tại nghĩ ra đi sợ là khó, trọng điểm là làm không hảo bên kia Ngọc Lả Lướt sẽ bởi vì bọn họ hai cái cũng đã chịu liên lụy. Dương Nghị Vân trong lòng thầm hận chính mình, chung quy vẫn là đạo tâm không kiên. Hắn cùng Đằng Xà một cái kính về phía trước chạy, không dừng lại, cũng không có đình chỉ trong tay công kích, cứ việc lúc này tất cả đều đánh vào trên đất trống, nhưng bốn phía hoàn cảnh trước sau không có biến hóa. Vô biên vô hạn cháy đen sắc đại địa thượng, một viên cục đá đều không có,
vọng không đến giới hạn, giống như là một mảnh màu đen biển rộng giống nhau, mà đỉnh đầu phía chân trời lôi điện dày đặc nhìn qua phi thường đáng sợ. Toàn bộ thời gian tối tăm vô cùng. Chạy như điên một canh giờ, Dương Nghị Vân cười khổ một tiếng nói, đằng xa dừng lại đi, chúng ta hai cái bị nhốt ở cái này hư thật giao nhau ảo cảnh thế giới, lại chạy xuống đi liền tính là mệt chết, phỏng chừng cũng ra không được. Chủ nhân là lướt pháp thần như thế nào liền đi ra ngoài đâu? Đằng xa buồn bực nói. Là lướt trung quy là pháp thần, chẳng sợ nàng hiện giờ thực lực bị hạn chế, nhưng đạo tâm như cũ, chúng ta hai cái nói đến cùng vẫn là đạo hạnh kém một chút, cho nên mới bị nhốt ở này một phương thiên địa, thật đúng là coi thường vĩnh hằng thế giới trận pháp đại gia a. Dương Mỗ Nhân lúc này hối hận không nghe Ngọc Lả Lướt nói, nhưng hết thảy đều chậm. Chủ nhân, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Đằng xa hỏi. Có thể làm sao bây giờ, nghĩ cách phá này một phương hư thật giao nhau thế giới, chúng ta mới có thể đi ra ngoài, ta hiện tại không lo lắng bị nhốt vấn đề, ngược lại lo lắng có thể hay không có cái gì lực lượng công kích chúng ta. Dương Nghị Vân nói. Hắn vừa mới nói xong, phía chân trời phía trên lại là lôi đình đại tác phẩm, cư nhiên hiểu rõ lấy trăm kế lôi đình từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đối với hắn cùng đằng xà bổ tới. Ta đi, đây là muốn mệnh a. Dương Nghị Vân toàn thân đều căng chặt lên. Mấy trăm nói thùng nước thô như du xà lôi điện, nhìn đều làm người ra đầu tê dại. Ầm ầm ầm. Trong lúc nhất thời thật sự là có loại vạn lôi oanh đỉnh cảm giác. Dương Nghị Vân cùng đằng xà bị vùi lấp ở lôi đỉnh dưới. Trốn là vô pháp tránh né, cũng căn bản trốn không thoát, không chỗ có thể trốn, đầy trời toàn lôi đỉnh. Dương Nghị Vân có thể làm chỉ có mở ra toàn lực phòng ngự ngăn cản. Bất quá, không nhiều lắm tác dụng, đầy trời lôi đỉnh dưới. Hắn sở hữu phòng ngự đều trắng bệch vô cùng. Trong lúc nhất thời toàn thân tê mỏi ngã xuống trên mặt đất. Dương Mỗ Nhân cho rằng lần này hắn sẽ là vạn kiếp bất phục kết cục. Nhưng lại là phát hiện ý thức còn ở, cũng chưa chết qua đi, hoặc là nói ngất xỉu đi. Chủ nhân. Một bên đằng xà trực tiếp ghé vào trên mặt đất, phát ra thanh âm. Không chết đi, Dương Nghị Vân theo bản năng hỏi đằng xà. Chủ nhân giống như không chết, chỉ là toàn thân chết lặng. Đằng xa trả lời. Dương Nghị Vân vừa nghe cũng phản ánh lại đây, đích xác vừa rồi như vậy đại lôi đình chi uy, cư nhiên không chết, hiện tại chỉ là thân thể chết lặng không động đậy. Cũng không nổi danh. Như thế làm hắn có chút kỳ quái. Đảo mắt hắn liền có chút minh bạch, Ngọc Lả Lướt nói qua, đây là hư thật giao nhau hoàn cảnh. Bực này hoàn cảnh hạ, càng là thật sự vậy thật sự trở thành sự thật. Phản chi khả năng sẽ chỉ là một hồi hư ảo. Nhưng là như thế chân thật hư thật thế giới, ai có thể hoàn toàn trở thành không? Dù sao hắn cảm giác là làm không được. Trừ phi không huyết nhục tình cảm mới được. Cười khổ đối đằng xà nói, hư hư thật thật, hư chi thật chi, thật chi hư chi, này hết thảy là ảo cảnh, ngươi chỉ cần trong lòng quả thực không để trong lòng, trở thành hết thảy đều là huyễn, như vậy công kích chính là hư ảo, nếu là trở thành thật, như vậy công kích đó là thật. Đằng xà cái hiểu cái không gật gật đầu nói. Nguyên lai là có chuyện như vậy a, chủ nhân dựa theo ngươi nói như vậy, chúng ta chỉ cần tâm vô tạp niệm liền có thể trực tiếp từ cái này hư thật giao nhau thế giới đi ra ngoài đi. Dương Nghị Vân nói, lý luận thượng là như thế, nhưng nào có đơn giản như vậy, thân là huyết nhục chi thân nào có không tạp niệm. Hảo đi, Dương Mỗ Nhân một câu đều không có nói hoàn chỉnh, ngay sau đó liền há to miệng trừng lớn mắt. Bởi vì hắn nhìn đến, đằng xa nhắm lại hai mắt trên người lập lòe thần quang. Lại là tại hạ một khắc một chút biến mất không thấy. Ta đi. Nửa ngày lúc sau Dương Mỗ Nhân tuôn ra thô khẩu. Hắn quả thực không thể tin hai mắt của mình. Đằng xa thứ này thật đúng là liền trơ mắt biến mất ở hắn trước mắt. Đây là. Dương Nghị Vân trong lòng sáng tỏ, đằng xa là trực tiếp nhìn thấu ảo cảnh trực tiếp đi ra ngoài. Hắn nội tâm đã chịu thật lớn đả kích. Trăm triệu không nghĩ tới, đằng xa thứ này liền nhẹ nhàng như vậy một chút đi ra ngoài. Cái này làm cho hắn cái này chủ nhân sao mà chịu nổi. Mặt mũi thường không nhìn được a. Cũng may hiện tại liền hắn một người, cũng không có ai có thể nhìn đến hắn sắc mặt khó coi. Nhưng cũng nguyên nhân chính là vì dư lại hắn một người, Dương Mỗ Nhân nội tâm bất an lên. Quỷ biết kế tiếp còn sẽ xuất hiện cái gì. Phía chân trời tự thượng lôi đình như cũ tồn tại, tùy thời đều có khả năng giáng xuống đệ nhị sóng. Hiện tại Dương Mỗ Nhân sốt ruột. Hắn như thế nào thoát khỏi thế giới này? Ngọc Lả Lướt không đã chịu hư thật hoàn cảnh ảnh hưởng, Dương Nghị Vân biết là bởi vì nàng bản thân tâm cảnh tu vi cường đại,
đằng xa thứ này lập tức là có thể đi ra ngoài, điểm này làm Dương Mẫu Nhân không nghĩ ra. Ngẫm lại hẳn là đằng thân rắn vì yêu tộc, nói đến cùng vẫn là tâm tư đơn thuần, không có tạp niệm nguyên nhân chiếm cứ ưu thế, kết quả một chút liền thoát khỏi hư thật ảo cảnh. Như vậy kế tiếp hắn nên làm sao đây? Lão tử cũng không tin, các ngươi đều có thể, ta liền không thể. Dương Nghị Vân đứng ở tại chỗ, hung tợn tự nói, nhắm mắt lại bắt đầu nếm thử vứt bỏ tạp niệm nhìn xem có thể hay không thoát khỏi cái này ảo cảnh thế giới. Đáng tiếc hắn nếm thử một hồi lâu, một chút tác dụng đều không có. Cuối cùng vẫn là từ bỏ, bởi vì chính hắn rõ ràng chính mình chuyện này, hắn trong lòng tạp niệm cùng chấp niệm thậm chí là vướng bận quá nhiều, căn bản là vô pháp làm được tâm như nước lặng như vậy bình tĩnh. Tưởng dựa vào tâm vô tạp niệm đi thoát khỏi ảo cảnh đó là căn bản là không có khả năng. Vẫn là tìm mặt khác chiêu số đi. Nếu không hắn căn bản là ra không được. Hắn bản thân chính là một cái trọng tình cảm người, mà người chi tình cảm, vừa lúc chính là lớn nhất tạp niệm, cho nên này hắn biết không thể thực hiện được. Hiện tại đằng xà cùng ngọc là lướt đều không ở bên người, hết thảy đều phải dựa chính hắn. Nghĩ tới nghĩ lui. Dương Nghị Vân biết chỉ có mạnh mẽ bổ ra này hư thật giao nhau thế giới một cái lộ có thể đi, nếu không hắn khẳng định ra không được, ảo cảnh người khác cũng giúp không được, chỉ có thể dựa vào chính mình. Như thế nào đi phá? Dương Nghị Vân còn không biết. Ầm vang! Liền vào giờ phút này phía chân trời phía trên lôi đình tại đây cuồng bạo lên. Người đại gia đây là muốn hướng đã chết chỉnh ta a. Dương Nghị Vân ngẩng đầu xem thời tiết đến mắng. Nhìn dáng vẻ phía chân trời phía trên lôi đình là có quy luật thời gian. Cái này Dương Nghị Vân không kịp suy nghĩ, như thế nào phá này một phương thiên địa đi ra ngoài, mà là suy xét tiếp được như thế nào ứng phó tiếp được lôi đình, tuy rằng là hư thật giao nhau lôi đình lập tức đánh rớt xuống dưới tuy rằng không muốn sống, nhưng nhiều tới vài lần, cũng muốn xong đời. Ầm ầm ầm, răng rắc, hảo đi, lại một lần rớt xuống mà đến, mãn thế giới bao trùm, căn bản vô pháp tránh né. Dương Nghị Vân không chạy, đứng ở tại chỗ, chờ đợi lôi đình rớt xuống. Hắn biết căn bản không có biện pháp nhiều tránh né, đây là hư thật gặp nhau ảo cảnh đại trận, tính kế chính là tâm thần cảm xúc từ từ, phi thường lợi hại đại trận, hắn phía trước còn trong lòng nghĩ tới thế giới này trận pháp hẳn là giống nhau, hiện tại xem ra là hắn coi thường thiên hạ anh hùng. Bực này trận pháp làm không hảo có thể muốn mệnh. Hư hư thật thật hư hư, nghĩ tới nghĩ lui. Dương Nghị Vân lúc này mới làm sai không cần phòng ngự, hắn ở đánh cuộc đại trận hư thật. Oanh! Khoảnh khắc lôi đình vạn quân đánh rớt trong người. Hắn nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy cả người muốn hóa thành cho tẫn. Khó có thể ngôn ngữ đau đớn trong người. Nhưng mà cũng chính là như vậy trong nháy mắt, loại cảm giác này biến mất không thấy. Bỗng nhiên mở hai mắt lôi đình biến mất vô tung vô ảnh, phía chân trời phía trên mây đen như cũ che trời. Nhưng lại nhìn không thấy bất luận cái gì lôi đình tồn tại. Hô hô! Rốt cuộc đánh cuộc chính xác. Hư thật gặp nhau, người càng là đương hồi sự, vậy càng là thật, trở thành thật đó là thật, trở thành huyễn bên kia là huyễn. Trên người lông tóc vô thương. Chỉ có vừa rồi đau nhập linh hồn cảm giác, ký ức hãy còn mới mẻ. Cũng may huyễn chính là huyễn, hết thảy biến mất. Bất quá kế tiếp làm hắn không nghĩ tới chính là hết thảy hư thật chi vật mới vừa bắt đầu. Phía chân trời phía trên lôi đình tuy rằng không thấy, chính là toàn bộ thiên địa lại là càng thêm tối tăm. Bất chi bất giác hắn vừa thấy nơi xa, cư nhiên không biết thích hợp sương mù bay, hơn nữa là cái loại này tối tăm sương mù. Không lý do hắn trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng, có không hảo dự cảm xuất hiện. Thân là tu hành hạng người, dự cảm thường thường vô cùng chuẩn xác. Quả nhiên trong tầm mắt, đường chân trời đột nhiên vang lên nặng nề tiếng động. Thịch 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 thịch. Một tiếng tiếp theo một tiếng vô quy tắc vang lên, như là thân xuyên trọng giáp người bước chân thanh. Ngay sau đó tối tăm đường chân trời thượng, Dương Nghị Vân thấy được một đám hắc ảnh. Cái đầu không cao. Một cái hai cái. Bốn phương tám hướng đều là. Chờ gần một ít sau hắn ở đi xem, lại là hít hà một hơi. Cư nhiên là một đám người lùn. Trong đầu một chút liền nghĩ tới là mà nhân tộc. Nửa thước không đến cái đầu, là tộc nhân. Nhưng cũng không tính là nhân tộc. Lại đi xem, lại là một tôn tôn mà nhân tộc tượng đá. Hảo gia hỏa, hàng ngàn hàng vạn tượng đá sống lại đây. Nháy mắt hắn đã bị vây quanh. Trọng điểm là đích xác là mà nhân tộc tượng đá, đi lại lên hành động phi thường cứng đờ, đi bước một mà đến, thùng thùng rung động, trách không được nghe tới như là thân xuyên trọng giáp người,
như thế tượng đá tuy rằng cái đầu thấp bé, nhưng đích xác có chút phân lượng. Hai mắt lại là đỏ đậm chi sắc. Một tôn tôn tượng đá như là tán loạn đội ngũ. Liền kém trong tay có vũ khí, còn hảo không có vũ khí. Bất quá liền tính là như thế Dương Nghị Vân cũng xem ra đầu tê dại. Cho rằng này đó mà nhân tộc tượng đá người, một đám hai mắt thành xích hồng sắc, hơn nữa Dương Nghị Vân nhìn ra được tới, tuyệt đối là chân thật, không phải ảo giác hình thành. Mỗi một tôn tới gần thời điểm phát hiện, cư nhiên mỗi một tôn trên người có hồng quang thoáng hiện, cùng loại phía trước ngọc là lướt phía trước trong tay huyễn linh thạch, đây chính là tăng lớn ảo cảnh ảnh hưởng, phi thường đáng sợ. Hắn một người bị vây quanh, nói trong lòng không hoảng hốt đó là giả. Nhưng lúc này cũng đã không hề biện pháp. Chỉ có thể căng ra đầu ứng đối. Trong lòng vừa động hắc ám chiến giáp xuất hiện, trong tay đổ long kiếm nơi tay. Mỗi một khắc Dương Nghị Vân động, hắn không có ngồi chờ chết, chủ động ra tay, đến là muốn nhìn, toàn bộ đêm này đó mà nhân tộc tượng đá đánh vỡ, bọn họ còn có thể như thế nào mắt. Oanh! Nhất kiếm mà xuống, đối với một tôn tượng đá đánh xuống, ầm vang một tiếng, lại là không nghĩ tới này một tôn tượng đá cư nhiên giơ lên nắm tay loại kém. Hỏa tinh văng khắp nơi. Dương Nghị Vân trong lòng kinh hãi, hắn này nhất kiếm tuy rằng không có động đạo chủng chi lực, nhưng cũng là toàn lực nhất kiếm, cư nhiên bị tượng đá một quyền chặn. Liền tại đây một khắc, cảm giác sau lưng một trận kình phong đột kích. Dương Nghị Vân vội vàng giơ kiếm ngăn cản, chớp động tránh né. Nhưng chân trái chấn động, thiếu chút nữa không một đầu ngã quỵ. Không nghĩ tới này đó thoạt nhìn hành động cứng đờ chậm chạp tượng đá, ở phát động công kích thời điểm. Tốc độ cư nhiên cũng có thể tưởng U Linh giống nhau nhanh chóng. Hắn trên đùi chấn động nóng bỏng đau đớn. Cúi đầu vừa thấy lại là ở bốc khói, như là bị bỏng giống nhau. Lại vừa thấy này đó tượng đá, toàn thân có hồng quang, thật đúng là như là ngọn lửa giống nhau. Có quỷ gì a? Nghiệt xúc, ta cũng không tin làm bất tử các ngươi. Dương Mẫu Nhân cũng bất cứ giá nào, trong lòng vừa động vận chuyển đạo trùng, trong cơ thể 10 đạo nói thụ bùng nổ, giơ kiếm quét ngang mà ra. Oanh! Vận dụng nói thụ nhất kiếm chi uy, kiếm khí tung hoành, dung chuyển trăm trượng kiếm khí. Nổ vang chúng kiếm khí nơi đi qua, tượng đá sôi nổi vỡ vụn. Dương Nghị Vân trong lòng vui vẻ, quả nhiên vẫn là lực lượng lớn có hiệu quả. Bất quá hắn không có phát hiện chính là, một tôn tôn tượng đá hóa thành dập nát lúc sau, có từng đạo nhàn nhạt màu đỏ sương mù phiêu tán mà ra dung nhập tới rồi bốn phía thiên địa chung. Này đó sương mù đó là huyễn linh thạch trực tiếp rách nát biến thành. Đến lúc đó sẽ tăng thêm ảnh hưởng tâm thần, tăng thêm trí huyễn tác dụng. Đáng tiếc Dương Nghị Vân lúc này không biết, ngược lại tại đây nhất kiếm lúc sau, xuống tay càng thêm hung mãnh lên. Ầm ầm ầm, nhất kiếm kiếm mà ra, Dương Nghị Vân đối tượng đá triển khai nghiêng về một phía tàn sát, cứ việc này đó tượng đá hàng ngàn hàng vạn, nhưng lại ở Dương Nghị Vân kiếm khí dưới, sôi nổi hóa thành đá vụn. Nửa canh giờ lúc sau, Dương Nghị Vân bên người đá vụn thành đôi. Nhưng lại ở cũng không có một tôn tượng đá đứng thẳng. Tất cả đều bị hắn dập nát sạch sẽ. Hô! Phun ra một ngụm chọc khí, rốt cuộc rửa sạch rớt. Nội tâm vừa mới thả lỏng lại thời điểm, lại là dị biến nổi lên. Giữa sân quát lên một đạo gió to. Bên người đá vụn cho bụi đầy trời dựng lên, thình lình Dương Nghị Vân bị cho bụi cấp sặc tới rồi. Khụ khụ khụ, phi phi phi. Hắn nước miếng mà ra. Lúc này gió to như cũ. Trong giây lát hắn cảm giác đầu óc đều một trận choáng váng. Tầm mắt bản thân liền có chút mơ hồ, lúc này giữa sân gió to dựng lên, càng thêm mơ hồ không rõ. Ong ong, một tiếng run minh thanh nhớ tới. Dương Nghị Vân bỗng nhiên xoay người trở tay chính là nhất kiếm phách qua đi. Hắn nghe được ra tới, đây là kiếm khí run minh. Không thể tưởng được giờ phút này còn có người dùng kiếm đánh lén hắn. Kiếm cùng kiếm mạnh mẽ va chạm. Hắn nhất kiếm chém qua đi, lại là phát hiện có người ảnh ở sương mù chung. Mười mấy mét ở ngoài bóng người, tuy rằng ở sương mù chung có chút mơ hồ, nhưng Dương Nghị Vân vẫn là trước tiên phát hiện có chút quen thuộc. Liền ở hắn ngây người chi gian, đối phương lại là nhất kiếm chém ra mà đến. Nháy mắt người nọ tiến vào hắn trước người 3 mét nơi. Dương Nghị Vân cái này thấy rõ ràng, đồng tử bỗng nhiên co rút lại, kinh hô ra tiếng nói, nhị sư huynh. Không sai. Người này cư nhiên là hắn nhị sư huynh Sao Trời Tử. Chẳng qua giờ phút này Sao Trời Tử mặt vô biểu tình, đối hắn nhất kiếm mà thứ. Liền như vậy một cái phân thần công phu, Sao Trời Tử kiếm đã tới rồi hắn ngực, Dương Nghị Vân lúc này mới hoàn hồn,
không kịp tránh né, lại là thân thể một bên. Bỗng nhiên bả vai một trận thứ đau. Lại là sao trời tử kiếm khí đâm vào hắn bả vai, một chút đem hắn thứ bay đi ra ngoài. Chạm vào. 20-30 mễ ở ngoài rơi xuống đất, nhưng thật ra không nhiều lắm chuyện này, chẳng qua, trên vai lại là xuất hiện một cái thật đánh thật huyết lỗ thủng, máu ra bên ngoài mạo. Đây chính là chân chính thương. Dương Nghị Vân trong lòng một trận lạnh lẽo. Ngay sau đó lại là phát hiện trong tầm mắt kiếm khí lộng lẫy. Nhị sư huynh sao trời tử lại là nhất kiếm đối với hắn bổ tới. Giờ khắc này Dương Nghị Vân cũng không dám nữa thiếu cảnh giác, trên vai đau đớn làm hắn choáng váng đầu thanh tỉnh vài phần, nhảy dựng lên, lại là nheo lại mắt, nhìn công kích mà đến nhị sư huynh sao trời tử nói, đáng chết. Lúc này hắn ở đau đớn dưới tác dụng, tỉnh táo lại, hắn biết trước mắt nhị sư huynh không phải nhị sư huynh, mà là ảo giác, hoặc là nói là này một phương hư thật giao nhau trận pháp thế giới chế tạo ra tới người. Tuyệt đối là giả. Nhà mình nhị sư huynh lúc này khả năng đều không có phi thăng đâu. Sao có thể còn ở thần giới, lại ở chỗ này? Tất nhiên là ảo trận thế giới chế tạo ra tới sinh linh. Hơn nữa trọng điểm là thực lực, cư nhiên cùng hắn tương đương. Hắn hiện tại tốt xấu là trung vị thần vương cảnh giới, liền tính là nhị sư huynh phi thăng thần giới, cũng tuyệt đối không có khả năng có thể có thần vương thực lực. Cho nên không hề nghi ngờ trước mắt cái này nhìn qua lạnh như băng nhị sư huynh là giả không thể nghi ngờ. Dương Mỗ Nhân thực phẫn nộ. Bởi vì cư nhiên xuất hiện một cái nhị sư huynh. Lại còn có làm cái này nhị sư huynh tới giết hắn, làm cho bọn họ sư huynh đệ lẫn nhau chém giết, này xem như phạm hắn kiêng kỵ. Hừ lạnh một tiếng, Dương Nghị Vân thúc dục đồ long kiếm, đạo chủng chi lực bùng nổ, 10 đạo nói thụ lực lượng tại đây một khắc hợp nhất. Nhìn trước mắt nhị sư huynh nhất kiếm mà đến, Dương Nghị Vân bạo giống một tiếng, đạo chủng hợp nhất, chảm. Đối với trong tầm mắt nhị sư huynh, chính là nhất kiếm chém giết qua đi. Tuy rằng cảm thụ cái này nhị sư huynh cũng là thần vương thực lực, khá vậy chính là bình thường thần vương pháp lực, hắn vận dụng đạo chủng chi lực sau, thực lực tự nhiên muốn vượt xa quá đối phương. Oanh! Hai người giao tế. Một tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Đồ long kiếm này một kích, trực tiếp đánh nát cái này nhị sư huynh kiếm khí, dự uy không giảm, dừng ở cái này nhị sư huynh trên người. Minh một tiếng, cái này nhị sư huynh tiêu tán vô hình. Dương Nghị Vân vừa thấy quả nhiên huyễn hóa ra tới. Nhưng mà Dương Nghị Vân còn không có tới cấp thùng một hơi, lại là bốn phía nơi từng đạo bóng người lại lần nữa xuất hiện. Nhưng là lúc này đây, làm hắn hoàn toàn phẫn nộ rồi lên, lòng có nghịch lân chạm vào là chết ngay. Hắn cảm giác này một phương hư thật chi gian ảo giác thế giới hoàn toàn đụng chạm tới rồi hắn nghịch lân. Cứ việc hắn biết này hết thảy đều là ảo giác, khá vậy như cũng khó nén hắn lửa giận. Bởi vì bốn phía một cái cá nhân ảnh, tất cả đều là hắn quen thuộc người là hắn thân nhân bằng hữu. Cha mẹ thê nhi, bạn tốt huynh đệ từ từ, tất cả đều là vân môn người. Phụ thân, cứu cứu, vân nhi, oan gia a, rốt cuộc tìm được ngươi. Tiểu sư đệ đã lâu không thấy. Tiểu sư đệ ngươi cũng không đợi chờ sư tỷ. Sư phụ ngươi làm đệ tử tìm hảo khổ a. Môn chủ nhân, một đám quen thuộc thanh âm. Mỗi một cái vang lên, đều làm Dương Nghị Vân nội tâm run lên. Mấy cái hài tử, đoàn đoàn viên viên, cháu ngoại trai tiểu mạn mạn, bốn cái đệ tử độc cô hối võ kiếm, vương tông nhân, mông điểm đều ở. Triệu Nam cầm đầu một chúng nữ nhân, cha mẹ, Lưu Tích Kỳ từ từ. Đại sư huynh, tiểu sư tỷ, vân môn một chúng trưởng lão. Tạp Mao Điểu, Nghé Con, Tiểu Phượng Hoàng, Điêu Nhi, Hầu Đậu Đậu từ từ, một đám toàn xuất hiện. Mỗi một cái đều là thân nhân bằng hữu, tất cả đều là quen thuộc người, hắn đừng vây quanh lên, bốn phía một vòng tất cả đều là quen thuộc người. Dương Nghị Vân trong lòng giận không thể ngăn. Cứ việc hắn rõ ràng những người này đều là ảo giác, nhưng như cũng nhịn không được nội tâm dao động rất lớn. Phi thăng thần giới tính lên cũng có 4-5 ngàn nhiều năm lâu, nói hắn không tưởng niệm đại gia, đó là lời nói dối. Bất quá hắn tin tưởng, chung có một ngày hạ giới vân môn người trung quy sẽ phi thăng mà đến. Chung có một ngày sẽ đoàn tụ, sẽ gặp nhau, nhưng lại là không nghĩ tới hôm nay sẽ lấy bực này phương thức gặp nhau. Hơn nữa hắn trong lòng rất rõ ràng, hắn muốn tiêu diệt giết bọn hắn. Tuy là ảo giác, nhưng tâm lý cũng tuyệt đối sẽ không thoải mái. Giờ phút này Dương Nghị Vân tuyệt đối có lý do tin tưởng, cái này hư thật giao nhau thế giới, tất nhiên là có một cái chân chính sinh linh thể dục buổi sáng khống, nếu không đơn thuần ảo giác trận pháp thế giới,
không có khả năng làm được đem sở hữu hắn để ý người dập khuôn đến chính mình trước mắt. Ảo cảnh ảo giác tuy rằng ảnh hưởng tâm thần, nhìn trộm nội tâm, khá vậy làm không được như thế chi tinh tế. Tất nhiên là có một cái chân chính sinh linh ở thao tác cái này hư thật giao nhau thế giới. Thật sự đáng chết, Dương Nghị Vân tức giận đến chửi ầm lên. Mà lúc này, tiểu sư tỷ Cơ Tím Hà lại là tiến lên một bước nói, tiểu sư đệ, cái gì đáng chết? Chẳng lẽ ngươi không tưởng niệm chúng ta sao? Dương Nghị Vân cắn răng nói, tưởng. Tuy rằng biết rõ tiểu sư tỷ là biến ảo mà ra người, nhưng hắn vẫn là trả lời nàng. Ha ha ha, quả nhiên vẫn là ta tiểu sư. Cái này Cơ Tím Hà lại là một câu không nói xong, tới gần Dương Nghị Vân lúc sau bỗng nhiên một chưởng đánh hướng Dương Nghị Vân. Oanh! A! Dương Nghị Vân như thế nào sẽ không có chuẩn bị, cái này tiểu sư tỷ tới gần nàng thời điểm, hắn liền biết nàng sẽ ra tay, phản kích dưới, hung hăng một chưởng dỗi qua đi, đem nàng đánh bay đi ra ngoài. Cái này Cơ Tím Hà kêu thảm thiết chung bay ngược đi ra ngoài. Tiểu sư đệ ngươi dám! Ngay sau đó đại sư huynh Vân Trường Sinh nổi giận gầm lên một tiếng một kích mà đến. Dương Nghị Vân trở tay chính là nhất kiếm, đem hắn bức lui. Nhược kê ngươi như thế nào đối với ngươi sư huynh sư tỷ ra tay, điều ra ta nhìn không được. Tạp mau chim bay lên, đối với Dương Nghị Vân há mồm chính là một đạo ngọn lửa. Dương Nghị Vân cười lạnh, thực hảo, cư nhiên liền tạp mau điều kim ô chi hỏa đều học xong, nhưng đáng tiếc ảo giác chi vật, rốt cuộc không phải chân thật, cho ta phá. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động, đối với tạp mau điểu phun ra ngọn lửa, giơ tay chính là từng đạo loại chi thụ trung thủy thuộc tính lực lượng đón đi lên. Thế giới này hết thảy nói đến cùng vẫn là ở ảo cảnh ảo giác cơ sở thượng, tự nhiên không thể cùng trong thân thể hắn chân chính pháp lực so sánh với. Một đạo cột nước lực lượng đi ra ngoài, trực tiếp đem tạp mau điểu bao phủ, nháy mắt tiêu tán. Ca ca, người cư nhiên giết tạp mau điểu, nó chính là theo ngươi thượng vạn năm A, ngươi hảo nhẫn tâm, ta hận ngươi. Ngươi không hề là ca ca ta, đại gia cùng nhau thượng. Giờ phút này lại là tiểu phượng hoàng hóa ra bản thể phượng hoàng, toàn thân ngọn lửa hôi hổi dựng lên mở miệng, tiểu phượng hoàng này một mở miệng, bên người điêu nhi, nghé con, cá trạch, vân lôi thú từ từ, một chúng thần thú tất cả đều bắt đầu đối Dương Nghị Vân khởi xướng công kích. Ha ha a, thật đúng là giống a. Dương Nghị Vân cười lạnh một tiếng, lại là bỗng nhiên giống giật, toàn thân thần quang đại tác phẩm. Trong cơ thể 10 đại đạo loại thuộc tính bùng nổ, hắc ám chiến giáp trong người, trong tay đồ long kiếm kiếm khí dung chuyển, lôi đình phong vân, ngũ hành chi đạo, âm dương nghịch chuyển. Lại là hoàn toàn bạo phát 10 đại thuộc tính nói thụ lực lượng, múa may chi gian, từng đạo thuộc tính pháp lực công kích mà đi, nhằm vào 4 phương 8 hướng. Bởi vì hắn bị chính mình thần thú cấp vây quanh. Đương nhiên hắn biết rõ chúng nó đều là giả, hết thảy đều là biến ảo mà ra chúng nó. Chân chính tiểu phượng hoàng cùng điêu nhi các nàng vĩnh viễn sẽ không đối hắn ra tay. Bỗng nhiên bùng nổ dưới, nổ vang không ngừng. Trong lúc nhất thời thần quang đại tác phẩm mà ra, rên rỉ không ngừng. Ngay sau đó tiểu phượng hoàng chờ thần thú tiêu tán vô hình. Giữa sân nháy mắt có chút hỗn độn. Bất quá hắn vẫn là ra tay phá chi. Nhưng giây tiếp theo, Dương Nghị Vân sắc mặt lại là khẽ biến. Bởi vì không biết khi nào. Triệu Nam cầm đầu một chúng nữ nhân xuất hiện ở hắn bên người. Vân tử ngươi nhập ma, thật làm ta thực thất vọng. Triệu Nam mở miệng. Tiên sinh ngươi là làm sao vậy, đối người một nhà cũng xuống tay. Lại là Thu Nhi mở miệng. Độc Cô Vô Tình cũng là vẻ mặt không thể tin tưởng nói, vân tử là chúng ta a. Vân tử. Một chúng nữ nhân bắt đầu rồi, nói chuyện công tâm. Ngay sau đó là cha mẹ. Vân Nhi ngươi tỉnh tỉnh. Như thế nào đối người một nhà động thủ? Phụ thân ngươi làm sao vậy, ta sợ hãi. Nữ nhi tròn tròn mở miệng. Trong lúc nhất thời mọi người mang theo khiển trách xuất khẩu, hơn nữa đi bước một hướng hắn mà đến. Dương Nghị Vân đối mặt bọn họ, giờ khắc này thật đúng là loạn tâm. Liên tính là biết rõ các nàng đều là biểu hiện giả dối, nhưng như cũng không đành lòng đối chính mình nữ nhân cùng hài tử thậm chí là cha mẹ xuống tay. Phốc! Sau lưng nhất kiếm. Dương Nghị Vân một trận đau đớn. Vừa chuyển đầu lại là nhi tử bao quanh đối với một kích. Hắn bị thương chính là vững chắc. Chạm vào. Ngực một kích. Lần này là cháu ngoại trai tiểu mạn mạn công kích. Dương Nghị Vân một búng máu dịch phun ra. Giờ phút này hắn là thiệt tình. Nhưng mà đúng lúc này, trên cánh tay trái càn khôn hồ đột nhiên một trận cực nóng dựng lên. Tức khắc một cổ nhiệt lưu truyền khắp toàn thân. Hắn trong óc một trận thanh minh, lại lần nữa nhìn lại.
lại là cả người chấn động. Bốn phía thân nhân bằng hữu tất cả đều là từng đạo màu đỏ sương mù, hình người sương mù, bất quá trong đó có một cái là ngoại lệ. Người này đó là phía trước bị hắn đánh bay đi ra ngoài tiểu sư tỷ Cơ Tím Hà, giờ phút này Cơ Tím Hà nhìn qua cư nhiên là một cái tiểu người lùn biến ảo mà thành, có khí huyết, hắn rõ ràng cảm nhận được. Phía trước liền suy đoán có người ở thao tác cái này hư thật giao nhau thế giới, hiện tại như vậy vừa thấy quả nhiên không có sai. Mà có thể làm hắn thấy rõ ràng bản chất còn lại là càn khôn hồ nội hỗn nguyên một hơi. Thời khắc mấu chốt hỗn nguyên một hơi lại tự chủ xuất hiện. Giờ khắc này Dương Nghị Vân cảm giác hỗn nguyên một hơi tràn ngập toàn thân, hắn có loại nhưng xé rách thiên địa lực lượng. Nhìn chung quanh bốn phía, Dương Nghị Vân nhắm hai mắt lại lẩm bẩm, có thể xem các ngươi liếc mắt một cái, bị thương một chút cũng đáng đến, nhưng là hiện tại kết thúc đi. Dứt lời hắn cả người chấn động, trầm giọng nói, phá. Toàn thân thần quang bùng nổ, ở hỗn nguyên một hơi thêm vào hạ, bộc phát ra vạn trượng quang mang. Đâm thủng toàn bộ thiên địa. Ngay lập tức hết sức mây đen tiêu tán, hết thảy biến ảo người hóa thành sương mù trực tiếp bốc hơi. Lại lần nữa mở hai mắt, hắn như cũ đang ở tượng đá bên trong, chẳng qua một tôn tôn tượng đá đều vết rách cái khe. Nơi xa truyền đến ngọc lả lướt cùng đằng xà thanh âm. Vân tử. Chủ nhân. Dương Nghị Vân nhếch miệng cười, rốt cuộc phá hư thật gặp nhau ảo giác thế giới, ta ra tới. Ngọc lả lướt cùng đằng xà đi tới. Không có việc gì đi. Dương Nghị Vân lắc đầu nói, không có việc gì. Trận pháp phá, chúng ta hiện tại có thể trực tiếp đi ra ngoài. Ngọc lả lướt nói. Dương Nghị Vân lại là ánh mắt nhìn về phía nơi xa một tôn tượng đá lạnh giọng nói, sợ là phải đợi chờ, không đem đầu sỏ gây tội tìm ra, chúng ta như cũ không an bình. Hắn vừa dứt lời, nơi xa một tôn mà nhân tộc tượng đá cư nhiên sống lại đây, linh hoạt vô cùng liền hướng về nơi xa chạy tới. Dương Nghị Vân hừ lạnh một tiếng, muốn chạy, môn đều không có, cho ta lưu lại. Một tiếng hừ lạnh, ra tay chính là nhất kiếm chém tới. Mang theo hỗn nguyên một hơi nhất kiếm tia chớp giống nhau kiếm khí trực tiếp dừng ở nơi xa tượng đá trên người. Chạm vào A, trăm mét ở ngoài tượng đá tạc nứt, phát ra hét thảm một tiếng. Tức khắc một cái người lùn trên người máu tươi chảy ròng, ngã trên mặt đất, tạc nứt chỉ là một tầng thạch phiến, hoặc là nói thạch xác, bên trong lại là bao vây lấy một cái có máu có thịt người lùn, chuẩn xác mà nói là cái mà nhân tộc. Dương Nghị Vân sở dĩ có thể liếc mắt một cái nhìn thấu, đúng là bởi vì hỗn nguyên một hơi che kín toàn thân lúc sau nhìn đến, hơn nữa cái này tượng đá người lùn, đúng là phía trước ở ảo giác thế giới biến ảo tiểu sư tỷ. Nếu không phải hỗn nguyên một hơi trong người, hắn thật đúng là nhìn không ra cái gì. Lúc này một kích liền cấp bắt lấy. Đáng giận tiểu người lùn, cư nhiên giả mạo hắn tiểu sư tỷ, càng là huyễn hóa ra hắn thân nhân bằng hữu làm hắn giết, thực sự chu tâm tay bút. Nếu không phải hắn có hỗn nguyên một hơi, hôm nay tuyệt đối muốn bị té nhào. Đằng xa dành trước một bước qua đi, trực tiếp đem người lùn khống chế. Dương Nghị Vân cùng Ngọc Lả lướt tiến lên, nhìn cái này bị thương người lùn, hoặc là nói mà nhân tộc, tựa hồ cùng nhân tộc cũng không có cái gì khác nhau. Chẳng qua là dáng người thấp bé, nửa thước cái đầu tả hữu, bất quá tay nhỏ chân nhỏ lại là thô tráng một ít, nhìn rất có lực lượng cảm. Bị đằng xà cấp khống chế sau, chỉ có thể cuộn tròn trên mặt đất, một đôi không lớn mắt nhỏ tràn ngập hoảng sợ nhìn Dương Nghị Vân. Thoạt nhìn đạo hạnh cũng không ra sao, lại là thiếu chút nữa đem tiểu gia chấn quải rớt, thật đúng là có ngươi. Dương Nghị Vân nhìn chằm chằm mà nhân tộc mở miệng, đích xác trong mắt hắn cái này mà nhân tộc tu vi cũng chính là thượng vị thần vương cấp bậc. Nhưng ngẫm lại phía trước hư thật giao nhau ảo cảnh thế giới hắn như cũ là lòng còn sợ hãi. Theo lý thuyết, như vậy đại trận trưởng tuyệt đối không phải trước mắt cái này chỉ có thần vương tu vi tiểu người lùn có thể chỉnh ra tới. Nhưng cố tình hẳn là chính là, dù sao hắn chỉ phát hiện này một cái tiểu người lùn lui tới. Hắn thần hồn chi linh phi thường cường, cũng khác hẳn với thường nhân. Lại là Ngọc Lả lướt mở miệng. Thần hồn chi lực, Dương Nghị Vân nói thầm một thân. Đằng xà tiếp thượng lời nói, chủ nhân cái này mà nhân tộc hẳn là đi nguyên thần tu luyện chi đạo. Dương Nghị Vân vừa nghe, cũng coi như là có điều sáng tỏ, đối với vĩnh hằng thần giới tu luyện hệ thống, đằng xà thứ này nói qua, hoặc là chuyển tu thân thể chi đạo, hoặc là chính là tu luyện nguyên thần chi đạo, dù sao tứ đại giai đoạn, tới rồi cuối cùng đều là siêu thoát. Tương đương thần giới hợp đạo thành công, cuối cùng hỗn nguyên siêu thoát. Dương Nghị Vân ngẫm lại nói, vừa rồi hư thật giao nhau thế giới, thiếu chút nữa bị hắn cấp chỉnh chết, trực tiếp huyễn hóa ra chính là ta thân nhân bằng hữu công kích ta, hơn nữa đều có thần vương cấp bậc thực lực,
cảm giác không giống cái này tiểu người lùn có thể làm ra bút tích, đúng rồi, vừa rồi các ngươi hai cái là tình huống như thế nào? Cuối cùng Dương Nghị Vân thuận miệng hỏi một câu Ngọc Lả Lướt cùng Đằng Xà tình huống. Ngọc Lả Lướt nói, ảo trận khởi động lúc sau, vây chính là nhập cục giả. Dương Nghị Vân sửng sốt nói cách khác, ai tâm thần chịu ảnh hưởng, nhằm vào chính là ai, mà không có chịu ảnh hưởng ngươi, không có gì sự. Ân, ta đích xác không có việc gì, lúc ấy sở hữu tượng đá đều ngừng lại, cũng mọi nơi tầm thường phá trận chi đạo, đáng tiếc không có manh mối. 10 năm lúc sau, Đằng Xà đột nhiên xuất hiện, chúng ta hai cái cùng nhau tìm kiếm phá giải phương pháp, hy vọng có thể phá trận pháp cứu ngươi ra tới. Từ từ, ngươi nói Đằng Xà thứ này ra tới thời điểm, đã là 10 năm chuyện sau đó. Dương Nghị Vân kinh ngạc hỏi. Đúng vậy chủ nhân, ta ngay từ đầu cũng khó có thể tin, nhưng sự thật chính là như thế, ở cái kia ảo cảnh thế giới thời gian quá thực mau, ta ra tới lúc sau, đến bây giờ chủ nhân ngươi ra tới, lại hơn 100 năm thời gian. Đằng Xà nói. Dương Nghị Vân trừng lớn đôi mắt, hắn cảm giác chỉ là qua đi 1-2 cái canh giờ mà thôi, không nghĩ tới 100 năm đã qua. Ảo cảnh ảo giác còn đúng là đáng sợ. Chỉ nghe Ngọc Lả Lướt nói tiếp, cái này mà nhân tộc trên người hẳn là có cái gì có thể chế tạo ảo cảnh ảo giác cường đại bảo vật, nếu hơn nữa hắn cường đại nguyên thần thao tác, chế tạo một cái hư thật giao nhau ảo cảnh thế giới hoàn toàn là có khả năng. Dương Nghị Vân nghe xong một cái chớp mắt ra dừng ở tiểu người lùn trên người, chỉ thấy trên mặt đất giãy giụa tiểu người lùn ánh mắt tức khắc hoảng loạn lên. Có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện đi. Dương Nghị Vân mở miệng nhìn về phía tiểu người lùn. Đối phương không nói gì. Trên thực tế từ một mở họp khi, cái này tiểu người lùn liền chưa nói quá một câu, chỉ là giãy giụa phát ra quá kêu thảm thiết. Không nói lời nào a, hành. Dương Mỗ Nhân nhếch miệng cười, đối Đằng Xà nói, Đằng Xà cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Ngạch, chủ nhân ta không nhan sắc a, Đằng Xà lại là có chút phát ngốc. Cũng khó trách, thứ này đang ở vĩnh hằng thần giới, không như thế nào tiếp xúc qua nhân loại, thậm chí là độc lai độc vãng. Đối với Dương Nghị Vân những lời này khó có thể lý giải đảo cũng bình thường. Ngọc Lả Lướt nghe được Đằng Xà lời này đều nhìn không được thiếu chút nữa bật cười. Dương Nghị Vân cái kia khí a, trừng mắt nhìn Đằng Xà liếc mắt một cái nói, ai muốn ngươi có nhan sắc, ta làm ngươi tấu hắn. A nga nga, như vậy a, minh bạch, hắc hắc, Đằng Xà rốt cuộc tỉnh ngộ lại đây. Ngay sau đó lộng lẫy bắt đầu. A a a a a. Ở Đằng Xà dụng hình dưới, tiểu người lùn kêu thảm thiết liên tục. Thượng, tốt nhất thần tha mạng. Tiểu người lùn rốt cuộc xin tha, cũng mở miệng. Dương Nghị Vân lúc này mới ý bảo Đằng Xà dừng tay. Dù sao cái này tiểu người lùn phía trước bị hắn bị thương nặng, hắn biết liền tính là hắn là thần linh cũng kiên trì không được bao lâu, huống chi thân thể cũng không thế nào, cường đại chỉ là nguyên thần. Nói đi, người tên là gì, chúng ta tính kế ta. Dương Nghị Vân mở miệng hỏi tiểu người lùn. Đã bị Đằng Xà lăn lộn đến chỉ còn nửa cái mạng tiểu người lùn cái này học ngoan, vội vàng nói, hồi bẩm thượng thần, tiểu thần chính là mà nhân tộc, kêu to Thổ Tinh Nguyên, là Vu Vương thành thần dược viên thổ địa thần, vâng mệnh trông coi thần dược viên, công kích thượng thần chính là chức trách nơi, còn thỉnh thượng thần chuộc tội, vòng qua tiểu thần một mạng a. Thổ Tinh Nguyên, thổ địa thần, Dương Nghị Vân nhưng thật ra tới hứng thú, ai sách phong ngươi vì thổ địa thần. Tự xưng là mà nhân tộc Thổ Tinh Nguyên sửng sốt. Theo sau mới nói, tự nhiên là Vu Vương thành thành chủ sách phong. Nói xong dừng một chút bổ sung nói, ta là thừa kế. Ách, nói rõ ràng điểm. Dương Nghị Vân trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Thổ Tinh Nguyên cổ co rụt lại nói, kỳ thật, người của ta tộc này một mạch, ta là người sống sót duy nhất, tự nhiên mà vậy liền kế thừa thổ địa thần cái này chức vị, tiếp tục trấn thủ Vu Vương thành thần dược viên. Kế tiếp Thổ Tinh Nguyên một chút bắt đầu giảng thuật hắn chuyện xưa. Dương Nghị Vân mấy cái đảo cũng không quấy rầy hắn, tạm thời tả hữu không có việc gì, đình đình cũng không sao, mặc kệ là người là thần là yêu ma, chỉ cần là có huyết nhục sinh linh đều sẽ có bát quái chi tâm. Đương nhiên đối Dương Nghị Vân cùng Ngọc Lả Lướt tới nói, nhiều nghe một ít chuyện xưa, là có thể đối cái này vĩnh hằng thần giới càng thêm hiểu biết vài phần. Đảo cũng là chuyện tốt. Thổ Tinh Nguyên đứt quãng giảng thuật nửa giờ mới nói xong, Dương Nghị Vân cuối cùng là nghe minh bạch, thứ này chính là mà nhân tộc nhị đại. Kế thừa mà nhân tộc hết thảy. Ở Thổ Tinh Nguyên giảng thuật chung, bọn họ mà nhân tộc kỳ thật dân cư không nhiều lắm, cũng liền chăm tới hào dân cư, sớm nhất thời điểm, thần phục với Vu Vương thành thành chủ, thế Vu Vương thành trông coi thần dược viên, bị thành chủ phản sách phong vì thần dược viên thổ địa thần. Nói đến cùng nơi này, liền không thể không đề một câu, ở vĩnh hằng thần giới khai thiên thời đại,
có thể trở thành một phương thành chủ giả, đặc biệt là người khổng lồ vu tộc, đó là tương đương có thực lực cùng bối cảnh, bởi vì dựa theo thổ tinh nguyên cách nói, ở khai thiên thời đại, thiên địa có hai đại thế lực, nhất tộc chiếm cứ thiên, nhất tộc chiếm cứ mà. Trên mặt đất vương giả tự nhiên chính là người khổng lồ vu tộc, cho nên người khổng lồ vu tộc chung có thể trở thành thành chủ hạng người, tất nhiên đạo hạnh thông thiên, được xưng vương tộc, trưởng quản đại địa, tự nhiên sẽ có sách phong chức quyền. Mà nhân tộc đi theo vu vương thành thành chủ, lăn lộn một cái vu vương thành thần dược viên trông coi thổ địa thần, tuy rằng là tiểu quan nhi, nhưng lại trông coi chính là trọng địa, đủ để thuyết minh vu vương thành chủ coi trọng này nhất tộc, tất nhiên có độc đáo chỗ. Mà thổ tinh nguyên nói là, thiên địa đại kiếp nạn chung, bọn họ mà nhân tộc cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, nhưng hắn lại là bị tộc nhân ẩn tàng rồi lên, tránh thoát một kiếp, vô số năm lúc sau lại lần nữa thức tỉnh, tộc nhân đều không có, vu vương thành cũng thành phế tích. Hắn một cái người cô đơn, cũng không địa phương nhưng đi, trong đầu cũng chỉ nhớ rõ bọn họ nhất tộc chức trách, đó là trông coi thần dược viên, như thế liền kế thừa trong tộc hết thảy. Đã là mà nhân tộc cuối cùng một cái tộc trưởng, cũng là thần dược viên thổ địa thần, đương nhiên trọng điểm là hắn trưởng quản trong tộc trọng bảo, cũng là vu vương thành chủ truyền cho bọn họ nhất tộc dùng để trông coi thần dược viên bảo vật, huyễn linh thần châu. Bản thân tới nói bọn họ mà nhân tộc trời sinh chính là thổ thuộc tính thể chất cùng nguyên thần. Thiên phú là thao tác bùn đất, hơn nữa huyễn linh thần châu có ảo giác ảo cảnh chế tạo chi lực, kết hợp lên, chính là cường đại vô cùng thao tác. Mà hắn sở học trận pháp chi đạo, ở vô số tuế nguyệt chung, nhàm chán rất nhiều, bày ra trăm trận, dùng để bảo hộ thần dược viên. Đến nỗi tượng đá đều là hắn tưởng niệm tộc nhân kiệt tác, đặt ở nơi này gần nhất nhớ lại tộc nhân, mà đến hợp thành hư thật giao nhau đại trận. Đáng tiếc thượng vạn tôn tượng đá đều bị Dương Nghị Vân hủy diệt rồi. Đến nỗi tượng đá trung huyễn linh châu, kia chỉ là thổ tinh nguyên trong tay huyễn linh thần châu huyễn hóa ra tới một sợi mà thôi. Chân chính lợi hại hiển nhiên là huyễn linh thần châu. Nghe xong này đó sau, Dương Nghị Vân mắt sáng rực lên, nhìn chằm chằm thổ tinh nguyên, trong lòng âm thầm nói, nhất tộc diệt vong dư lại hắn một cái, còn có thể lưu lại nơi này tiếp tục bảo hộ, thực hiện chức trách, nhưng thật ra không tồi, coi như trung tâm, cái này tiểu người lùn, tuy rằng là cái thần vương nhưng trong tay khống chế huyễn linh thần châu. Nhưng thật ra có thể phát huy ra đại tác dụng, như thế nhưng thật ra có thể lưu lại. Dương mẫu nhân trong óc tính toán như thế nào nhận lấy thổ tinh nguyên, nhưng thổ tinh nguyên lại là trong lòng vô cùng thấp thỏm, sợ Dương Nghị Vân giết hắn. Thượng thần, nên nói ta đều nói, có không bỏ qua cho tiểu thần một mạng. Thổ tinh nguyên gần nhất là sợ hãi chết, thứ hai là không thể chết được, mà nhân tộc chỉ còn lại có hắn cái thứ nhất, nếu là hắn đã chết, mà nhân tộc liền thật diệt sạch hậu thế. Hơn nữa toàn bộ mà nhân tộc hoa đại giới làm hắn sống sót, cũng không thể chết, đã chết thực xin lỗi tộc nhân. Tha cho ngươi có thể, nhưng ngươi muốn thần phục cùng ta, ngươi có bằng lòng hay không? Dương Nghị Vân nheo lại đôi mắt nói. Trước mắt cái này tình huống, thổ tinh nguyên chính là bản thượng thịt cá, dám nói một cái không tự sao. Đối mặt Dương mẫu nhân thổ tinh nguyên hiện tại chỉ nghĩ mạng sống, vội vàng gật đầu nói tiểu thần nguyện ý thần phục. Như thế rất tốt, Dương mẫu nhân vừa lòng. Bất quá ngay sau đó, hắn nhìn thổ tinh nguyên, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm xem, người sau bị Dương mẫu nhân như vậy nhìn chằm chằm cả người đều phát run, nhịn không được nói thượng thần chính là có cái gì vấn đề. Ngươi tố không tố ngốc, ngươi nói có hay không vấn đề, thần phục là ngoài miệng nói sao. Dương mẫu nhân phiếm xem thường mở miệng. Tiểu người lùn thần phục liền phải có thái độ, giao ra ngươi nguyên thần ấn ký. Từ đây lúc sau là có thể đi theo chủ nhân cơm ngon rượu say, hiểu không? Đằng xa ở một bên tranh công giống nhau mở miệng nói. Nhưng thật ra làm Dương mẫu nhân thực vừa lòng. A là, tiểu thần ngu dốt, thượng thần chớ trách. Thổ tinh nguyên lúc này mới phản ứng lại đây. Nguyên thần ấn ký tuyệt phi trò đùa, thổ tinh nguyên tự nhiên biết giao ra nguyên thần ấn ký lúc sau, chẳng khác nào đem mạng nhỏ giao cho Dương Nghị Vân trên tay, nhưng là có thể có biện pháp nào đâu. Giao đi. Ngay sau đó thổ tinh nguyên giữa mày một đạo thần quang bay ra, hóa thành một cái bỏ túi bản tiểu nhân nhi, đúng là hắn nguyên thần ấn ký, bay về phía Dương Nghị Vân. Dương mẫu nhân ngựa quen đường cũ, trực tiếp thu vào giữa mày, tiến vào thần hải. Oanh! Một tiếng nặng nề ở thần hải vang lên, lại là hắn nguyên thần trực tiếp hấp thu thổ tinh nguyên thần. Một cái chớp mắt ra hắn liền cùng thổ tinh nguyên chi gian có cảm ứng. Làm Dương Nghị Vân kinh ngạc chính là... Đích xác thổ tinh nguyên thần rất cường đại, so với hắn đều cường đại một mảng lớn. Trong lòng ám đạo chủ tu nguyên thần chi đạo sinh linh, quả nhiên đều có độc đáo chỗ.
Tuy rằng thổ tinh nguyên nguyên thần so với hắn còn phải cường đại, nhưng Dương Nghị Vân cũng không lo lắng thổ tinh nguyên sẽ phản phệ, nói đến cùng đều ở thần vương cấp bậc. Hắn là chủ, thổ tinh nguyên hiện tại là pháp, có chủ yếu và thứ yếu chi phân, huống hồ hắn còn có hỗn nguyên một hơi tồn tại, chẳng sợ thổ tinh nguyên là thần đế cấp bậc, cũng phiên không được thiên. Nếu có nhị tâm, hắn sẽ ở trước tiên cảm giác đến, sinh tử chi gian là có thể muốn thổ tinh nguyên mạng nhỏ. Tiểu thần bái kiến chủ nhân. Cái này thổ tinh nguyên học ngoan. Quỳ dạp trên mặt đất thăm viếng. Đằng xà buông ra hắn. Dương Nghị Vân làm đằng xà buông ra đối thổ tinh nguyên khống chế. Đằng xà buông ra đối thổ tinh nguyên giam cầm, làm thổ tinh nguyên khôi phục tự do. Bất quá phía trước bị Dương Nghị Vân bị thương nặng, thổ tinh nguyên như cũ là trọng thương trạng thái, tưởng khôi phục còn cần thời gian. Dương Nghị Vân ngẫm lại một giọt sinh mệnh chi thủy xuất hiện, phiêu hướng thổ tinh nguyên nói, ăn vào đi, đối với người thương thế khôi phục có chỗ lợi. Dương mỗ nhân có cái ưu điểm là, đối chính mình người phi thường hảo, bao che cho con lợi hại, nếu thổ tinh nguyên hiện tại trở thành chính mình tôi tớ. Đó chính là người một nhà, không lý do làm cái này tiểu người lùn còn thân bị trọng thương, làm hắn mau chóng khôi phục, kế tiếp, còn trông cậy vào thổ tinh nguyên dẫn bọn hắn đi tầm bảo đâu. Này bút mua bán không lỗ. Nói nữa, sinh mệnh chi thủy hắn hiện tại dùng chi không kiệt, tùy tay vì này, cũng không tính lãng phí. Mặt khác chính là hắn muốn thử xem sinh mệnh chi thủy đối mà nhân tộc có hay không cái gì hiệu quả. Lại nói tiếp, hắn cũng không rõ ràng lắm. Mà nhân tộc có tính không là nhân tộc, dù sao nhìn cùng nhân tộc giống nhau, chẳng qua là cái đầu thấp bé một ít, tính yêu không tính là. Nghĩ đến là không hiệu quả. Bất quá cũng không quan hệ, dù sao sinh mệnh chi thủy tuyệt đối có thể làm thổ tinh nguyên khôi phục thương thế. Thổ tinh nguyên hiện tại là hoàn toàn nhận mệnh, mạng nhỏ đều nắm ở Dương Nghị Vân trong tay, cũng không có gì cố kỵ, trực tiếp há mồm phun hạ Dương Nghị Vân sinh mệnh chi thủy. Ngay sau đó chỉ cảm thấy bồng bột sinh cơ chi lực ở trong cơ thể nổ tung, thổ tinh nguyên liền biết đây là thứ tốt, vội vàng bắt đầu khôi phục thương thế. Chẳng qua ngay sau đó, thổ tinh nguyên cảm nhận được trong cơ thể máu mạc danh cực nóng lên, càng ngày càng cực nóng, cuối cùng bắt đầu đau đớn. A, rốt cuộc nhìn không được phát ra hét thảm một tiếng. Thực sự là quá mức đau đớn. Nhưng thổ tinh nguyên lại là như cũ ở cắn răng kiên trì, thúc giục nguyên thần tu luyện vận chuyển. Bởi vì hắn phát hiện trong cơ thể huyết mạch ở phát sinh biến hóa này là ở hướng tới tốt phương hướng phát triển. Bọn họ này một mạch, tu chính là nguyên thần chi đạo, nhưng huyết mạch cũng là chủ yếu thúc đẩy phương hướng, huyết mạch cải thiện ý nghĩa thân thể cường đại ngoài ý muốn đối nguyên thần chịu tải lực lượng càng thêm hồn hậu, tu nguyên thần nhược điểm là thân thể huyết mạch khó có thể cải thiện tăng lên, lại là không nghĩ tới cái này chủ nhân ban cho thần kỳ giọt nước, không chỉ có cường đại sinh cơ chi lực, còn có cải thiện huyết mạch công hiệu. Như thế tình huống, thổ tinh nguyên biết là hắn cơ duyên tạo hóa. Cắn răng kiên trì, hắn biết chỉ cần lần này kiên trì xuống dưới, hắn tu vi thế nhưng sẽ là một lần chất tăng lên. Mà Dương Nghị Vân cũng kinh ngạc lên. Vốn dĩ cho rằng sinh mệnh chi thủy đối mà nhân tộc thổ tinh nguyên không có gì quá lớn tăng lên, nhiều nhất chính là khôi phục một chút thương thế, nhưng không nghĩ tới cư nhiên đối thổ tinh nguyên cũng có cường đại tăng lên. Nhưng thật ra ngoài dự kiến. Hiện tại đã biết rõ. Thổ tinh nguyên cái này mà nhân tộc, có lẽ thật đúng là không xem như chân chính nhân tộc, chẳng qua là có một ít nhân tộc bề ngoài, bản chất tới nói, khả năng như cũ là yêu vật phạm vi đi. Bất quá không quan hệ, dù sao là chuyện tốt, đều thành hắn tôi tớ, có thể cải thiện huyết mạch, thổ tinh nguyên cường đại, chính là hắn cường đại. Sau nửa canh giờ, thổ tinh nguyên hấp thu tu luyện kết thúc. Dương Nghị Vân ánh mắt sáng lên, phát hiện thổ tinh nguyên đạo hạnh đạt tới thần vương đỉnh. Sinh mệnh chi thủy đối hắn tác dụng phi thường rõ ràng. Đa tạ chủ nhân hậu ban, tiểu thần vô cùng cảm kích. Trước tiên thổ tinh nguyên đối với Dương mẫu nhân nói lời cảm tạ. Không tồi, có thể tăng lên tu vi cũng coi như là ngươi tạo hóa, về sau hảo hảo làm việc liền có thể. Dương mẫu nhân xem như khen một câu. Tiểu thần chắc chắn vì chủ nhân dụng tâm làm việc, thổ tinh nguyên nói không hoa lệ, nhưng lại rất chân thành,